khi mấy người còn cách ô giang 300 mét thì trên bờ đã vứt dây thừng tới kéo giúp. Bốn người lên đê liền nằm lăn ra đó. Chỉ hơn 20 phút mà đã làm bốn người hết sức, mặt xám trắng lại, ngực phập phồng vì mệt. Bí thư Triệu, bí thư Triệu. Triệu Quốc Đống gần như là nằm trên xe về trụ sở quận ủy. Hắn còn chưa xuống xe thì đã có một chiếc xe lao tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 9, chương 73. Triệu Quốc Đống không nhịn được nhìn mấy nam nữ từ xe biển Ano chui ra, nhất là càng phản cảm với người nam cầm máy quay. Bọn họ từ đâu chui ra? Triệu Quốc Đống không thèm để ý mấy người này mà vào thẳng thang máy. Mấy người phía sau đã bị Lạc Dục Thành chặn lại. Xin lỗi, xin hỏi mấy vị làm gì vậy? Trực ban văn phòng quận ra hỏi. Công tác là phóng viên trung tâm tin tức đài truyền hình tỉnh, chúng tôi muốn phỏng vấn bí thư Triệu một chút. Nữ phóng viên trẻ tuổi vội vàng đưa thẻ công tác của mình ra. Xin lỗi, bí thư Triệu bây giờ đang rất mệt nên sợ rằng không thể nhận phỏng vấn. Nếu có gì cần phỏng vấn, tôi có thể để các đồng chí bên ban tuyên giáo quận ủy phối hợp với các đồng chí. Lạc Dục Thành nghe thấy là đài truyền hình tỉnh thì không thể biết có nên nhận lời hay không. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống đang rất mệt nên đành phải dùng kế hoãn binh. Ồ, chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn bí thư Triệu. Mời anh nói với bí thư Triệu rằng chúng tôi muốn làm một đoạn phim về việc bí thư quận ủy Tây Giang cứu người. Trên thực tế vừa rồi chúng tôi đã phỏng vấn mấy người dân bình cùng xuống nước với bí thư Triệu. Chúng tôi lát nữa cũng sẽ vào viện phỏng vấn hai mẹ con kia. Nữ phóng viên cảm thấy Lạc Dục Thành có chút do dự nên nói. Đài truyền hình tỉnh muốn đưa tin về các hình ảnh tiêu biểu của đảng viên xuất sắc cứu người. Bí thư Triệu vừa nãy đã được chúng tôi ghi hình toàn bộ. Cho nên chúng tôi muốn làm phỏng vấn đơn giản trong vài phút thôi. Lạc Dục Thành nghe vậy thì có chút khó xử. Cuối cùng y nói. Như vậy đi đồng chí phóng viên, bí thư Triệu có thể là rất mệt, tôi gọi điện xin chỉ thị rồi trả lời mọi người. Triệu Quốc Đống vừa vào văn phòng thì nhận được điện của Lạc Dục Thành, nghe đối phương nói mà Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Hắn không cần nổi tiếng, càng không cần dùng đến cách này. Không chừng sẽ khiến lãnh đạo coi anh là muốn lấy tiếng. Mà nếu nhận phỏng vấn thì hắn sẽ lộ mặt trước quần chúng toàn tỉnh, đây là điều Triệu Quốc Đống không muốn thấy vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của hắn. Triệu Quốc Đống lập tức từ chối phỏng vấn, chẳng qua hắn bảo Lạc Dục Thành khéo léo từ chối, lấy lý do mình quá mệt nên cần nghỉ. Lạc Dục Thành giải thích làm nữ phóng viên kia không quá hài lòng. Yêu cầu Triệu Quốc Đống cho thời gian chính xác để phỏng vấn, nói rõ cô nhất định sẽ phải làm đoạn phim về Triệu Quốc Đống, không đạt mục đích không bỏ qua. Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy sao dám quả quyết xuống nước cứu người ở tình huống nguy hiểm như vậy. Hắn có lo mình không cứu được hai mẹ con kia, đồng thời mất mạng không? Phó Thủ tướng Văn Quốc Cơ đến làm cho Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đều thấy có áp lực. Cũng không phải là do tỉnh An Nguyên nhận tổn thất nặng nề nhất trong trận mưa này, mà là do Phó Thủ tướng Văn đi thị sát lần đầu sau khi nhận chức liền chọn An Nguyên, cùng lúc đó tình hình lũ lụt ở An Nguyên là rất nghiêm trọng. Đương nhiên bọn họ cũng lo rằng Trung ương sẽ cảm thấy năng lực tổ chức chỉ huy phòng chống lụt bão của An Nguyên không đắc lực. Điều này mới khiến Phó Thủ tướng Văn chọn An Nguyên làm điểm thị sát đầu tiên. Điều này bọn họ tuyệt đối không muốn thấy. Nhưng tình hình An Nguyên đúng là không lạc quan. Ngoài Ninh Lăng, Đường Giang, Lam Sơn cùng Tân Châu cũng đều ngập lụt. Tình hình Lam Sơn cùng Tân Châu còn đỡ một chút, nhưng cũng có 5 huyện bị lũ bao vây, nhân số là trên 300.000 người bị ảnh hưởng. Vấn đề Đường Giang rất nghiêm trọng, đến bây giờ đã có 3 huyện báo lên về tình huống người chết và mất tích, con số tử vong sẽ trên 30 người. Phó Chủ tịch Thường trực Tần Hạo Nghiên đã trực tiếp đến chỉ huy. Tình hình Ninh Lăng càng nặng nề hơn, cả huyện Thương Hóa gần như rơi vào tình trạng khẩn cấp, nhất là mấy xã, thị trấn phía Bắc còn chìm trong biển lửa, số người bị ảnh hưởng là trên 100.000 người, số người chết bây giờ đã trên 20, mất tích trên 50. Đông Giang cũng không tốt, chết đã trên 10, mất tích cũng trên 20. Tình hình Phong Đình cùng huyện Vân Lĩnh cũng khá nghiêm trọng. Căn cứ báo cáo của hai huyện thì đều có 3 người chết, mấy người mất tích, tổn thất dự tính là vài chục triệu, tình hình các huyện khác không đồng nhất. Phó Thủ tướng Văn Quốc Cơ rất chú ý cuộc sống dân chúng, càng coi trọng an toàn tính mạng dân chúng. Dù là Ninh Pháp hay Ứng Đông Lưu cũng có thể cảm nhận ra sự thương tiếc và lo lắng của y qua cách nói chuyện, điều này càng làm hai người thấy áp lực. Đồng chí Ninh Pháp, đồng chí Đông Lưu, lần này đột nhiên xảy ra mưa to đã làm tổn thất lớn đối với quốc gia. Không chỉ có ở An Nguyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây,
An Huy cũng có tình hình rất nghiêm trọng. Cán bộ, quần chúng bốn tỉnh đấu tranh với lũ. Sau đây tôi phải sang Hồ Bắc, An Nguyên nhờ hai vị. Phó Thủ tướng Văn buồn bã nói. Tôi tới An Nguyên xem thì thấy ngoài thiên tai thì có một phần do năng lực lãnh đạo của lãnh đạo địa phương. Có một số lãnh đạo địa phương tổ chức tốt, xử lý tốt, tình hình khá tốt. Ví dụ như vị bí thư quận ủy trẻ tuổi của Tây Giang kia, rất có năng lực, đối mặt tình hình nghiêm trọng liền sớm dự đoán mà sơ tán dân chúng, không chết một người, không mất tích một người, rất hiếm có. Vị bí thư quận ủy trẻ tuổi đó khi đối mặt với lũ lụt đã đưa ra biện pháp tốt nhất, đó là khôi phục sản xuất, xây dựng sau cơn lũ, lấy tốc độ nhanh nhất, hiệu quả tốt nhất mà làm kinh tế. Tôi rất đồng ý với quan điểm này, hy vọng lần sau tôi tới An Nguyên sẽ thấy một Ninh Lăng hoàn toàn mới. Đến khi chuyên cơ của Phó Thủ tướng Văn biến mất trên không, Ninh Pháp mới nhìn ứng Đông Lưu mà nói. Đông Lưu, xem ra Phó Thủ tướng Văn cũng khẳng định đôi chút về công tác phòng chống lụt bão của An Nguyên chúng ta. Một vài nơi đạt thành tích thì Phó Thủ tướng Văn đã thấy, xem ra khá hài lòng. Có vài điểm lộ rõ vấn đề trong phòng chống lụt bão, tư tưởng của một số lãnh đạo là khinh thường, tác phong làm việc phù phiếm, phản ứng chậm. Bí thư Ninh, tôi cảm thấy sau khi công tác cứu nạn kết thúc cần tổng kết, có công thì thưởng, sai lầm phải phạt. Ứng Đông Lưu mặt không chút thay đổi mà nói. Ninh Pháp nói, đây là điều cần thiết, lần này trong cơn lũ đã lộ ra nhiều vấn đề. Những điểm này cần nghiêm túc xử lý. Có trách nhiệm phải truy cứu, đáng thưởng phải thưởng, nhưng An Nguyên sau cơn lũ sẽ là khôi phục sản xuất. Tổn thất lớn như vậy, chúng ta chỉ có thể thông qua phát triển kinh tế mới bù đắp lại được. Đông Lưu, điểm này anh phải suy nghĩ nhiều hơn. Sau mấy tháng, Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu cũng dần tìm được quan điểm chung. Ninh Pháp là người theo lý tưởng của Đặng Tiểu Bình, phát triển mới là đạo lý, y cho rằng bây giờ tất cả phải nhường cho phát triển kinh tế. Cho rằng phát triển kinh tế và tăng thu nhập của dân chúng là hỗ trợ lẫn nhau. Phát triển kinh tế rồi mới có thể nói đến tăng thu nhập của dân chúng. Ứng Đông Lưu có ý kiến nhất định với quan điểm này của Ninh Pháp. Theo ý của Ứng Đông Lưu thì phát triển kinh tế mặc dù là chủ đạo nhưng không thể nghiêng hẳn. Mấy mảng như an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, văn hóa, pháp chế đều cần chú trọng. Chẳng qua Ninh Pháp cũng không đồng ý quan điểm này của Ứng Đông Lưu. Y cho rằng điểm xuất phát của Ứng Đông Lưu thì tốt nhưng không phù hợp tình hình thực tế của An Nguyên bây giờ. Cho rằng chính quyền làm tốt công tác kinh tế thì mới có thể làm tốt các việc khác. Đảng ủy, chính quyền không phải không muốn làm tốt các công trình xã hội, dân sinh mà là do thiếu tài chính, cho nên phải phát triển kinh tế mà kiếm tài chính. Quan điểm hai người đã giao nhau vài lần trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, mặc dù đều nói với lời lẽ hòa nhã, nhưng hai người đều hiểu không thể thuyết phục nhau. Chẳng qua hai người đều có chung mục đích, đó là phát triển An Nguyên tốt đẹp hơn. Vì thế cả hai đều khá khắc chế mình. Chính trị vốn là nghệ thuật thỏa hiệp, điểm này cả Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đều tán thành. Quyển 9, chương 74. Chiếc Toyota Coaster từ từ chạy ra khỏi sân bay Thái Bình, trời bây giờ đã sáng rực làm người ta khó có thể tin, hai hôm trước trời mưa tầm tã. Đông Lưu, lần này An Nguyên tổn thất rất nghiêm trọng. Tổng Bí Thư và Thủ tướng đều gọi điện cho tôi. Trung ương có lẽ sẽ có chính sách ủng hộ An Nguyên khôi phục sản xuất, đương nhiên còn phải đợi nước rút hết. Tôi nghĩ chúng ta nên tranh thủ cơ hội được Trung ương ủng hộ, trên tỉnh cũng cần tiến theo, cố gắng kéo vài hạng mục lớn về. Tôi dự định cùng anh lúc thích hợp lên Bắc Kinh, cùng với việc báo cáo tình hình thiên tai của An Nguyên với Trung ương, mong Trung ương ủng hộ. Về phần khác là có thể tìm một vài bộ như Bộ Giao thông, Bộ Đường sắt, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thủy lợi để bọn họ trợ giúp. Ninh Pháp cảm thấy rất xúc động khi Phó Thủ tướng Văn nói Bí thư quận ủy Tây Giang Triệu Quốc Đống nói tới biện pháp tốt nhất khắc phục tổn thất thiên tai là phát triển nhanh hơn nữa. Ngay cả một bê quy tiêu cũng có thể nghĩ được biện pháp này, nhưng ý thức của lãnh đạo chủ yếu các thành phố, thị xã lại không cảm nhận được, hoàn toàn bị động lấy việc nói việc, đều nói khó khăn khôi phục sản xuất, căn bản không nghĩ ra đây là cơ hội phát triển. Trên đường tôi đã liên lạc với Bộ trưởng Thiên Minh, y cũng nói có lẽ tháng 8 sẽ có cơn lũ mới. Yêu cầu chúng ta tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống lụt bão, tránh cho gặp tổn thất lớn như vậy một lần nữa. Ứng Đông Lưu biết Ninh Pháp còn có ý khác, y cũng nghe ra ý của Phó Thủ tướng Văn. Khôi phục sản xuất, phát triển nhanh hơn, hai điểm này thực ra không hề mâu thuẫn. Ừ, tôi cảm thấy sau lần lũ lụt này, tỉnh ta phải lợi dụng cơ hội có được, nhân cơ hội Trung ương ủng hộ về chính sách, nhanh chóng đầu tư vào xây dựng các trụ cột như đường sắt, giao thông, thông tin, thủy lợi. Tăng cường sức cạnh tranh về hoàn cảnh cứng của tỉnh, tạo trụ cột cho phát triển kinh tế bước tiếp theo.
Ninh Pháp nhìn Ứng Đông Lưu mà nói. Đúng, đây là cơ hội, lợi dụng chính sách của Trung ương, thích hợp khởi động chuyện xây dựng các cơ sở trụ cột liên quan đến quốc kế dân sinh. Đây không chỉ có tác dụng thúc đẩy kinh tế An Nguyên phát triển nhanh hơn, còn có ảnh hưởng lớn đối với quần chúng nhân dân. Trên tỉnh cũng nên đưa ra chính sách và tài chính ủng hộ các nơi tích cực. Ứng Đông Lưu gật đầu nói. Ninh Pháp có chút buồn cười, Ứng Đông Lưu này mặc dù phụ họa quan điểm của mình nhưng vẫn không quên thêm quan điểm của y vào. Ninh Pháp cũng không nói nhiều, Ứng Đông Lưu mặc dù thêm mấy điểm vào nhưng cũng hợp lý. Nếu mỗi một vị bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đều thống nhất quan điểm mới là lạ. Ít nhất hai người cảm thấy phát triển là khác nhau, không có xung đột về căn bản là được, xử lý tốt công việc hàng ngày là được. Có thể được như vậy thì Ninh Pháp đã hài lòng. Tình hình Ninh Lăng khá nghiêm trọng. Hoàng Lăng vừa tới Ninh Lăng đã gặp lũ lụt, tôi thấy từ góc độ nào đó cũng là việc tốt. Phải qua mưa gió thì, phải gặp nguy hiểm mới thể hiện rõ năng lực lãnh đạo và chấp hành của đảng ủy, chính quyền. Làm bí thư thị ủy cần phải ngưng tụ bộ máy, một lòng tiến về phía trước, làm như thế nào để dân chúng Ninh Lăng xây dựng lại que ây dấu lớn ưng, phát triển nhanh hơn nữa. Tôi cảm thấy đây là một sự thử thách với bộ máy Ninh Lăng do đồng chí Hoàng Lăng cầm đầu. Ninh Pháp nhìn như mong chờ vào bộ máy Ninh Lăng, nhưng Ứng Đông Lưu lại nghe thấy một ý khác. Khi cùng đi với Phó Thủ tướng Văn Thị Sát và chỉ đạo tình hình phòng chống lụt bão ở Ninh Lăng, y và Ninh Pháp cùng với Yến Nhiên Thiên đã thấy những vấn đề không đủ của bộ máy thị ủy, ủy ban Ninh Lăng làm không quá tốt trong công tác phòng chống lụt bão. Xử lý ra sao thì ba người có ý khác nhau. Ứng Đông Lưu và Yến Nhiên Thiên có hướng điều tra rõ, nghiêm túc xử lý, phân rõ trách nhiệm nặng nhẹ, phải xử lý kỷ luật đảng một số người. Nhưng Ninh Pháp không đồng ý, theo Ninh Pháp thấy đây là do thiên tai, trách nhiệm con người tuy có nhưng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa sau lũ lụt cần nhất là đầu nhập vào sản xuất, khôi phục kinh tế, nhiệm vụ rất nặng nề. Quan điểm ba người không nhất trí nên việc xử lý ra sao với bộ máy Ninh Lăng là cả vấn đề. Chẳng qua có một điểm ba người khẳng định đó là thường vụ thị ủy Ninh Lăng, bí thư quận ủy Tây Giang Triệu Quốc Đống đã có biểu hiện tốt trong trận lũ này, trước đó đã chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, làm tốt công tác chuẩn bị, hạn chế tối đa tổn thất tính mạng và tài sản của dân chúng, là điểm sáng trong công tác phòng chống lụt bão của An Nguyên. Ninh Pháp về văn phòng liền nhận được điện của trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hàn Độ. Hàn Độ nói hai phóng viên của đài truyền hình tỉnh và CCTV khi đến Ninh Lăng ghi hình vừa vặn gặp được việc mạo hiểm xuống nước cứu hai người bị nạn, dẫn đầu nhảy xuống dòng nước xiết là thường vụ thị ủy Ninh Lăng, bí thư quận ủy Tây Giang Triệu Quốc Đống. Cũng bởi vì Triệu Quốc Đống dẫn đầu mới khiến quần chúng noi theo, cuối cùng cứu được hai mẹ con kia lên. Chuyện này có hơn 1.000 quần chúng nhân dân trên bờ tận mắt thấy, đã là tiếng vang lớn ở Ninh Lăng. Ninh Pháp đúng là không ngờ Triệu Quốc Đống còn có thể gặp chuyện này. Triệu Quốc Đống này đúng là không bay thì thôi, đã bay là bay tận trời. Phó Thủ tướng Văn lúc sắp lên máy bay còn khen Triệu Quốc Đống không dứt, bây giờ Phó Thủ tướng Văn vừa đi, Triệu Quốc Đống lại xuất hiện thì đúng là làm Ninh Pháp cũng ghen tị đôi chút. Lão Hàn, ban tuyên giáo các anh thấy sao? Ninh Pháp trầm ngâm một chút rồi nói. Tôi đã hỏi thì ngoài hai phóng viên đài truyền hình tỉnh ở hiện trường, còn có hai phóng viên của CCTV, một phóng viên Nhật báo Quang Minh. Bọn họ cũng là trùng hợp ghi hình lại được. Bên CCTV và Nhật báo Quang Minh nói đây là đề tài hiếm có, nói muốn tuyên truyền điển hình tiên tiến này. Đài truyền hình tỉnh cũng có quan điểm đó. Hàn Độ không khỏi thầm than, thời thế tạo anh hùng. Phó Thủ tướng Văn hài lòng với công tác phòng chống lụt bão của Tây Giang thì Hàn Độ cũng biết. Bây giờ lại xuất hiện việc này, Hàn Độ cảm thấy Triệu Quốc Đống nổi danh chưa chắc đã là phúc. Chẳng qua nếu muốn CCTV và Nhật báo Quang Minh không đưa tin thì rất khó khăn, cũng không có cách giải thích. Đây không phải là cố ý biểu diễn, hơn nữa còn cảm nhận của hơn 1.000 người dân trên bờ, nó đã tạo sự xôn xao ở Ninh Lăng, anh muốn che đi cũng không được. Nói vậy đây là chuyện khách quan, thế sao Triệu Quốc Đống không nhận phỏng vấn? Ninh Pháp nhíu mày nói, trên thực tế y cũng mơ hồ biết tại sao Triệu Quốc Đống không muốn nhận phỏng vấn. Đứng ở vị trí đó nếu làm tốt công việc sẽ được lãnh đạo cấp trên thừa nhận. Nhưng nếu có việc này thì Triệu Quốc Đống sẽ lo lãnh đạo chú ý tới đó, mà bỏ qua năng lực của y. Một lãnh đạo cứu người chưa chắc đã là lãnh đạo xuất sắc. Tôi đã gọi điện cho đồng chí Triệu Quốc Đống. Cậu ta nói đó là do lương tâm của một người bình thường cứu người, hoặc là đề cao một chút đó là đảng viên bình thường cứu người, cũng không suy nghĩ gì khác, cảm thấy không đáng được phỏng vấn, đây là việc quá nhỏ so với dân chúng, quân đội cứu người. Việc này không quan hệ gì với thân phận thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang của cậu ta.
Nói rất tốt, anh thấy sao? Ninh Pháp cười nói. Tôi cũng thấy việc này hơi khó. Trên tỉnh muốn đè xuống cũng không quá thích hợp. Hơn nữa CCTV và Nhật báo Quang Minh đều nói rõ bọn họ muốn đưa lên. Tôi cũng lần đầu gặp chuyện này. Hàn Độ có chút khó xử mà nói. Lão Hàn, tôi thấy như vậy đi, trong tỉnh không cần tuyên truyền nhiều, nếu cần thông báo thì đưa tin ở góc độ đảng viên Cộng sản mà nói. Về phần CCTV và Nhật báo Quang Minh thì tôi nghĩ chúng ta không thể mạnh mẽ yêu cầu người ta nói gì. Dù sao đó cũng là vinh dự của đảng viên An Nguyên chúng ta. Quyển 9, chương 75. Thật ra hai vị phóng viên của CCTV và Nhật báo Quang Minh đều hy vọng có thể phỏng vấn đồng chí Triệu Quốc Đống. Bọn họ cũng đã gọi điện cho tôi, hy vọng ban tuyên giáo tỉnh ủy có thể giúp bọn họ hoàn thành chuyên mục. Nhưng thái độ của đồng chí Triệu Quốc Đống rất kiên quyết, không chấp nhận phỏng vấn. Hàn Độ có chút do dự, y cũng lần đầu gặp chuyện như thế này. Đây là phúc hay họa đối với Triệu Quốc Đống cũng là khó nói. Quan trọng nhất là cái nhìn của lãnh đạo chủ yếu. Bây giờ xem ra Ninh Pháp nhìn khá thoáng, nhưng bên Ứng Đông Lưu thì sao? Lão Hàn, chuyện này bên ban tuyên giáo cần phối hợp tốt, nhưng cũng cần coi trọng ý kiến của đương sự. Tổ chức không nên tham gia quá nhiều, đương nhiên anh cũng có thể nói vài câu về ý của tỉnh đối với Triệu Quốc Đống. Hàn Độ lập tức hiểu ý của Ninh Pháp, trên tỉnh vừa không muốn tham gia nhiều vào đó, đây cũng có nghĩa là bảo vệ Triệu Quốc Đống. Đài truyền hình tỉnh thích hợp đăng tin, về phần CCTV và Nhật báo Quang Minh, ý của Ninh Pháp hy vọng có thể đưa tin, ít nhất cũng tạo được hình ảnh về hoạt động phòng chống lụt bão của tỉnh. Triệu Quốc Đống ngủ một giấc mười mấy tiếng, mấy hôm vừa rồi hắn đúng là rất mệt. Hắn ngủ từ 8 giờ tối hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau mới dậy. Mao Bình và Tương Uẩn Hoa gọi đến hỏi tình hình, sau đó Hoàng Lăng và Thư Chí Cao đều gọi tới cho hắn, đồng thời cũng khen ngợi hắn. Triệu Quốc Đống cũng không muốn nói gì ở việc này, hy vọng thị xã không nên đưa tin về nó. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng hiểu lần này mình sẽ gặp không ít phiền phức. Khi Hàn Độ gọi tới cho Triệu Quốc Đống mới cảm thấy việc này hơi lớn. Ngay cả thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo cũng ra mặt hỏi thì có thể tưởng tượng chuyện đến mức nào. Trước mặt Hàn Độ thì Triệu Quốc Đống cũng không giấu gì, chỉ là nói thân phận của mình không thích hợp tuyên truyền việc này, nếu không khó tránh khỏi tội mua danh tiếng. Hàn Độ cũng hiểu cho sự băn khoăn của Triệu Quốc Đống, nói việc này sẽ hỏi ý kiến của lãnh đạo tỉnh ủy. Dù sao Triệu Quốc Đống đã không đơn giản là hành vi cứu người, xảy ra vào hoàn cảnh đặc biệt, với cán bộ nhà nước thì sẽ có nhiều người phải suy nghĩ. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ hành vi xuất phát từ lương tâm lại ảnh hưởng lớn như vậy. Ngay cả lãnh đạo tỉnh ủy cũng chú ý, trong dân chúng cũng đồn đại. Nói gì mà hắn bay người vào nước, làm như thế nào bổ sóng, chém gió ngăn cơn sóng dữ, tất cả đều được truyền khắp Ninh Lăng. Đến khi Vương Lệ Mai, La Băng, thậm chí Trình Nhược Lâm trên tỉnh thành gọi tới hỏi, Triệu Quốc Đống mới cảm thấy cá nhân mình đã không thể khống chế chuyện này. Việc này là rất nguy hiểm, đây là phán đoán đầu tiên của Triệu Quốc Đống. Nếu như không nhanh chóng làm các ánh mắt tập trung vào mình rời đi, chỉ sợ việc gì hắn làm cũng sẽ bị để ý, cuộc sống của hắn sẽ thay đổi. Muốn có cuộc sống cá nhân không ai nhòm ngó sẽ không còn. Nhưng hắn có thể làm gì chứ? Nhất là khi Bành Nguyên Hậu gọi điện nói phóng viên của đài truyền hình tỉnh, CCTV và Nhật báo Quang Minh kiên trì đòi phỏng vấn hắn, Triệu Quốc Đống đúng là rất tức giận. Bành Nguyên Hậu này không có chút đầu óc chính trị nào, còn hưng phấn nói giúp đám phóng viên, cũng không nghĩ xem đây là việc gì. Cốc cốc! Làm gì thế, tôi không tiếp khách. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Bí thư Triệu, trưởng ban Phan ban tuyên giáo tới xin gặp ngài. Văn phòng im lặng một lúc, một lát sau Triệu Quốc Đống mới nói vọng ra. Mời chị ta vào. Lệnh Hồ Triều cảm thấy tâm trạng bí thư Triệu có vẻ không tốt nên quay đầu lại nhỏ giọng nói với Phan Xảo. Trưởng ban Phan, tâm trạng bí thư Triệu không tốt, chị thông cảm một chút. Phan Xảo gật đầu ra vẻ hiểu. Trên thực tế khi Bành Nguyên Hậu gọi cho Triệu Quốc Đống, Phan Xảo cũng ở bên. Bành Nguyên Hậu vốn có ý tốt lại bị Triệu Quốc Đống mắng cho một trận. Phan Xảo lần đầu thấy mặt Bành Nguyên Hậu lúc đỏ lúc trắng, ủ rũ bỏ máy xuống. Khi Phan Xảo hỏi Bành Nguyên Hậu tình hình, Bành Nguyên Hậu cũng không giấu mà nói rõ, nói Triệu Quốc Đống mắng y một trận, nói y không có đầu óc chính trị. Điểm này làm Bành Nguyên Hậu rất buồn bực. Phan Xảo biết Bành Nguyên Hậu theo sát Triệu Quốc Đống. Lần trước Bành Nguyên Hậu đã đề cử cô thay Vương Lệ Mai làm trưởng phòng thông tin nhưng không được. Nhưng Bành Nguyên Hậu cũng hứa với cô rằng Triệu Quốc Đống mặc dù không đồng ý thay thế Vương Lệ Mai, nhưng cũng đánh giá cao năng lực của cô, ý cũng nói sau này có cơ hội sẽ lo lắng điều chỉnh công việc của Phan Xảo.
Bành Nguyên Hậu cũng ám chỉ Phan Xảo có thể học Vương Lệ Mai, nên chủ động báo cáo công việc với Triệu Quốc Đống, làm lãnh đạo có ấn tượng với cô. Phan Xảo biết mình có điểm kém hơn Vương Lệ Mai, ví dụ như tính cách là không có khả năng xã giao như Vương Lệ Mai, nhưng cô vẫn không phục Vương Lệ Mai. Hai người có tuổi tương đương, cùng từ quận đoàn đi ra, sau đó cùng xuống xã rèn luyện, rồi điều lên ban tuyên giáo. Nếu về năm công tác trong ban tuyên giáo thì Phan Xảo còn sớm hơn Vương Lệ Mai 3 tháng, sau đó hai người cùng được bổ nhiệm làm phó trưởng ban tuyên giáo. Nhưng do Trương Thiệu Văn coi trọng nên Vương Lệ Mai rất nhanh kiêm chức trưởng phòng thông tin, trưởng đài phát thanh truyền hình quận, đã thành cán bộ cấp trưởng phòng. Mà cô vẫn đứng im tại chỗ. Lần trước khi Triệu Quốc Đống đến làm Phan Xảo thấy có hy vọng. Bành Nguyên Hậu có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống, Phan Xảo mơ hồ biết Bành Nguyên Hậu là thông qua phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Tương Uẩn Hoa mà tạo quan hệ với Triệu Quốc Đống. Nhưng Vương Lệ Mai lại rất nhanh tạo được quan hệ với Triệu Quốc Đống. Điều này làm Phan Xảo rất thất vọng, chẳng lẽ mình không bằng ả phụ nữ kia ư? Phan Xảo không phục. Đây là cơ hội để cô thể hiện năng lực. Khi Bành Nguyên Hậu giao nhiệm vụ khó này cho Phan Xảo biết cơ hội của mình đã tới. Trưởng ban tuyên giáo thị ủy đã giao nhiệm vụ này cho Bành Nguyên Hậu, hy vọng Bành Nguyên Hậu khuyên được Triệu Quốc Đống nhận phỏng vấn. Nhưng thái độ của Triệu Quốc Đống rất kiên quyết, Bành Nguyên Hậu còn bị mắng một trận. Bành Nguyên Hậu hy vọng Phan Xảo đến thuyết phục được Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu. Phan Xảo vào cửa thì thấy vẻ mặt vị bí thư Triệu có vẻ đang khó chịu, xem ra tức giận không ít. Phan Xảo đến, ngồi đi. Tâm trạng Triệu Quốc Đống đúng là không tốt. Mao Bình vừa gọi điện nói rõ ý nghĩa cuộc phỏng vấn này, điều này làm hắn rất khó chịu, nhưng từ tôn trọng đối phương nên không tiện từ chối thẳng. Hắn phải nói mình đang mệt, không muốn nhận phỏng vấn. Bí thư Triệu, vừa nãy trưởng ban Bành gọi điện cho ngài, trưởng ban bảo tôi đến giải thích với ngài một chút. Được rồi Phan Xảo, tôi ở trong điện thoại chỉ là nhắc Bành Nguyên Hậu một chút. Vừa nãy trưởng ban Mao Bình cũng gọi tới. Sao một cuộc phỏng vấn lại cần làm lớn như vậy? Dù bí thư Hoàng phân công công việc cho tôi cũng cần nghe ý kiến của tôi chứ. Sao, ban tuyên giáo định xếp lịch cho tôi ư? Triệu Quốc Đống có chút tức giận nói. Quyển 9, chương 76. Phan Xảo bị Triệu Quốc Đống nói như vậy làm cô há hốc mồm không nói được gì. Triệu Quốc Đống không chú ý đến cô, thái độ này của Triệu Quốc Đống làm Phan Xảo rất buồn bực. Bí thư Triệu, thực ra tôi thấy phóng viên của CCTV đến phỏng vấn ngài cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa tôi thấy ngài dù bây giờ chịu được áp lực của thị xã, nhưng khi tỉnh yêu cầu ngài nhận phỏng vấn thì sao? Phan Xảo cố lấy bình tĩnh mà nói. Ồ, không phải chuyện xấu ư. Triệu Quốc Đống nghiêng đầu nhìn đối phương, thấy vẻ mặt Phan Xảo khá bình tĩnh nên hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Phan Xảo, chị biết gì? Có lẽ có người thấy đây là cơ hội hiếm có thể được lãnh đạo chú ý và coi trọng. Nhưng tôi không muốn hy sinh cuộc sống cá nhân của mình để được chú ý. Chị hiểu không? Bí thư Triệu, ngài lo thì tôi có thể hiểu. Nhưng ngài là lãnh đạo, ngài cũng biết lần này Ninh Lăng chúng ta phòng chống lụt bão không khả quan, chính xác mà nói sợ rằng Trung ương và tỉnh đều không hài lòng. Ở tình huống này nếu tạo được một điển hình tiên tiến thì rất cần thiết với Ninh Lăng, thậm chí cả tỉnh. Phan Xảo cố nở nụ cười mà nói. Tôi đoán trên tỉnh cũng cần ngài để khởi động điển hình tiên tiến, thị xã cũng cần như vậy. Cho nên sợ rằng ngài rất khó từ chối. Mặc dù là ngài muốn từ chối phỏng vấn thì bọn họ cũng sẽ thông qua con đường khác mà nói ra việc này. Phan Xảo nói làm Triệu Quốc Đống có cái nhìn mới về cô. Trước đây hắn tiếp xúc với Bành Nguyên Hậu và Vương Lệ Mai nhiều hơn. Mà tiếp xúc với Phan Xảo thường có chung Bành Nguyên Hậu hoặc là Quế Toàn Hữu, về cơ bản không nói chuyện riêng. Ồ, xem ra cũng có lý, nhưng bọn họ muốn đưa như thế nào là việc của bọn họ, tôi không thể và không có quyền can thiệp. Nhưng có nhận phỏng vấn hay không thì tôi có quyền quyết định, phải không? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế rồi nhìn chằm chằm Phan Xảo. Phan Xảo không khỏi bối rối nhưng cô đã biết mình thành công hấp dẫn sự chú ý của Triệu Quốc Đống. Ấn tượng đầu tiên đã lưu trong đầu hắn, bây giờ là lúc tiến thêm bước nữa. Bí thư Triệu, ngài là lãnh đạo thị xã, không phải là người bình thường hay đảng viên bình thường, nói cách khác nếu chính trị cần thì ngài phải phục tùng đại cuộc. Tôi nghĩ ngài không nên sợ việc đó mà ảnh hưởng tới hình tượng công tác phòng chống lụt bão của Ninh Lăng, thậm chí cả tỉnh An Nguyên. Hơn nữa cá nhân tôi cho rằng nếu xử lý tốt cũng chưa chắc ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của ngài. Ồ! Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, mắt sáng lên như kẻ trộm. Tôi nhận một cuộc phỏng vấn quan trọng như vậy sao,
sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh chung trong công tác phòng chống lụt bão của Ninh Lăng, thậm chí cả tỉnh sao? Phan Xảo, tôi thấy chị đúng là giỏi nói, đúng là có thể làm người chết sống dậy. Chị cảm thấy nên xử lý như thế nào mới không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của tôi? Tôi nghĩ, Phan Xảo đang định nói chuyện thì điện thoại bàn của Triệu Quốc Đống vang lên. Triệu Quốc Đống cầm lên rồi ra hiệu Phan Xảo không lên tiếng. Trưởng Ban Hàn, chào ngài, ô, ngài đã báo cáo với Bí Thư Ninh. Ồ, tôi xin rửa tai lắng nghe. Vâng, tôi biết, cảm ơn trưởng Ban Hàn đã quan tâm. Phan Xảo tỏ vẻ lơ đãng nhưng vẫn chăm chú lắng nghe nội dung cuộc nói chuyện của Triệu Quốc Đống. Trưởng Ban Hàn, Phan Xảo nhanh chóng tìm các vị là trưởng Ban Hàn trên thị xã. Có thể làm Triệu Quốc Đống nói chuyện với thái độ này thì không phải trưởng ban bình thường, ngoài hai vị lãnh đạo chủ yếu trên thị xã ra thì có lẽ không ai. Như vậy chỉ có thể là lãnh đạo tỉnh, trưởng ban Hàn, chẳng lẽ là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo. Đang suy nghĩ thì cô lại nghe thấy Triệu Quốc Đống nhắc tới chữ Bí Thư Ninh. Bí Thư Ninh, cả tỉnh An Nguyên này còn ai là Bí Thư Ninh ngoài Bí Thư tỉnh ủy Ninh Pháp? Phan Xảo run lên. Trưởng ban Hàn, cảm ơn ngài đã hiểu. Tôi lo nhất chính là lãnh đạo hiểu lầm tôi. Nếu Bí Thư Ninh và ngài đã hiểu nỗi khổ trong lòng tôi đương nhiên không còn gì để nói. Ngài bố trí ra sao, tôi làm như vậy. Chẳng qua trưởng ban Hàn, chúng ta nói trước, tôi không muốn tôi trực tiếp lên TV, yêu cầu này không quá đáng cứ. Không có gì, chỉ là tôi không muốn mình đi trên đường bị người vây xem như gấu trúc. Ha ha, cảm ơn trưởng ban Hàn, xong việc bên này tôi sẽ về An Đô và làm phiền trưởng ban Hàn. Phan Xảo gần như có thể khẳng định đầu bên kia là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống nói chuyện với trưởng ban Hàn không thuần túy là cấp trên cấp dưới. Dù sao Triệu Quốc Đống còn kém quá xa thường vụ tỉnh ủy. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể nói chuyện thoải mái với trưởng ban Hàn như vậy, thậm chí còn có thể trêu đùa thì làm cho Phan Xảo rất khó hiểu về quan hệ của hắn và trưởng ban Hàn. Phan Xảo cảm thấy Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống thì có tâm trạng tốt hơn nhiều lúc nãy. Cô thầm nghĩ không biết trưởng ban Hàn nói chuyện gì với hắn mà làm thị trưởng hắn thay đổi hẳn như vậy. Bí thư Triệu, tôi. Phan Xảo định nói thì Triệu Quốc Đống đã cắt ngang. Được rồi, ý của chị thì tôi có thể hiểu. Ừ, coi như chị nói chúng, tôi hình như không thể thoát khỏi việc này. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban Hàn gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi phục tùng đại cuộc, tôi đúng là khóc không ra nước mắt. Bí thư Triệu, tôi thấy tâm trạng của ngài hình như không quá xấu. Ngược lại tôi lại thấy ngài đã thoải mái hơn. Phan Xảo cũng thử làm không khí thêm tích cực, đúng như Bành Nguyên Hậu nói với cô, Triệu Quốc Đống là người không thích không khí làm việc căng thẳng. Dù là nói chuyện công việc thì hắn cũng thích không khí hài hòa. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, xem ra hai vị phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy Tây Giang đúng là người nhạy bén. Chẳng qua Bành Nguyên Hậu làm trưởng ban lại khá cổ hủ, không biết hai vị phó trưởng ban này phối hợp công việc như thế nào. Ha ha. Phan Xảo, chị đoán rất chính xác, tôi không thể không chấp nhận phỏng vấn. Chị đi báo cáo với Lão Bành và Mao Bình, nói tôi phục tùng phân công của thị ủy. Nhưng tốt nhất đừng để tôi trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh, hoặc là nói nếu cần thì quay mặt bên, mơ hồ một chút là được. Dù sao bọn họ đã ghi lại tình hình ở sông, bây giờ chỉ là thêm vào cho có thôi mà. Về nội dung phỏng vấn chỉ cần không liên quan đến cuộc sống riêng của tôi có thể trả lời. Chuyên mục về việc phòng chống lụt bão của đài truyền hình tỉnh được đưa trước tin tức của CCTV. Chẳng qua hình ảnh của Triệu Quốc Đống trên đài truyền hình tỉnh chỉ là xuất hiện với tư cách một đảng viên bình thường. Nhưng ở trên CCTV lại ghi khá rõ hiện trường việc bốn người Triệu Quốc Đống cứu hai mẹ con trong dòng nước, hơn nữa còn phỏng vấn người xem, cùng cả hai mẹ con kia. Đoạn phóng sự này làm cho cả nước xôn xao. Nhật báo Quang Minh cũng đưa ra một chuyên đề viết về việc cảm động này. Ngòi bút sắc sảo, miêu tả cả quá trình một cách sinh động. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phải thừa nhận hắn là người đương sự cũng không thể nào miêu tả cẩn thận như bài viết này. Thái Chánh Dương, Lưu Nham thậm chí lôi Hướng Đông cùng không ít bạn ở An Đô gọi tới hỏi tình hình, Triệu Quốc Đống mỗi ngày giới thiệu không ít lần, làm cho hắn đúng là có chút buồn bực. Lúc này Triệu Quốc Đống chỉ mong mọi người quên việc này đi. Hắn không muốn vì việc này mà coi mình là hình ảnh đảng viên tiêu biểu cống hiến tính mạng vì quần chúng nhân dân. Như chính hắn nói mình còn kém xa yêu cầu một đảng viên thuần túy. Nếu hắn bị dùng kính núp nhìn thì không chừng sẽ phát hiện vô số tỉ vết của hắn. Nhưng có vẻ như sự chú ý và hưng phấn của dân chúng khó có thể tan biến ngay. Ba ngày sau, công tích của Triệu Quốc Đống đã được truyền rất xa, thậm chí còn vượt quá việc hắn giúp Tây Giang không có ai bị thiệt mạng.
Quyển 9, chương 77. Cũng may chuyện trong tay hắn rất nhiều. Sau khi nước lũ rút đi, Triệu Quốc Đống liền dồn tâm trí sang việc khôi phục sản xuất, cuộc sống nhân dân và phát triển kinh tế. Tây Giang đã ngâm mình trong nước gần một tuần, điểm này càng làm cho Triệu Quốc Đống nhận thức sâu với cán bộ của quận. Vào lúc nguy cấp thì mới có thể thấy được ai là đảng viên chính thức. Mấy người Tằng Lệnh Thuần, Lạc Dục Thành, Quế Toàn Hữu, Ngụy Hiểu Lam, Hoắc Vân Đạt không cần phải nói. Mặc dù Tiếu Chiêu Quý, Bành Nguyên Hậu, Vinh Thịnh biểu hiện cũng làm người ta hài lòng, thậm chí biểu hiện của Vương Ích cũng rất tốt. Dẫn cán bộ ủy ban kỷ luật tham gia việc cứu nạn, một mặt tăng cường cán bộ kiểm tra, giám sát. Chẳng qua vị phó bí thư Lăng Tiêu lại làm Triệu Quốc Đống rất khó chịu. Tên này nói thì giỏi nhưng khi cần có mặt lại không thấy đâu. Vốn bố trí công việc cho Lăng Tiêu chính là bố trí và phát động cán bộ đảng viên và quần chúng tự cứu nạn, nhưng công việc này chủ yếu rơi vào người Tiếu Chiêu Quý, thậm chí ngay cả Hạ Đồng mà Triệu Quốc Đống thấy không ra gì cũng phụ trách tốt công tác điều động hậu cần, chỉ riêng Lăng Tiêu lại có vẻ nhàn hạ, không ra khỏi văn phòng mà ngồi đó đọc báo, xem phim, uống trà, chỉ chắp tay sau lưng đi một vòng rồi về. Triệu Quốc Đống đúng là rất tức giận và muốn tìm cơ hội xử lý tên chỉ biết nói suông này. Triệu Quốc Đống khi đang ở trụ sở của công ty Neo thì nhận được điện của Trường Xuyên. Người nước Đức yêu cầu tiến độ công trình rất nghiêm khắc. Mặc dù lũ tràn qua, trên công trường cũng chỉ dừng xây dựng trong hai hôm mưa to nhất, mấy hôm sau vẫn tiếp tục thi công. Đối với việc Triệu Quốc Đống đang rất bận rộn mà ít nhất một tuần hai lần đến kiểm tra tiến độ, người nước Đức rất hài lòng, đây ít nhất đại biểu thái độ. Mặc dù chính quyền chỉ cung cấp hai máy bơm thoát nước nhưng cũng đủ thể hiện coi trọng công ty. Triệu Quốc Đống mấy hôm nay đều bận đi thị sát các nhà máy mới được xây dựng ở Tây Giang và khu khai phát. Nhất là các nhà máy đang được thi công khẩn trương ở khu khai phát cũng không vì trận lũ này mà ảnh hưởng bao nhiêu. Từng chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng không ngừng tiến vào. Điểm này làm Triệu Quốc Đống cùng đi với Hoàng Lăng và Thư Chí Cao đến đây cũng cảm thấy đỡ u ám vì tổn thất trong cơn bão hơn. Do các nhà máy Tây Giang đã sớm chuẩn bị phòng chống lụt bão từ trước nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Dù là các nhà máy được cải cách, hay các nhà máy đang xây dựng đều vẫn đủ sức để sản xuất, thi công. Khi các huyện khác còn đau đầu làm như thế nào để khôi phục sản xuất, bên Tây Giang và khu khai phát vẫn đang hoạt động tốt. Chú định làm như thế nào? Triệu Quốc Đống khá hài lòng với việc Trường Xuyên nhạy cảm với trách nhiệm xã hội. Ít nhất lần này hắn không cần nhắc mà Trường Xuyên đã nghĩ ra việc quyên góp. Anh, em nghe Cục Khí tượng Quốc gia nói năm nay lưu vực sông Trường Giang gặp lũ lụt trên quy mô lớn, hơn nữa còn có thể kéo dài tới tháng 8, 9. Cho nên em dự định bây giờ là lần đầu, đến tháng 8,9 cũng quyên góp thêm. Chẳng qua rốt cuộc tặng vật tư hay là tiền mặt thì em chưa có quyết định nên mới hỏi ý kiến anh. Trường Xuyên gần như cứ cách ngày là gọi hỏi thăm tình hình của Triệu Quốc Đống về cơn lũ. Y rất quan tâm sự an toàn của ông anh. Như vậy cũng tốt, anh đoán quốc gia sẽ tổ chức hoạt động quyên góp, lúc đó bọn em quyên góp một phần, còn quyên góp tiền là tốt nhất. Nếu quyên góp vật tư thì tập đoàn Thương Lãng quyên góp nước hay thuốc. Như vậy dễ bị hiểu lầm đẩy hàng tồn đi. Triệu Quốc Đống biết đây là cơ hội, nếu một công ty tư nhân chủ động quyên góp với số tiền lớn sẽ tạo hiệu quả tốt. Như vậy cũng có lợi cho hình ảnh của tập đoàn Thương Lãng. Vâng, em cũng nghĩ như vậy nên dự định giai đoạn một quyên góp 10 triệu, sau đó căn cứ tình hình thiên tai của từng tỉnh mà quyên góp. Ví dụ như năm tỉnh An Nguyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây thì em cảm thấy chúng ta có thể quyên góp mà kéo gần quan hệ với các tỉnh. Thương Lãng có thị trường ở các tỉnh lưu vực sông Trường Giang mà. Trường Xuyên đương nhiên không bỏ qua cơ hội tăng cường hình ảnh của Thương Lãng. Nhất là bỏ khoản tiền lớn như vậy thì đương nhiên cần tạo được thanh thế lớn nhất. Trực tiếp quyên góp cho các tỉnh sẽ tạo hiệu quả tốt hơn nữa, vừa có thể được chính quyền tỉnh có cảm giác tốt, vừa được dân chúng gặp nạn chú trọng. Ừ, chú làm là được. Anh chỉ nhắc chú nếu đã quyết định quyên góp thì tốt nhất đưa hết tiền một lần. Bây giờ truyền thông không dám sát chặt việc này. Có một số công ty dùng cách giả vờ quyên góp lấy danh tiếng, nhưng cuối cùng không thực hiện. Điều này ảnh hưởng xấu tới hình ảnh công ty. Cho nên anh đề nghị khi chú tuyên bố quyên góp lập tức gửi tài chính và yêu cầu quỹ quyên góp quốc gia phải có giấy tờ chứng minh, công khai xác nhận. Triệu Quốc Đống cũng thấy không ít hiện tượng này. Thương Lãng làm như vậy có thể ngăn cản việc có kẻ nói xấu. Anh, chẳng lẽ anh sợ em không thực hiện lời hứa sao? Trường Xuyên đầu bên trêu chọc. Em không đến mức vậy đâu, càng không thể làm anh mất mặt mà. Đừng liên hệ anh với Thương Lãng, đó là việc của Thương Lãng, không quan hệ tới anh. Triệu Quốc Đống cười mắng. Anh,
Lời này của anh có phải giả vờ không đó? Em thấy anh lên TV trả lời phỏng vấn nói rất thật, nhưng sao nói chuyện với em lại như thế? Chú ngứa người hả mà dám phỉ báng anh? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói. Thân phận anh khác, mặc dù Thương Lãng dựa vào chính mình mà phát triển, nhưng nếu có người biết tập đoàn Thương Lãng to như vậy có quan hệ với anh thì sẽ suy nghĩ linh tinh, anh không muốn vì vậy mà gây ảnh hưởng, ít nhất là bây giờ. Anh, Thương Lãng bây giờ về cơ bản đã thoát khỏi tỉnh An Nguyên, trụ sở đã lên Thượng Hải. Tỉnh An Nguyên bây giờ chỉ còn một cơ sở sản xuất, ngoài ra là nhà máy dược Tân Châu. Anh không nhận chức ở đó thì có quan hệ gì? Trường Xuyên hỏi lại một câu. Nhưng chuyện này chú có thể giải thích với từng người sao? Có cần phải tốn công sức ở việc này không? Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng rồi nói. Khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân huyện Hoa Lâm có cổ phần của Thương Lãng không? Mặc dù khi đó anh cần thành tích nên mới kéo Thương Lãng nhưng đó cũng là sơ suất của anh. Anh lo nhiều quá đó. Anh nhớ khi đó phó chủ tịch họ Tân phụ trách mảng du lịch mà. Ngoài ra Thương Lãng chỉ góp cổ phần, không tham gia đàm phán hay kinh doanh. Lúc ấy anh không là bí thư huyện ủy, không là chủ tịch huyện thì sợ gì. Nếu thật sự có ảnh hưởng tới anh thì em chấp nhận bỏ qua 20 triệu đó. Nếu không tặng lại cho huyện Hoa Lâm với nguyên giá là được mà. Trường Xuyên cũng không biết sao ông anh mình lại trầm mê vào chính trị như vậy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã muốn thì y không làm trái. Vậy thì không cần, anh lúc đó cũng không là bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, không phải phó chủ tịch huyện phụ trách mảng đó, anh không thấy thẹn với lương tâm là đủ rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Vâng, anh cẩn thận một chút, nước lừa a vô tình. Trong cơn lũ anh cứu người là tốt, nhưng anh cũng phải nghĩ cho mình, đừng vì cứu người không được mà lại hại mình. Trường Xuyên nói làm Triệu Quốc Đống thấy cảm động. Anh biết mà, anh bơi như thế nào chú còn không biết ư? Đúng, Đức Sơn thế nào? Trong thời gian này sao anh không nghe thấy giọng nó? Nhị ca lúc này chủ yếu ở bên Tây Bắc, hầu hết thời gian ở Tây An, Lan Châu. Chuyện quyên góp thì em đã bàn với anh ấy cũng đồng ý. Chẳng qua anh ấy muốn ra mặt, nhưng em khuyên anh ấy đừng ra mặt. Anh ấy có chút không vui. Trường Xuyên nói. Nó không chịu ngồi im ư, tôi lôi còn bên nó không? Hay là đổi con bé nào khác? Chuyện này lấy tiếng tăm làm gì? Ra vẻ Đức Sơn nó nhiều tiền hay nhân nghĩa không ai bì kịp. Hay là muốn lợi dụng nổi tiếng để hấp dẫn gái? Anh thấy khả năng này chiếm đa số. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Nói cho nó là anh không cho nó lộ diện, chuyện này giao cho Khuất Bình và Mễ Linh đi làm. Quyển 9, chương 78. Tập đoàn Thương Lãng tổ chức họp báo tuyên bố quyên góp cho các khu vực gặp lũ lụt 10 triệu nhân dân tệ lập tức làm cả nước chấn động. Một công ty tư nhân mà lại quyên góp lớn như vậy đủ để nói rõ tình cảm của công ty này với khu vực bị nạn. Đây mới là giai đoạn 1, nói cách khác tập đoàn Thương Lãng còn có thể quyên góp lần 2 lần 3. Tập đoàn Thương Lãng là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nước suối, chiếm giữ số phần trăm rất lớn. Tập đoàn Thương Lãng cũng kiên trì không sản xuất nước tinh khiết, chỉ bán nước suối thiên nhiên khiến cho 2-3 công ty lớn khác chia cắt hầu hết thị trường nước tinh khiết. Chẳng qua ở thị trường nước suối thiên nhiên thì tập đoàn Thương Lãng chiếm giữ rất lớn, nhất là nước suối cao cấp, tập đoàn Thương Lãng gần như nắm giữ độc quyền. Nói cách khác tập đoàn Thương Lãng vẫn chiếm hàng đầu thị trường nước thiên nhiên. Nhất là khu vực Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc cùng Trung Nam, Tây Nam càng có ưu thế tuyệt đối. Chiêu này của tập đoàn Thương Lãng thoáng cái lộ rõ vị trí đứng đầu của nó. Dù là bên truyền thông hay cơ quan cấp quốc gia đều đánh giá rất cao hành động trước nay chưa từng có của tập đoàn Thương Lãng. Mà Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Thương Lãng Mễ Linh khi được phỏng vấn cũng nói rõ là một tập đoàn, dù là tập đoàn nhà nước hay tư nhân kiếm tiền phát triển chỉ là điều kiện tối thiểu, gánh vác trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ của bất cứ công ty, tập đoàn nào. Lời nói của Mễ Linh được truyền thông không ngừng đưa tin, thậm chí còn tạo ra nhiều quan điểm đối lập. Có người cho rằng tập đoàn Thương Lãng đang cố lấy danh tiếng, nhưng ít nhất mọi người cho rằng Thương Lãng cũng bỏ tiền ra, cũng hơn những công ty giữ chặt tiền trong túi trăm lần. Dù nói như thế nào thì mục đích của Thương Lãng đã đạt được. Quyên góp tạo thành cơn sóng truyền thông, khiến sức ảnh hưởng của Thương Lãng đẩy lên mức cao nhất chưa từng có. Điểm này làm Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên rất hài lòng. Ngay sau khi Thương Lãng quyên góp, tập đoàn Thiên Phu cũng tuyên bố quyên góp 10 triệu tiền mặt để trợ giúp dân chúng khu tai nạn xây dựng nhà ở. Là một tập đoàn thuộc tỉnh An Nguyên, Thiên Phu còn xác định một mình quyên góp riêng cho tỉnh 4 triệu. Vì thế Dương Thiên Bồi đã được Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu và Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tần Hạo Nghiên đặc biệt gặp mặt.
Trung tuần tháng 7 đối với Triệu Quốc Đống là thời gian quan trọng nhất. Thời gian này mưa gần như không có khiến mấy công ty đầu tư xây dựng nhà máy ở khu khai phát đang đẩy mạnh tiến độ thi công. Bị các công ty trong khu khai phát ảnh hưởng khiến không ít công ty sản xuất thiết bị ngành điện ở Thượng và Hạ Lưu đều có hứng thú với khu khai phát Ninh Lăng. Hơn nữa trong vòng một tuần ban quản lý khu khai phát đã ký hiệp định mang tính khả thi với 6 công ty, điều này càng làm cho người của khu khai phát vui mừng. Một khi cục diện mở ra thì các công việc sau đó cũng dễ hơn nhiều. Triệu Quốc Đống cũng không lãng phí việc CCTV và Nhật Báo Quang Minh tạo danh tiếng cho hắn. Hắn nhân cơ hội này để kêu gọi các cơ quan chuyên môn trên tỉnh như Sở Nông nghiệp, Thủy lợi, Tài chính, Giao thông ủng hộ tài chính để Tây Giang khôi phục sản xuất. Yêu cầu hợp tình hợp lý như vậy có thể nói đã gãi đúng chỗ ngứa. Mấy sở này đều tỏ vẻ sẽ ủng hộ Tây Giang khôi phục sản xuất một cách lớn nhất. Trong đó Sở Tài chính và Sở Giao thông còn nói sẽ xây dựng cầu bắc ngang sông Tú Hà cho Tây Giang. Mà Sở Thủy lợi cũng tỏ vẻ thông qua một khoản kinh phí chuyên môn giúp Tây Giang xây dựng lại hệ thống thoát nước. Mà Sở Nông nghiệp thì tỏ vẻ sẽ cung cấp một khoản tài chính cho vay không lãi suất để Tây Giang tiến hành cải tạo lại ruộng đất. Nghiêm Lập Dân vẫn đang cân nhắc tâm tính của Hoàng Lăng. Sau cơn lũ dần trôi đi, y cảm thấy thái độ của mình ở hội nghị thường vụ thị ủy đã không còn hiệu quả như trước. Sự thật chứng minh suy nghĩ khác người của tên Triệu Quốc Đống lại trùng hợp với cơn lũ năm nay. Hơn nữa cơn lũ rất nghiêm trọng khiến danh tiếng của Triệu Quốc Đống tăng nhanh từng ngày. Ngược lại y là kẻ đứng ra phản đối lại mang tiếng là không biết nhìn xa trông rộng. Mặc dù nói cũng không thể nói gì y tỏ thái độ cũng không phải không có lý. Nhưng trong lòng Nghiêm Lập Dân vẫn có chút khó chịu. Hoàng Lăng rõ ràng tỏ vẻ có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, điều này làm Nghiêm Lập Dân cảm thấy có áp lực. Thực ra việc Triệu Quốc Đống lên đài truyền hình tỉnh, CCTV và Nhật Báo Quang Minh làm Nghiêm Lập Dân cảm thấy ở mức nào đó sẽ ảnh hưởng đến việc đề bạt cán bộ. Điều này làm lãnh đạo nghi ngờ năng lực của cán bộ. Nhưng Hoàng Lăng lại khen ngợi Triệu Quốc Đống làm cho Nghiêm Lập Dân thấy có nguy cơ. Ai cũng biết Triệu Quốc Đống và y có mâu thuẫn, Hoàng Lăng làm như vậy chính là ám chỉ gì đó. Trương Thiên Phóng và Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết, nếu Hoàng Lăng cũng coi trọng Triệu Quốc Đống, như vậy y đúng là rất bị động. Thằng Triệu Quốc Đống này đúng là quá may mắn, chuyện như vậy mà nó cũng gặp phải. Ngay cả Nghiêm Lập Dân cũng có cảm tưởng rằng lời nói của Triệu Quốc Đống trong hội nghị thường ủy sẽ tăng lên. Nhất là bây giờ khi thế lực của Thư Chí Cao bị áp chế rất lớn, Hoàng Lăng nếu quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống thì sẽ uy hiếp lớn đối với vị trí phó bí thư thị ủy của Nghiêm Lập Dân. Thiên Phóng, anh phải chuẩn bị về tư tưởng. Lần này bí thư Hoàng cùng thị trưởng Thư rất không hài lòng với công tác phòng chống lụt bão của thị xã, điều này sẽ khiến nhiều lãnh đạo bị liên quan. Phó Bí thư tỉnh ủy Yến cũng tỏ rõ thái độ công tác phòng chống lụt bão của Ninh Lăng kém hiệu quả thì phải nghiêm túc điều tra và xử lý. Tôi thấy Bí thư Yếu sợ rằng đã trao đổi ý kiến với Bí thư Hoàng, có lẽ sẽ phải xác định ai chịu trách nhiệm. Tôi thấy Bí thư Hoàng còn có ý sẽ hành động lớn. Nghiêm Lập Dân nói ra làm Trương Thiên Phóng thấy có ý khác. Sau khi Kỳ Dư Hồng đi, người này liên tục tung cành ô liu về phía mình, hy vọng mình có thể đứng về phía hắn. Chẳng qua bây giờ Trương Thiên Phóng chưa thấy rõ cục diện Ninh Lăng, đến khi Hoàng Lăng đến làm bí thư thị ủy thì cục diện mới coi như ổn định. Thư Chí Cao không thể lên làm bí thư thị ủy là đả kích không nhỏ. Mà sự cứng rắn của Hoàng Lăng làm cho bộ máy thị ủy có biến. Đến bây giờ thì Trương Thiên Phóng cũng không rõ được Hoàng Lăng có khuynh hướng rõ ràng với ai. Ngoài Triệu Quốc Đống có biểu hiện xuất sắc trong đợt lũ lụt vừa qua, Hoàng Lăng có vẻ chưa nhận a. Hoàng Lăng rất cứng rắn. Điều này ở một mức độ nào đó áp chế quyền lên tiếng của người khác, tất cả phải vòng quanh Hoàng Lăng chỉ huy. Nghiêm Lập Dân có lẽ thấy không dễ chịu vì việc này. Hoàng Lăng cũng không quá lòng với công việc của Hoàng Lăng. Trương Thiên Phóng rất nhạy cảm nhìn ra điểm này. Bí thư Nghiêm, trong đợt lũ lụt này làm lãnh đạo tỉnh ủy có cái nhìn với Ninh Lăng. Bí thư Hoàng hình như cũng có cái nhìn. Điểm này tôi có thể cảm nhận được, nhưng bây giờ đang ở giai đoạn khôi phục lại, nếu bây giờ tính tới công việc đó có phải quá sớm không? Trương Thiên Phóng suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, tính cách của Bí Thư Hoàng thì anh cũng có thể nhận ra đôi chút. Tôi thấy chúng ta nên nhanh chóng làm việc, đưa ra ý kiến sơ bộ, không nhắc tới phương án cụ thể mà chỉ nói vấn đề tồn tại ở đâu. Như vậy khi Bí Thư Hoàng hỏi thì chúng ta cũng có cái trả lời. Về phần có làm tới bước cuối cùng hay không thì phải chờ Bí Thư Hoàng chỉ thị. Nghiêm Lập Dân nhìn Trương Thiên Phóng. Tên này quá cẩn thận, không lộ miệng lưỡi gì. Bí Thư Nghiêm. Vậy cũng phải điều tra rõ vấn đề mới được chứ. Còn nếu qua loa thì tôi cảm thấy không có ý nghĩa mấy.
trừ khi Bí Thư Hoàng có ý kiến rõ ràng mới làm được. Vậy anh có thể hỏi ý kiến Bí Thư Hoàng ở vấn đề này một chút. Nghiêm Lập Dân thuận thế đẩy thuyền, bộ máy thương hóa cùng quận Đông Giang vốn là người của Kỳ Dư Hồng, lúc này có thể nhân cơ hội điều chỉnh một chút, làm cho mấy người của mình lên chức là tốt nhất. Hoàng Lăng mặc dù mạnh nhưng hắn mới tới, nhất là bây giờ Thư Chí Cao và Hoàng Lăng không quá hòa hợp, như vậy phải cần mình giúp hắn. Trương Thiên Phóng trầm ngâm một chút và không nói gì, y đang muốn cân nhắc ý đồ của Nghiêm Lập Dân. Quyển 9, chương 79. Cái này còn không rõ ư? Mũi lão Nghiêm thính như con chó, có lẽ đoán ra việc tỉnh vừa yêu cầu thị xã phải truy cứu trách nhiệm của người không làm tốt công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão, không chừng sẽ có mấy người mất ghế. Hắn là muốn anh đến hỏi dò ý của Bí Thư Hoàng. Bí Thư Hoàng bây giờ mặc dù không có thái độ, nhưng tôi thấy Bí Thư Hoàng sẽ không đi ngược xu thế. Hơn nữa đây đều là cán bộ thời Bí Thư Kỳ, Bí Thư Hoàng đến Ninh Lăng còn chưa có hành động gì, có lẽ Bí Thư Hoàng cũng có ý định của mình mà. Triệu Quốc Đống gắp miếng cá nhấm nháp rồi nói. Cậu nói là lão Nghiêm muốn đẩy người của mình lên. Trương Thiên Phóng thích ăn cá tươi ngon. Hừ, ai không muốn đẩy người của mình lên. Bây giờ thị trưởng Thư cùng Bí Thư Hoàng không quá hòa hợp. Lão Nghiêm tự cho rằng Bí Thư Hoàng nhất định cần hắn ủng hộ nên muốn nhân cơ hội đề cử một hai người của mình lên là rất bình thường. Triệu Quốc Đống và Trương Thiên Phóng ngồi với nhau thường khá tùy tiện. Hai người cứ tầm tuần là ngồi lại với nhau. Thời gian trước bận trong công tác chống lũ nên không có thời gian. Mấy hôm nay rảnh rỗi nên Trương Thiên Phóng chủ động hẹn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đương nhiên không từ chối. Ý của Lão Nghiêm thì tôi cũng có thể nghĩ ra được. Chẳng qua tính cách của Bí Thư Hoàng thì không dễ nói chuyện như Bí Thư Kỳ. Lão Nghiêm nếu như tưởng rằng Bí Thư Hoàng cần hắn ủng hộ thì có thể muốn làm gì thì làm, tôi nghĩ hắn chỉ có thể xám xịt mà về. Trương Thiên Phóng lắc đầu nói. Lúc này ai có ý gì tốt nhất phải được Bí Thư Hoàng đồng ý mới được, nếu không người đó cứ chờ mất mặt đi. Triệu Quốc Đống nhìn Trương Thiên Phóng và nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Trương Thiên Phóng tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Sao, mấy hôm không gặp nên thấy tôi có biến hóa gì sao? Phóng ca, được, mới không gặp vài ngày mà anh càng thâm trầm hơn. Tính cách của Bí Thư Hoàng mà anh cũng nhận ra rồi đó. Triệu Quốc Đống cười nói. Phóng ca nói đúng. Tính cách của Bí Thư Hoàng và Bí Thư Kỳ là hoàn toàn khác nhau. Nhưng có người tự cho mình thông minh, nghĩ rằng mình có thể nắm giữ toàn cục thì kẻ đó chỉ có thể lấy đá đập vào chân mình. Cậu đó, còn giả vờ trước mặt tôi, cậu sợ là mong Lão Nghiêm mất mặt với Bí Thư Hoàng phải không? Trương Thiên Phóng cười hì hì nói. Ha ha, đây cũng không phải tin mới mà, Lão Nghiêm không quen nhìn tôi cũng không việc gì phải nể mặt hắn. Thị xã ai cũng biết, tôi sớm nói rồi. Hắn có giỏi thì làm tôi mất chức thường vụ thị ủy đi. Hắn có thể chỉ tay chỉ chân với tôi, nhưng nếu muốn dương nanh múa vuốt ở Tây Giang và khu khai phát thì đừng mơ. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ nên khi nói chuyện hắn cũng không quá e ngại. Ha ha, hắn không làm gì được cậu, nhưng cậu cũng không gây khó dễ được hắn mà. Trương Thiên Phóng cười nói. Chẳng qua hắn dù sao cũng là phó bí thư nên cần tôn trọng. Tôi rất tôn trọng hắn, nhưng với điều kiện hắn cũng phải học cách tôn trọng người khác. Triệu Quốc Đống nói. Cái thái độ vinh mặt, kiêu căng đừng có thể hiện trước mặt tôi. Vừa muốn đẩy người vào chỗ tôi, lại muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời, lại không ngừng châm chọc tôi, đâu có chuyện tốt như vậy. Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Thời buổi này cậu muốn làm việc thì luôn có người ở bên chỉ trỏ, không muốn làm việc không thì cậu cứ ngồi đó đi, đừng ảnh hưởng người muốn làm việc là được. Ninh Lăng chúng ta vẫn luôn xếp đáy của tỉnh, đi họp gặp các đơn vị khác toàn phải cúi đầu. Mỗi lần tôi lên tỉnh đều gặp một câu, ồ, Ninh Lăng có hoàn cảnh đẹp, là nơi tốt để tĩnh dưỡng. Câu này làm tôi nóng mặt, câu đó có ý gì? Không phải là Ninh Lăng chúng ta không có sản xuất công nghiệp, là nơi nghèo sao? Anh muốn người khác tôn trọng mình thì phải làm được gì đó. Ví dụ như trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện quốc gia vậy. Bây giờ lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh thì đám người đó cũng phải kính trọng vài phần. Vì sao? Không phải vì chúng ta đánh bại các thành phố, thị xã khác trong tỉnh cùng với mấy trung tâm công nghiệp Trùng Khánh, Liễu Châu sao? Như vậy mới làm người ta kính trọng mình đó. Trương Thiên Phóng gật đầu nói. Ừ, cậu nói đúng. Cậu không có trụ cột thì thắt lưng không cứng, tất nhiên bị người coi thường. Ninh Lăng ít ra cán bộ. Theo ấn tượng của tôi thì mấy năm nay ngoài nguyên bí thư huyện ủy Vân Lĩnh Yến Tu Hòa lên làm phó thị trưởng Thiên Hâu ra thì chỉ có Mục Cương sang Thiên Châu làm thị trưởng.
hai người này đều đến Thiên Châu có hoàn cảnh kém hơn Ninh Lăng chúng ta nhận chức. Đúng, còn có một ngoại lệ là trưởng ban Tương Tương Uẩn Hoa lên làm cán bộ cấp phó tỉnh. Đó là tất nhiên, cán bộ đi ra cần có điều kiện gì? Đó là địa phương anh công tác phải làm được gì đó. Anh phải đưa ra thứ gì đó cho lãnh đạo coi trọng mới được. Ở thời đại này khi phát triển kinh tế là chủ đạo, kinh tế Ninh Lăng luôn xếp top 3 từ dưới lên của tỉnh, lãnh đạo tỉnh ủy có thể không mắng là may rồi, còn có thể đề bạt sao? Triệu Quốc Đống cũng cầm chén lên uống một ngụm. Đúng thế, không nói Trương Nghiễm Lan từ thành phố Kiến Dương ra bây giờ đã làm chủ tịch tỉnh Tây Hải. Xem Liễu Đạo Nguyên từ Tân Châu ra đi, bây giờ đã là chủ tịch tỉnh Tây Hải rồi, cũng không phải vì anh ta làm tốt bên Tân Châu, giúp kinh tế Tân Châu phát triển sao. Lại xem Phó Chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương và Phó Chủ tịch tỉnh Tề Hoa bây giờ không phải vì kinh tế Miên Châu cùng Kiến Dương vượt xa các thị xã khác ư. Trương Thiên Phóng thở dài nói. Chỉ một câu, bây giờ phát triển kinh tế là đứng đầu. Cậu muốn được lãnh đạo tán thành thì phải làm tốt kinh tế. Quốc Đống, cậu giỏi nắm bắt cơ hội, tranh thủ 1-2 năm làm ra gì đó. Tôi thấy Bí Thư Hoàng có ấn tượng tốt đối với cậu, không nên bỏ qua cơ hội này. Phóng ca, một hảo hán phải có 3 người giúp, nếu không có người giúp thì sao có thể làm việc. Triệu Quốc Đống chép miệng nói. Không giấu gì anh, bên khu khai phát tôi về cơ bản đã thoát ly. Lý Trạch Hải cũng được, mặc dù không hoàn toàn nhất trí với quan điểm của tôi nhưng ít nhất y có thể thực hiện ý đồ của tôi, hơn nữa cũng có tính năng động. Lô Miễn Dương cũng được. Sau đây tôi muốn từ chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, tôi đề cử Lý Trạch Hải làm bí thư đảng ủy, Lô Miễn Dương làm chủ nhiệm. Lúc đó mời Phóng ca nói giúp vài câu. Cậu muốn từ chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Trương Thiên Phóng có chút kinh ngạc mà nói. Phóng ca, anh thấy tôi cứ mãi kiêm chức đó sao? Chỉ riêng Tây Giang đã làm tôi đủ mệt, còn nhét của khu khai phát cho tôi đâu có 3 đầu 6 tay, tôi cũng cần thời gian nghỉ chứ. Cả tháng tôi còn không về nhà được một lần. Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Cậu đó, người ta đều sợ quyền trong tay không đủ. Cậu còn sợ nhiều quyền lực. Trương Thiên Phóng cười mắng. Bên khu khai phát đã đi vào quỹ đạo, cậu cũng mất nhiều công sức. Cậu bây giờ chỉ cần chỉ huy phương hướng, việc lớn thì tham gia là được. Tôi thấy Lý Trạch Hải mặc dù thành thật nhưng thiếu khí phách và tính sáng tạo. Nếu như khu khai phát phát triển đến trình độ nhất định, quỹ đạo vận chuyển đã thành thục thì không sao, nhưng bây giờ tôi sợ y không làm nổi. Trương Thiên Phóng không hổ là trưởng ban tổ chức cán bộ, một câu đã nói ra khuyết điểm của Lý Trạch Hải. Lý Trạch Hải bây giờ mà gánh vác trọng trách của khu khai phát thì hơi cố sức, nhất là bây giờ khu khai phát đang cần tăng cường thu hút đầu tư. Thực ra Triệu Quốc Đống coi trọng Lô Miễn Dương hơn, nhưng trực tiếp nhảy qua Lý Trạch Hải để Lô Miễn Dương làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát thì không thực tế nên Triệu Quốc Đống mới phải làm như vậy. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Triệu Quốc Đống vang lên. Hiểu Lam, ừ, chị vừa về. Chưa ăn cơm ư, được, vậy chị đến quán cá Xuân Huy đi, cùng ăn, không có ai khác đâu, đều là người quen thôi, chị tới là biết. Triệu Quốc Đống dập máy. Phóng ca, Phó Chủ tịch Hiểu Lam vừa từ thị trấn Bình An về, có một số việc cần nói, tôi bảo chị ta tới đây vì chị ta cũng chưa ăn. Triệu Quốc Đống thấy Trương Thiên Phóng nhìn tới liền cười cười giải thích. Ừ, bảo chị ta tới đây, tôi thấy Ngụy Hiểu Lam bây giờ đã thành trợ thủ đắc lực của cậu. Lúc trước Hoắc Vân Đạt không vào thường vụ làm cậu bực bội, Ngụy Hiểu Lam bây giờ không làm cậu thất vọng chứ? Trương Thiên Phóng gật đầu nói. Ồ, cũng được, chính xác mà nói chị ta thích hợp vào thường vụ hơn Hoắc Vân Đạt. Dù sao Hoắc Vân Đạt mới làm phó chủ tịch huyện chưa lâu, mà Hiểu Lam đã làm 4 năm. Dù là kinh nghiệm hay năng lực, tác phong làm việc đều thích hợp hơn. Hoắc Vân Đạt có năng lực tốt nhưng vẫn còn thiếu vài điều. Quyển 9, chương 80. Ngụy Hiểu Lam vừa đi khảo sát mấy xã, thị trấn bị ngập về. Cô vốn định gọi để báo cáo qua với Triệu Quốc Đống, nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại gọi cô tới quán cá Xuân Huy. Quán cá Xuân Huy nằm trong con phố ẩm thực nổi tiếng Ninh Lăng, nó chạy dọc theo đại lộ Tân Giang, là nơi có nhiều di tích lịch sử, các công trình ở đây như Bảo Đỉnh Lâu được xây dựng từ đời Minh. Sau mấy trăm năm lịch sử mà vẫn đứng đó, đây là công trình di tích lịch sử được quốc gia bảo vệ. Mà công viên Bảo Đỉnh có Bảo Đỉnh Lâu làm trung tâm cũng là nơi đi bộ thu hút nhiều dân chúng nội thành. Cũng vì có công viên Bảo Đỉnh nên nơi này cũng được xưng là con đường giải trí. Điều này làm cho quan chức vào đây có thể mặc quần sóc. Nếu gặp người quen thì có thể nói mình vào công viên đi dạo.
Trong điện thoại Triệu Quốc Đống không nói gì, Ngụy Hiểu Lam đang đi cùng người của phòng thủy lợi nghe ra Triệu Quốc Đống không muốn mình mang đám người kia đi. Cô chỉ có thể khéo léo từ chối lời mời của đối phương, rồi bảo lái xe đi đến quán cá Xuân Huy. Ngụy Hiểu Lam đã đến quán cá vài lần, mùi vị rất ngon nhưng giá lại đắt. Nghe nói ở đây có đủ loại cá tươi nhất, đầy đủ nhất của Ninh Lăng. Từ cá đến cua, tôm đều là đồ tươi, đều chọn từ các huyện miền núi của thị xã Ninh Lăng, thậm chí có không ít đến từ Thông Thành, chất lượng tốt lại không ô nhiễm, đương nhiên giá cũng càng tốt hơn. Người bình thường sẽ không chọn nơi này, dù sao ăn một bữa mà tốn mấy tháng lương của anh thì ai bỏ ra được. Chẳng qua tiền công dành cho lãnh đạo thì khác. Ngụy Hiểu Lam đi theo nữ phục vụ ra đằng sau. Đây là một khu biệt lập có cả ao, có cả cá vàng bơi trong ao. Ngụy Hiểu Lam hỏi nữ phục vụ hỏi cô khách đặt bàn họ gì. Ngụy Hiểu Lam không rõ có phải Triệu Quốc Đống mời khách hay không, chỉ nói là họ Triệu. Nhưng lễ tân cha thì thấy khách đặt không phải họ Triệu nên xin lỗi nói phải liên lạc với phía sau. Ngụy Hiểu Lam chờ 2 phút mới được đưa ra đằng sau. Đi đến cửa, Triệu Quốc Đống chỉ nghe thấy một giọng hơi quen nhưng không phải giọng của Triệu Quốc Đống. Ngồi ở giữa là Thường vụ Thị ủy, trưởng ban tuyên giáo Trương Thiên Phóng, Ngụy Hiểu Lam đương nhiên biết. Ngồi bên cạnh Trương Thiên Phóng là trưởng ban tổ chức cán bộ thổ thành Diêu Lực Bình. Sau khi Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống, Trương Thiên Phóng vừa vặn nhận được điện của Diêu Lực Bình. Trương Thiên Phóng có thể gọi Diêu Lực Bình tới, tất nhiên quan hệ không bình thường. Chẳng qua quan hệ giữa Diêu Lực Bình và Trương Thiên Phóng còn có điểm nào đó. Nó khác hẳn Triệu Quốc Đống với Ngụy Hiểu Lam chỉ là quan hệ công việc. Diêu Lực Bình đến đây thấy trong phòng chỉ có Trương Thiên Phóng và Triệu Quốc Đống thì ngẩn ra, sau đó lập tức có phản ứng. Triệu Quốc Đống không quá quen Diêu Lực Bình, chỉ biết đối phương là trưởng ban tổ chức cán bộ thổ thành, hơn nữa hình như là đồng hương của vợ Trương Thiên Phóng tại Vân Lĩnh. Ngụy Hiểu Lam đến làm không khí bữa ăn thêm tích cực. Lúc Trương Thiên Phóng và Diêu Lực Bình nói chuyện, Ngụy Hiểu Lam cũng biết ý giới thiệu việc đi đến mấy xã, thị trấn phía nam với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống khá hài lòng về tác phong làm việc chắc chắn của Ngụy Hiểu Lam, chuyện vào tay cô thường ít có vấn đề, rất nhanh có thể chứng thực. Như lần này Triệu Quốc Đống vừa mới đưa mấy chính sách của trên tỉnh về, Ngụy Hiểu Lam lập tức bố trí mảng nông nghiệp và thủy lợi do cô phụ trách. Tất cả các ruộng vườn, hệ thống thủy lợi bị tổn thất trong cơn bão đều được nhanh chóng thống kê và đưa ra dự trù kinh phí cần thiết để khôi phục lại. Trương Thiên Phóng nhắc Triệu Quốc Đống làm hắn hơi động tâm. Nghiêm Lập Dân đã có ý định vào việc điều chỉnh nhân sự, hắn xem ra người này cũng sẽ tìm cơ hội thích hợp trao đổi với Hoàng Lăng. Ba quận, huyện Thương Hóa, Đông Giang cùng với Phong Đình lần này chống lũ lụt quá kém, Triệu Quốc Đống thấy Hoàng Lăng sớm muộn sẽ ra tay, không chừng sẽ điều động trong cả thị xã. Tiểu quan, bí thư Hoàng có nhà không, có lịch gì không? Triệu Quốc Đống vào phòng thư ký rồi nói với quan ngôn. Bí thư Triệu. Bí thư Hoàng đang nói chuyện với cục trưởng Lỗ cục thông tin, có thể thêm lát nữa. Quan ngôn thấy là Triệu Quốc Đống liền vội vàng đứng lên. Vậy buổi chiều thì sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày, Lỗ Năng này đã theo sát Hoàng Lăng khi y tới. Khi Hoàng Lăng thị sát tình hình lũ lụt trong toàn thị xã, y càng bố trí đài truyền hình đi theo sát, y cũng chạy sát theo sau. Triệu bí thư Hoàng có thể lên tỉnh. Quan ngôn nhỏ giọng nói, y rất tôn trọng Triệu Quốc Đống. Cũng có ấn tượng tốt. Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy đã là Thường vụ Thị ủy thì đây là thần tượng của các cán bộ nhà nước trẻ. Chiều nay là thứ sáu, chiều lên tỉnh đương nhiên là về nhà. Hoàng Lăng vốn là tự ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh xuống Tân Châu, sau đó đến Ninh Lăng, nhà không chuyển xuống. Ồ, tôi biết rồi, tôi chờ chút vậy. Triệu Quốc Đống biết buổi trưa Lỗ Năng có thể sẽ mời cơm, ăn trưa xong thì Hoàng Lăng sẽ lên ngay An Đô nên đành chờ chút. Triệu Quốc Đống đợi nửa tiếng mới thấy Lỗ Năng và một phó cục trưởng đi ra. Thấy Triệu Quốc Đống ngồi ở phòng thư ký, hai người có chút giật mình. Ồ, Quốc Đống, cậu đến sao không bảo tiểu quan thông báo một tiếng? Hoàng Lăng cười nói. Ha ha, bí thư Hoàng, tôi đâu nghĩ cục trưởng Lỗ báo cáo công việc lâu như vậy, tôi đợi một lát mà đã nửa tiếng. Cục trưởng Lỗ, hai vị đúng là bá đạo, công tác của cục các vị quan trọng, công việc của Tây Giang và khu khai phát tôi không quan trọng ư. Triệu Quốc Đống trêu Lỗ Năng. Bí thư Triệu, anh nói vậy là oan cho chúng tôi. Chúng tôi đâu biết anh ngồi chờ ở đây. Chúng tôi biết anh có chuyện cần báo cáo với bí thư Hoàng thì dù như thế nào cũng phải chờ anh báo cáo trước. Được rồi cục trưởng Lỗ, lúc nào đến Tây Giang chúng tôi chỉ đạo một chút công việc mới được. Trưởng phòng Lệ Mai rất mong chờ anh tới Tây Giang thị sát đó.
Bí thư Triệu khách khí quá, hay là chưa ngồi một chút? Lỗ Năng rất khôn khéo, biết Triệu Quốc Đống không đi cùng như thế này nhưng vẫn lễ phép nói. Cảm ơn, chưa tôi có bố trí. Chủ tịch Tằng đang cùng mấy vị khách của tập đoàn Hòa Hoàng đến xem khu công nghiệp Lâm Cảng, lát tôi phải tiếp. Hoàng Lăng vào phòng rồi nói. Có chuyện gì gấp vậy Quốc Đống? Là chuyện tập đoàn Hòa Hoàng khách sạn khu công nghiệp Lâm Cảng sao? Không, bây giờ vẫn chưa chính thức xác định, chờ khi chính thức xác định tôi liền báo cáo với ngài. Tôi chủ yếu muốn báo cáo với ngài về mấy chính sách hỗ trợ của các sở trên tỉnh với Tây Giang. Một là hạng mục xây dựng cầu bắc qua sông Tú Hà, một là việc xây dựng lại hệ thống thủy lợi và cải tạo ruộng vườn. Không biết lúc nào Bí Thư Hoàng có thời gian, quận ủy, ủy ban Tây Giang chúng tôi dự định làm chuyên để báo cáo với ngài. Hoàng Lăng nghe thấy vậy liền nhíu mày nói. Chiều tôi còn phải lên tỉnh, chỉ sợ tuần này không được, cũng không phải trong lúc nhất thời nói hết mà. Ồ, Bí Thư Hoàng lên tỉnh, không biết tối có thời gian không? Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu không nhân lúc cuối tuần sẽ mời Bí Thư Hoàng bữa tối rồi báo cáo với ngài ở tỉnh luôn. Cơm tối à, được, cậu bố trí, lúc đó gọi cho tôi. Hoàng Lăng gật đầu nói. Quyển 9, chương 81. Một chuyến 5 người Triệu Quốc Đống đi 2 xe lên Ando. Ngoài xe của Triệu Quốc Đống, còn một xe Blue Jay của Tằng Lệnh Thuần. 2-3 giờ là đến Ando, Triệu Quốc Đống đã sớm bố trí địa điểm là nhà hàng quốc tế Phỉ Thúy Bảo. Đây là khách sạn 4 sao nhưng có nhà hàng cấp 5 sao. Bí thư Triệu, Bí thư Hoàng sao lại đột nhiên muốn tới Ando nghe chúng ta báo cáo công việc? Tằng Lệnh Thuần có chút khó hiểu nói. Chiều nay Bí thư Hoàng muốn lên tỉnh làm việc, chúng ta không thể làm Bí thư Hoàng không có thời gian nghỉ ngơi chứ. Thứ hai tuần sau sẽ có hai hội nghị, một là hội nghị công tác cải cách công ty nhà nước toàn thị xã, anh và tôi đều phải tham gia, một là hội nghị nghiên cứu xây dựng, khôi phục sản xuất của Thường vụ Thị ủy, lại mất cả ngày. Cho nên tôi nghĩ là tối nay, vừa ăn tối, vừa báo cáo. Hiểu Lam cùng Vân Đạt cũng chuẩn bị một chút, báo cáo công việc của mình. Lão Tằng bổ sung tổng kết, đây coi như không phải báo cáo chính thức nên không cần quá câu nệ. Giờ nói chuyện rất tùy ý. Hắn dựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài. Bí thư Triệu, chủ tịch Tằng, hạng mục xây dựng cầu Việt Tú tôi nghĩ nên sớm đưa vào chứng thực. Dù sao cây cầu này dù tỉnh không hỗ trợ chúng ta cũng phải làm. Càng sớm xây dựng xong thì càng có lợi cho sự phát triển của Tây Giang chúng ta. Hơn nữa khu khai phát phía Nam sông là rất quan trọng đối với sự phát triển mấy năm tới của Tây Giang chúng ta. Cho nên tôi cảm thấy nếu xác định được thì xác định ngay, chúng ta lập tức chuẩn bị. Dù chúng ta vay tiền trước cũng phải nhanh chóng khởi động. Hoắc Vân Đạt nghe thấy trực tiếp báo cáo với Hoàng Lăng thì có chút khẩn trương. Bí thư Triệu, tôi thấy lão Hoắc nói đúng. Nếu chúng ta dù như thế nào cũng phải xây cầu, bây giờ gặp cơ hội như vậy thì không nên chậm trễ. Vay cũng được, trả lãi cũng được, cứ khởi động trước, chứ đợi tiền từ Sở Tài chính và Sở Giao thông rót xuống thì có lẽ phải đến cuối năm cũng chưa chắc có. Nếu rót hết thì tôi thấy phải sang năm. Tằng Lệnh Thuần cảm thấy cộng tác cùng Triệu Quốc Đống mấy tháng làm gan mình cũng to lên. Không ngờ tư tưởng của anh cũng bắt đầu vượt lên rồi đó. Tôi còn lo anh phải đối Vân Đạt. Triệu Quốc Đống cười nói. Thực ra vay tiền kinh doanh cũng không phải việc lớn, chủ yếu xem thực hiện ra sao. Phía bắc sông Tú Hà là khu thành cũ, bây giờ muốn phát triển chỉ có thể hướng Tây, hướng Bắc. Nhưng quốc lộ 915 lại hạn chế phát triển về phía bắc của Tây Giang. Nếu thành thị tiếp tục phát triển về phía Bắc, quốc lộ 915 sẽ cắt ngang. Hướng Tây thì có thể nhưng lại là khu vực đất ruộng chủ yếu, nếu biến nó thành thành thị thì với việc quốc gia khống chế chặt đất đai như bây giờ, tuy không phải không được nhưng có chút khó khăn. Tôi cũng thấy tiếc nếu chiếm đất ruộng ở đó thì nông dân sẽ mất kế sinh nhai. Mấy người còn lại đều chăm chú nghe Triệu Quốc Đống nói. Hắn luôn có thể làm trước thời đại, lại luôn đứng ở mép của quy định pháp luật. Đương nhiên Ninh Lăng cần phát triển thì về phía Tây là sớm muộn. Chẳng qua tại sao chúng ta không thể sang phía Nam sông Tú Hà. Triệu Quốc Đống nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. Phía Nam sông Tú Hà phần lớn là đất nhấp nhô, muốn cải tạo thì chi phí không nhỏ. Nhưng mảnh đất này có chỗ tốt nhất là không phải giải tỏa, là đất của tập thể, không phải đất ruộng, giá rẻ. Chính quyền có thể chỉ phải trả cái giá nhỏ nhất mà khai thác kinh doanh. Thậm chí nói khó nghe một chút là 60 km vuông này chính là đất của Tây Giang, hoàn toàn có thể thành hoa viên của Tây Giang. Theo thành thị phát triển, xây dựng thành thị không ngừng mở rộng, chúng ta có thể biến nó thành khu vực sinh thái.
Lời này của Triệu Quốc Đống làm mọi người nghĩ đến thành thị mới, nhưng dù sao đó chỉ là ý tưởng. Mọi người ngồi đây biết ảo tưởng thì có thể, nhưng muốn bọn họ tin thì phải chứng minh bằng thực tế. Bí thư Triệu, một cây cầu có tác dụng lớn như vậy không? Có thể khiến cả phía nam sông Tú Hà phát triển như vậy ư? Tây Giang có tài chính đến như vậy không? Ngụy Hiểu Lam hỏi. Khu vực đó có điều kiện khá kém, mới đầu chia quận thì Tây Giang không muốn nhận hai xã nghèo phía nam. Nghèo không nói, dân chúng cứng đầu, địa thế không bằng phẳng. Nếu muốn phát triển khu vực này thì đầu tư là rất lớn. Tôi đề nghị chị phải xem sách về kinh doanh thành thị. Ninh Lăng mặc dù không phải thành thị lớn, nhưng cũng là thành thị trung tâm của khu vực An Đông. Nếu đường sắt Tây Liễu thông thì tôi đoán đường sắt An Tương và đường cao tốc An Tương được xây dựng là sớm muộn. Tốc độ phát triển của Ninh Lăng sẽ tăng lên, quá trình đô thị hóa tăng, xây dựng đô thị cũng cần nhiều đất. So sánh với khu nhà cũ thì khu vực phía nam sông Tú Hà có vị trí địa lý rất tốt, nằm sát sông Tú Hà nên nguồn nước dư thừa. Ngoài khả năng giá đất tăng thì lúc đó xây dựng thêm hai cây cầu nữa cũng là sớm muộn. Quan điểm này của Triệu Quốc Đống làm vài người phải tranh cãi. Từ giá đất tăng đến quá trình đô thị hóa, lại tới đường sắt Tây Liễu cùng đường sắt An Tương, mọi người đều đưa ra ý kiến. Hoàng Lăng là người tới cuối cùng, chẳng qua y còn mang theo hai người bạn làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Chẳng qua khi Triệu Quốc Đống giới thiệu thân phận hai người này, Triệu Quốc Đống ngầm hiểu. Bọn họ đều là nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. Không khí bữa tối khá tốt, Triệu Quốc Đống giới thiệu qua tình hình. Hoắc Vân Đạt và Ngụy Hiểu Lam phân biệt giới thiệu quy hoạch mấy hạng mục ra. Hoàng Lăng nghe rất chăm chú, thi thoảng hỏi vài câu. Tăng Lệnh Thuần cuối cùng là người bổ sung, nói quận sẽ nhanh chóng đưa mấy công trình này vào thực hiện. Nhất là cầu sông Tú Hà, điểm này cũng được Hoàng Lăng đồng ý. Triệu Quốc Đống chú ý thấy khi nhắc tới làm cầu, hai người đi cùng Hoàng Lăng tỏ vẻ rất hứng thú. Mặc dù bọn họ không nói gì tới việc này nhưng Triệu Quốc Đống có thể phát hiện ra vấn đề. Triệu Quốc Đống cũng không ngại việc này, ai làm cũng không sao, chỉ cần đảm bảo chất lượng công trình là được, hắn không ngại giao cho hai người bạn của Hoàng Lăng. Nó giống như đợt của Mạch Gia Huy vậy, điều này sẽ được thị xã ủng hộ. Khi Triệu Quốc Đống và Hoàng Lăng nói chuyện với nhau, hắn cố ý giới thiệu về thành tích trong công tác phòng chống lụt bão và việc thực hiện việc khôi phục sản xuất nông nghiệp của Ngụy Hiểu Lam, Quế Toàn Hữu cũng giúp hắn triển khai công việc ở quận ủy Tây Giang, Hoắc Vân Đạt cũng đạt được thành tích trong công tác cải cách các nhà máy. Nhất là còn nhắc đến việc Chủ tịch Đông Lưu và Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong đánh giá cao. Hoàng Lăng hỏi qua về Ngụy Hiểu Lam và Hoắc Vân Đạt, y cũng nhận ra được ý của Triệu Quốc Đống nhưng không tỏ thái độ gì. Triệu Quốc Đống cũng không ngu để nói trắng ra, có vài thứ ngầm hiểu là được. Sau khi bữa tối kết thúc, Hoàng Lăng khéo léo từ chối việc Triệu Quốc Đống mời đi tiết mục tiếp theo. Chỉ là kéo hai người bạn của mình và Triệu Quốc Đống sang bên, nói đây là bạn tốt nhất, hy vọng Triệu Quốc Đống giúp đỡ nhiều. Sau đó Hoàng Lăng trực tiếp rời đi, hai người bạn của Hoàng Lăng biết ý lưu lại danh thiếp. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, đây có coi là giao dịch không nhỉ? Quyển 9, chương 82. Đưa mắt nhìn đoàn người biến mất khỏi cửa khách sạn quốc tế Phỉ Thúy Bảo, Triệu Quốc Đống mới đi vào trong. Mấy người Tăng Lệnh Thuần sau đó cũng xin về. Triệu Quốc Đống vốn định bảo bọn họ ở lại, nhưng mấy người nói bây giờ mới 8 giờ, về đến Ninh Lăng mới là 12 giờ. Triệu Quốc Đống cũng không miễn cưỡng, hắn chỉ bảo lái xe đi cẩn thận, nhanh chậm một chút cũng không sao. Mấy người Tăng Lệnh Thuần không hỏi Triệu Quốc Đống đi đâu. Triệu Quốc Đống có nhiều quan hệ, ở An Đô càng không phải lo. Triệu Quốc Đống đợi 20 phút mới thấy Cổ Tiểu Âu từ trên taxi đi xuống và lao về phía cô. Sớm biết cô không lái xe tới thì hắn đã bắt taxi về là được. Cổ Tiểu Âu đến làm nhiều khách chú ý, cô gái cao 1m76 đúng là hạc giữa bầy gà. Nhất là đôi chân thon dài của cô, thân hình cân đối kia nữa. Cô mặc chiếc quần bò ngố, đi đôi giày cao gót, mái tóc xõa ngang lưng, trên vai đeo chiếc ba lô nhỏ. Bộ ngực trước mặt không ngừng phập phồng theo bước chạy của cô. Dáng người Cổ Tiểu Âu đúng là các cô gái bình thường không thể so sánh. Không chỉ do cô cao, hơn nữa dòng máu của dân tộc thiểu số làm cô cũng khác người bình thường. Chân dài, mông căng, ngực nở, đây là nguyên nhân mà cô thích áo màu đen. Cổ Tiểu Âu có nói phụ nữ mặc áo màu đen càng kích thích đàn ông, càng được người mình yêu thèm muốn. Triệu Quốc Đống phát hiện mình bây giờ đúng là có chút phiền phức như đám nhà giàu ngày xưa. Bây giờ hắn ít thời gian về An Đô, may ra một tuần về lần là 2 ngày 3 đêm, làm như thế nào phân phối thời gian cũng mệt. Cù Vận Bạch, Từ Xuân Nhạn,
Bây giờ thêm Cổ Tiểu Âu, Trình Nhược Lâm cũng lên An Đô làm hắn khó phân bổ thời gian. Thứ bảy hắn thường rất bận công việc, nó không chỉ thuần túy liên quan tới chính trị, mà còn phải ngồi xuống nói chuyện với người của tập đoàn Thương Lãng, tập đoàn Thiên Phu. Tìm hiểu tình hình, hoặc là muốn gặp bạn bè, thủ trưởng nào đó. Ví dụ như ngày mai hắn ăn trưa với Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình và vợ chồng Vương Phủ Mỹ, chiều đi bơi, kéo gần tình cảm, thuận tiện cũng ngồi uống trà một chút. Trưa ngày kia hắn hẹn với chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh và chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tỉnh. Chỉ có Nhâm Vi Phong là chưa thể xác định có tới hay không. Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh nên lịch khá kín, nên chiều mai mới có thể biết. Xác định xong còn cần liên lạc với Hoàng Lăng. Mặc dù Hoàng Lăng ủy quyền việc hắn đàm phán với tập đoàn Hòa Hoàng về việc góp cổ phần vào cảng Ninh Lăng, nhưng đến cuối cùng vẫn cần Hoàng Lăng và Thư Chí Cao ra mặt. Ngoài việc này, thời gian riêng của hắn không còn nhiều. Đêm nay ở chỗ Cổ Tiểu Âu, đêm mai phải sang chỗ Từ Xuân Nhạn hoặc Cù Vận Bạch. Cũng may Trình Nhược Lâm đang ở với Ngụy Hạm nên không tiện. Nếu không hắn mà còn phải tới chỗ Trình Nhược Lâm thì đúng là không biết nên đối phó như thế nào cho đủ. Nhìn Cổ Tiểu Âu chạy, hai chiếc xe Mercedes-Benz và một xe BMW ở cửa khách sạn vô thức khởi động, từ từ chạy tới bên cạnh cô, ý đồ làm cô chú ý. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào da thịt cô, cặp mắt hơi sâu xuống và chiếc mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ kia làm cho người ta liếc nhìn một cái là biết cô là người lai. Triệu Quốc Đống thấy Triệu Quốc Đống chạy về phía mình nên không muốn lộ mặt. Nhưng thấy Cổ Tiểu Âu tìm quanh nên không đành lòng nên phải lên tiếng gọi. Tiểu Âu, xe của em đâu? Cũng may ánh đèn trước cửa quán không quá sáng nên mới tránh được ánh mắt của đám người xung quanh. San San và Tiểu Úc lấy xe đi tập. Bọn họ có bằng rồi nhưng chưa quen lái. Bọn họ nói cuối tuần em không đi đâu nên đòi mượn xe em, còn muốn em dạy bọn họ, em không chịu. Cổ Tiểu Âu thân mật cầm tay Triệu Quốc Đống mà nói. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Cô này đúng là bỏ được, một xe mới mà cho hai cô gái đi tập. Nếu là người khác đúng là nói Cổ Tiểu Âu là kẻ phá hoại. Cổ Tiểu Âu có bằng liền mua xe, nhưng xe trong nước chỉ có vài loại, Cổ Tiểu Âu không thích. Triệu Quốc Đống liền mua một xe nhập khẩu nguyên chiếc cho cô. Chẳng qua vì tính cách nóng nảy của cô nên hắn chọn một xe an toàn đôi chút. Hắn vốn định bảo cô tới đón. Không ngờ cô lại đi taxi. Ở quán cà phê các đôi tình nhân đến là chuyện bình thường, nhưng Cổ Tiểu Âu ngồi vào lòng hắn thì đúng là lạ. Cũng may quán cà phê không nhiều người, ánh sáng lại yếu, lại ở trong góc nên Triệu Quốc Đống mặc cô. Trên người Cổ Tiểu Âu có mùi nước hoa rất thơm, nó quanh quẩn bên mũi Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng hiểu đôi chút về nước hoa vì có không ít các cô gái bên cạnh hắn. Cổ Tiểu Âu thích nhất là loại nước hoa có tính kích thích. Loại nước hoa cô đang dùng là rất phù hợp tính cách của cô. Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì Vưu Liên Hương cũng thích loại nước hoa hồng này, chẳng qua mùi không như Cổ Tiểu Âu. Mà Trình Nhược Lâm thì sau khi có quan hệ kia với hắn thì thích dùng loại nhẹ nhàng hơn. Cù Vận Bạch thì thích mùi hương nhàn nhạt, nước hoa hình quả tóa thường tràn ngập trên bàn trang điểm của cô. Tiếng nhạc Saskatchewan du dương vang lên trong quán cà phê, ánh đèn mờ mịt đúng là rất phù hợp với các đôi tình nhân. Triệu Quốc Đống và Cổ Tiểu Âu cũng rất thích không khí lãng mạn này. Mỗi chỗ ngồi đều có một chiếc rèm nhỏ che chắn khiến không ai dễ dàng xâm phạm không gian riêng tư của nhau. Sau lần trước, Triệu Quốc Đống chỉ có thể về An Đô có một lần, lần đó là nhận xe cho Cổ Tiểu Âu. Thậm chí sau khi đưa xe đến tay Cổ Tiểu Âu, Triệu Quốc Đống còn không có thời gian đến thăm cô. Nói thật xe kia không quá phù hợp với tính cách của Cổ Tiểu Âu, chẳng qua Triệu Quốc Đống lo cho sự an toàn nên mới mua xe này cho cô. Cổ Tiểu Âu thực ra cũng đặt một chiếc xe thể thao, nhưng bây giờ trong nước không có hàng mà cũng không biết lúc nào có thể nhập về. Cổ Tiểu Âu nhìn Triệu Quốc Đống mà mắt sáng rực lên. Cô là cô gái dám yêu dám hận, khi đã yêu cô sẽ không giấu giếm tình cảm của mình, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ. Đôi môi đỏ mọng càng thêm lộng lẫy dưới ánh đèn mờ ảo, mặt cô hơi hồng lên. Đây là biểu hiện của người phụ nữ khi động tình, cô cứ như vậy ngồi trong lòng Triệu Quốc Đống, không nói gì. Để mặc không khí lãng mạn của quán tràn ngập trong lòng hai người. Triệu Quốc Đống nâng cằm cô lên, trong đôi mắt của cô đầy kiêu hãnh và nóng bỏng, cô khẽ ngẩng mặt. Giờ phút này Triệu Quốc Đống vứt đi tất cả, hắn chỉ muốn hưởng thụ men say tình ái này. Nụ hôn nóng bỏng làm hai người quên đi mọi thứ, chiếc lưỡi dài thơm tho của Triệu Quốc Đống quấn lấy lưỡi hắn, mùi hương nhàn nhạt làm hai người si mê, cơ thể cũng nóng lên. Tay Triệu Quốc Đống đã sớm đưa vào trong áo Cổ Tiểu Âu mà cởi khóa ngực.
nghịch ngợm cặp vú đầy kiêu hãnh của cô. Triệu Quốc Đống rất thích cặp vú rắn chắc này. Nó không to bằng Từ Xuân Nhạn, cũng không mềm mại như của Cù Vận Bạch nhưng lại đầy sức sống. Hạt đậu nhỏ kia bắt đầu cứng lên khi Triệu Quốc Đống nghịch nó. Cổ Tiểu Âu khẽ rên rỉ làm Triệu Quốc Đống cảm thấy hôm nay mình phải ở lại trong khách sạn này. Hắn vốn không muốn ở đây, nhưng khi đối mặt với Cổ Tiểu Âu, hắn cũng khó có thể kiềm chế bản thân. Hắn lưu luyến thu bàn tay vừa cho vào quần Cổ Tiểu Âu. Bên trong chiếc quần đùi chỉ có chiếc quần lót nhỏ, cũng may không phải quần lót tê, bách, nếu không Triệu Quốc Đống đúng là không thể khống chế ngón tay. Quyển 9, chương 83. Anh thấy gì vậy? Người phụ nữ bên cạnh có lẽ nhận ra vẻ biến hóa trên mặt người đàn ông bên cạnh mình nên có chút tò mò quay đầu lại. Chẳng qua quán cà phê vẫn u tối, ngoài người bồi bàn ra thì không thấy gì khác. Không có gì, anh cho rằng mình nhìn lầm, nhưng mắt anh lại nói anh không nhìn sai. Người đàn ông cười nói. Anh rốt cuộc là nhìn thấy gì? Anh cũng có người quen ở An Đô ư? Anh không phải nói ở đây sẽ không gặp được người quen sao? Người phụ nữ hờn dỗi nói. Ồ, không sao mà, đây chỉ là ngẫu nhiên. Hơn nữa bọn họ cũng không thấy anh và em mà. Người đàn ông nhún vai nói. Đúng là thú vị. Người phụ nữ thấy giọng của bạn tình của mình cứ mập mờ mà không chịu nói rõ nên không hỏi nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện của mình là được rồi. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ ở khách sạn quốc tế Phỉ Thúy Bảo này mà có thể gặp người nhận ra mình. Thực ra hắn ở An Đô cũng không lâu, mà khách sạn quốc tế Phỉ Thúy Bảo này hầu hết phục vụ các vị khách thương mại tới An Đô, là nơi có chi phí rất đắt đỏ. Cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, đương nhiên bây giờ cũng không rảnh mà nghĩ nhiều như vậy. Phòng sát hồ là một căn phòng khách được người ta chuộng nhất ở khách sạn quốc tế Phỉ Thúy Bảo. Từ căn phòng này có thể trực tiếp nhìn thấy hồ Phỉ Thúy có hình hồ lô. Khách sạn quốc tế Phỉ Thúy Bảo nằm ở thắt lưng của hồ Phỉ Thúy cũng không có lịch sử quá lâu, cũng chỉ mới được 6 năm. Hình như khách sạn quốc tế Phỉ Thúy Bảo bắt đầu mở cửa kinh doanh vào năm 1992, lúc đó nơi này còn khá hẻo lánh, ít dân. Nhưng theo An Đô không ngừng mở rộng, nơi này vừa có hoàn cảnh tốt đẹp, vừa không quá xa nên nó rất thích hợp tổ chức các hội nghị cao cấp và dành cho khách thương mại. Tường bằng kính được rèm nhung che chắn, nhìn qua tấm rèm nhung có thể thấy rõ mặt nước hồ đối diện. Chẳng qua bây giờ là tối nên bên dưới hồ đã thắp một số ngọn đèn làm cả hồ khá mờ ảo. Thi thoảng trong bóng tối có ánh đèn lóe lên, đó là những chiếc xe chạy cạnh hồ mang tới. Sau khi đóng cửa và đặt tấm biển xin đừng làm phiền ở bên ngoài, hai người Triệu Quốc Đống và Cổ Tiểu Âu cười cười có thể to gan mà thân mật với nhau. Chiếc tê, sất của Cổ Tiểu Âu đã ngay lập tức ném xuống đất. Cơ thể trắng nõn như ngọc và cao vút, đầy đặn không hề che lấp được đập vào mặt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ngồi trên giường mà si mê nhìn chằm chằm vào nửa thân trên của Cổ Tiểu Âu. Chiếc cổ trắng thon dài có đeo một chiếc dây chuyền nhỏ bằng vàng, bên dưới là mặt bằng phỉ thúy trơn bóng không được vẽ hoa văn gì. Bộ ngực rất tròn mà cao vút làm cho định luật vạn vật hấp dẫn gần như mất đi tác dụng. Đường cong tuyệt đẹp trên ngực làm trong đầu Triệu Quốc Đống hiện ra ngực của cô gái đóng chính phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ. Nhưng eo nhỏ của Triệu Quốc Đống lại có đặc điểm của người da vàng. Cặp mông căng tròn hơi vỉnh lên do bị chiếc quần bò ngố bao lấy. Điểm này làm người ta hận không thể xé tan chiếc quần ngố của cô thành từng mảnh nhỏ. Triệu Quốc Đống áp mặt mình vào bụng mềm mại của Cổ Tiểu Âu, hơi thở của hắn làm Cổ Tiểu Âu cảm nhận được từng cơn nóng truyền vào bụng mình. Cô khẽ xoay người, mũi Triệu Quốc Đống vừa vặn dừng ở dưới ngực làm cho Cổ Tiểu Âu không khỏi run lên. Chiếc áo cộc của hắn đã bị Cổ Tiểu Âu dịu dàng hiếm có cởi ra, chiếc quần dài cũng theo thắt lưng cởi ra mà rơi xuống đất. Cùng trong lúc đó Triệu Quốc Đống cũng hoàn thành công việc vĩ đại là cởi chiếc quần đùi của Cổ Tiểu Âu xuống. Hai cơ thể gần như lộ ra trọn vẹn đang ôm chầm lấy nhau. Những cái nút tham lam biến sang động tác nhẹ nhàng nhất. Quần xịp của Triệu Quốc Đống bị Cổ Tiểu Âu kéo xuống dưới đầu gối, đồng thời chiếc quần lót mỏng manh bằng tơ tằm của Cổ Tiểu Âu cũng đã nằm trong tay Triệu Quốc Đống do sự phối hợp của cô. Hắn đưa lên mũi người một chút rồi ném sang bên. Không còn gì ảnh hưởng, ngăn cản đến đôi nam nữ nữa. Hai người có thể thoải mái hưởng thụ mật ngọt tình yêu. Những nụ hôn nóng bỏng, vuốt ve, ôm ấp làm cho Triệu Quốc Đống cảm nhận được chỗ thần bí của Triệu Quốc Đống đang tuôn ra mật ngọt. Đôi mắt của Cổ Tiểu Âu hiện ra những tia nóng bỏng và mê ly làm hắn khó có thể khống chế bản thân mình. Triệu Quốc Đống rất dịu dàng nhưng đầy kiên quyết phung quân tiến vào thảo nguyên, trong tiếng rên rỉ như tiếng kêu gọi, tiếng thở dài của Cổ Tiểu Âu, hai người cuối cùng đã hòa vào làm một. Mới đầu chỉ là mưa phùn mùa xuân.
dần dần chuyển thành cơn cuồng phong mùa hè. Tiếng rên rỉ lúc yêu kiều lúc phóng đãng đầy dâm tính của Cổ Tiểu Âu không ngừng vang lên. Hai người từ trên giường xuống dưới thảm, rồi từ cạnh bức tường thủy tinh quay lại giường. Sau mấy phen cuồng nhiệt phấn đấu, cuối cùng Cổ Tiểu Âu nói cô mới hết kỳ làm Triệu Quốc Đống có thể thả lỏng người mà không còn phải đề phòng nữa. Hắn phát tiết hết vào trong cơ thể Cổ Tiểu Âu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể ngọc ngà của bạn tình, Triệu Quốc Đống càng lúc càng thích làm việc này sau khi đã quan hệ. Người phụ nữ sau một phen thỏa mãn giống như cây cỏ được mưa xuân tắm rửa, cảm giác dễ chịu thoải mái hiện rõ trong từng cử chỉ dù nhỏ của cô. Từ trên mỗi phần cơ thể của cô, từ trong hơi thở, từ đôi mắt đều lộ rõ sự thỏa mãn của cô. Điểm này Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ra được, cho nên người ta mới nói phụ nữ chưa trải qua quan hệ nam nữ thường thiếu sức sống, đó là vì thiếu dương khí làm dịu. Thời gian giống như ngừng trôi, hai người đều đắm chìm vào trong sự ngọt ngào này. Đến khi chiếc Nokia 8810 của Cổ Tiểu Âu vang lên tiếng nhạc du dương mới làm hai người tỉnh lại. Cổ Tiểu Âu không muốn mất đi giây phút tuyệt diệu này, cô không thèm để ý tới điện thoại di động. Chẳng qua nó rất cố chấp, vẫn không ngừng vang lên. Đến tận khi Triệu Quốc Đống đưa tay cầm lấy giúp Cổ Tiểu Âu mới nhìn qua xem ai gọi. Sau đó cô mới lười biếng đẩy lắp trượt xuống mà nghe điện. San San à, các bà về nhà rồi ư? Ừ. Xe để dưới nhà là được, nếu không các bà ngủ ở chỗ tôi đi, dù sao các bà cũng có chìa khóa nhà tôi mà, tôi không ở nhà, ừ, tối nay không về đâu, ở đâu ư, ngủ ở ngoài, các bà không cần quan tâm, tôi biết, các bà yên tâm, không có việc gì đâu, sáng mai tôi về. Kiều San, Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi một câu. Vâng, San San và Tiểu Úc coi như tập xe xong. Cổ Tiểu Âu ưỡn lưng và đưa tay ôm cổ Triệu Quốc Đống. Phiền quá, anh biết hôm trước em gặp ai không? Gặp ai? Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Hừ, Khanh Liệt Bưu, tên xấu xa đó đang đi cùng anh trai em. Không ngờ anh em lại qua lại với hắn. Lúc ấy em đi cùng Tiểu Úc, em vừa nhìn thấy ánh mắt của y nhìn mình là rất khó chịu rồi, giống hệt một con sói. Cổ Tiểu Âu gối đầu mình lên vai Triệu Quốc Đống, thoải mái mở to đôi mắt đầy dịu dàng nhìn hắn. Khanh Liệt Bưu. Triệu Quốc Đống đã có mấy năm không liên lạc gì với Khanh Liệt Bưu. Nghe nói tên này sang Quảng Đông và không có tin tức gì, sao lại về tỉnh An Nguyên? Khanh Liệt Bưu đã về ư? Vâng, hình như nghe nói Khanh Liệt Bưu mở một câu lạc bộ quả táo gì đó ở An Đô. Em nghe anh trai nói quy mô rất lớn, chắc là kiếm được một khoản ở Duyên Hải rồi. Còn gọi anh em tới đó nữa chứ? Cổ Tiểu Âu nhẹ nhàng nói. Anh em suốt ngày lang thang bên ngoài không có việc gì làm. Tiền luôn không đủ tiêu. Bố em mấy lần tuyên bố sẽ cắt nguồn kinh tế cho anh ấy, nhưng lại bị mẹ em lăn qua lăn lại nên vẫn không thể thực hiện. Em đúng là lo anh em đi theo Khanh Liệt Bưu học đồ xấu, rơi vào là không thể ra được. Tiểu Âu, anh em cũng đã trưởng thành rồi. Cậu ta cũng có lối suy nghĩ của mình, chẳng lẽ nói không có chút năng lực phân biệt ư? Triệu Quốc Đống không đồng ý quan điểm của Cổ Tiểu Âu. Hơn nữa Khanh Liệt Bưu cũng không phải người quá xấu xa mà. Em nói Khanh Liệt Bưu xấu, vậy rốt cuộc xấu ở điểm nào? Không phải là gây chút họa ở nhà máy đó chứ? Gì mà chỉ chút họa, hắn là kẻ bại hoại, mất đạo đức. Rất nhiều cô gái bị hắn chơi cho ính bụng rồi đá sang bên. Ở đây có một cô gái đang nằm trong bệnh viện phá thai, bên kia hắn càng làm cho y tá bụng to, hơn nữa còn hứa và lừa người ta là có thể điều chỉnh việc để ngủ với con gái người ta. Hắn đã hại đời không dưới 10 nữ công nhân của nhà máy. Cổ Tiểu Âu tức giận nói, nghĩ đến lần trước mình thiếu chút nữa bị mấy thằng danh hại đời càng làm cô tức giận. Đó là việc nam nữ tình nguyện mà có gì đâu. Theo anh biết thì Khanh Liệt Bưu cũng thực hiện lời hứa của mình, cũng giúp không ít nữ công nhân điều chỉnh công việc mà. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói, dù sao cũng tốt hơn là trộm tình mà, tốt hơn kẻ co quần lên liền không nhận mặt nhau. Con người ở vị trí và hoàn cảnh khác nhau, anh không thể yêu cầu ai cũng hoàn mỹ như thánh nhân. Trên đời này luôn thay đổi, luôn có nhiều việc diễn ra. Anh không thể đơn giản phân biệt người tốt, người xấu, đúng hay sai. Từ bại hoại, mất đạo đức miễn cưỡng có thể rơi vào đầu Khanh Liệt Bưu. Nhưng Khanh Liệt Bưu tuyệt đối không vi phạm pháp luật, hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng không tốt hơn Khanh Liệt Bưu là bao. Chẳng qua hắn ở trong mắt Cổ Tiểu Âu lại hoàn toàn không cùng cấp độ với Khanh Liệt Bưu mà thôi. Hừ, đàn ông các anh đều giải thích cho mình như vậy gió. Cổ Tiểu Âu có chút oán giận mà nói, cô còn vi âu Triệu Quốc Đống thật mạnh, đau đến độ hắn phải há hốc mồm.
Tiểu Âu, không nên nghĩ cuộc đời này đơn giản như vậy có được không? Khanh Liệt Bưu chỉ là một người bình thường, em không thể nghĩ anh ta như thánh. Khanh Liệt Bưu đùa giỡn tình cảm nữ công nhân cũng được, ỷ thế hiếp người cũng được. Nhưng Khanh Liệt Bưu dù sao cũng không phạm tội, hơn nữa chuyện cũng qua nhiều năm rồi, con người cũng trưởng thành lên mà. Triệu Quốc Đống cười cười rồi vỗ vỗ cặp mông đẫy đà của cổ Tiểu Âu. Thời buổi này có thể mở câu lạc bộ quốc tế thì nói rõ Khanh Liệt Bưu đã trưởng thành. Không chừng người ta bây giờ thành thương gia lớn rồi đó. Em vẫn cảm thấy anh em mà đi theo Khanh Liệt Bưu thì không được yên tâm, chẳng may có một ngày. Cổ Tiểu Âu không dám nói tiếp. Chẳng may có một ngày thì gì chứ? Anh em lấy tiền không có tiền, muốn người cũng không có người, Khanh Liệt Bưu còn có thể làm gì cậu ta? Trừ khi Khanh Liệt Bưu biết nhà em có nhiều tiền mà gài bẫy. Chẳng qua anh nghĩ anh của em chắc không ngu đến mức này chứ. Triệu Quốc Đống không cho là đúng nói. Cái này cũng khó nói. Anh em làm sao có thể đấu lại được với đầu óc của Khanh Liệt Bưu? Cổ Tiểu Âu lắc đầu nói. Vậy nếu em thật sự lo lắng thì nói rõ tình hình câu lạc bộ của Khanh Liệt Bưu cho anh biết. Anh sẽ điều tra cụ thể giúp em. Triệu Quốc Đống thấy cổ Tiểu Âu chu miệng lên thì không khỏi rung động trong lòng. Hắn ôm thật chặt lấy cô. Triệu Quốc Đống bơi một vòng rồi lên bờ. Hai người phụ nữ lúc này đã xuống hồ nên chỉ còn lại ba người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau. Chồng của Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình là một phần tử trí thức đơn thuần. Vì thế y không có ngôn ngữ chung nhiều lắm với Triệu Quốc Đống và Vương Phủ Mỹ là người làm chính trị, chỉ nói chuyện vài câu với hai người, y liền xuống nước bắt đầu bơi. Nghe nói mục tiêu của người này là bơi 5 vòng. Dáng người của Triệu Quốc Đống và Vương Phủ Mỹ đều không béo không gầy, nhưng dù ai đứng đối diện với hai người thì nhìn cái là biết hai người là loại hoàn toàn khác nhau. Triệu Quốc Đống không có cơ thể trông cường tráng, cũng không thấy tràn đầy lực lượng nhưng cơ thể nhìn qua rất hoàn hảo, đường nét trên người có cảm giác như một quy luật, rất lưu loát. Mà cơ thể của Triệu Quốc Đống lại mềm hơn nhiều. Điểm này cũng làm cho hai năm nay Vương Phủ Mỹ bắt đầu tăng cường việc tập luyện. Nếu so sánh thì vợ Vương Phủ Mỹ, Lâm Băng có dáng người tốt hơn nhiều. Da thịt trắng nõn, dáng người cân xứng, qua đó biết ngay là một người phụ nữ hay chăm sóc bản thân mình. Mặc dù Cam Bình lớn hơn Lâm Băng vài tuổi nhưng dáng người cũng không hề kém Lâm Băng. Chẳng qua lúc bơi thì yếu sức hơn không ít. Triệu Quốc Đống xuống nước liền bơi với tốc độ rất nhanh. Bơi là cách rèn luyện cơ thể tốt nhất, chẳng qua do thời tiết và địa điểm nên ít ai có thể kiên trì tập luyện nhiều năm không gián đoạn. Chẳng qua xem ra vợ chồng Cam Bình duy trì tốt ở phương diện này. Hồ bơi của câu lạc bộ Mân Lâm này được giữ ấm quanh năm, hai vợ chồng Cam Bình là khách quen của câu lạc bộ từ khi khai trương. Bơi 2 tiếng liền đủ làm cho người ta hết sức. Mặc dù Triệu Quốc Đống vẫn duy trì được việc bơi nhưng cũng đã mệt. Về phần vợ chồng Vương Phủ Mỹ, Lâm Băng và vợ chồng Cam Bình đã sớm lên ghế nằm nghỉ. Tiểu Triệu, thể lực của cậu tốt thật, bảo sao dám nhảy xuống nước cứu người. Cam Bình khoác chiếc khăn tắm trên vai che đi phân nửa bộ ngực đầy đặn. Chẳng qua đôi chân trần trắng nõn vẫn làm người ta chú ý tới. Chủ tịch Cam, chị đừng nhắc tới việc này. Tôi sắp thành kẻ thần khi nghe đến người nhắc tới việc này mà, đầu rất đau. Đây vốn là chuyện ngẫu nhiên nhưng lại bị đám phóng viên lấy làm đề tài mà nói loạn lên. Tôi gần như phải dập đầu cầu xin thì bọn họ mới không đưa ảnh tôi lên truyền hình. Chẳng lẽ nói trong cơn lũ này mấy tỉnh thiếu người nhảy vào lũ giữ cứu người sao? Sao lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi? Triệu Quốc Đống vội vàng lắc đầu nói. Quả thật là hắn bị việc này hành hạ không ít. Người khác mong chuyện tốt như vậy còn không được, sao đến cậu lại thành phiền phức chứ? Quốc Đống, có phải cậu quá làm kiêu không? Cam Bình và Triệu Quốc Đống bây giờ cũng khá quen, thông qua Lâm Băng làm trung gian, một năm nay cũng có vài lần ngồi ăn cơm, nói chuyện với nhau. Đôi khi cũng nói chuyện một chút về khó khăn trong CVVC, có đôi khi chỉ là nói chuyện về cái nhìn với tình hình. Cam Bình cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống không bình thường, ánh mắt và kiến thức đều được, vì thế cô dần dần cũng nhận Triệu Quốc Đống làm bạn. Chủ tịch Cam, không phải tôi kiêu ngạo, nói thật nếu có cơ hội ra mặt. Có thể làm lãnh đạo cấp trên chú ý thì ai không muốn. Nhưng chị xem việc này là gì chứ? Chuyện này ngoại trừ chứng minh đạo đứa của tôi tốt ra thì còn có thể chứng minh gì nữa chứ? Nói khó nghe một chút là tôi khó khăn lắm làm ra thành tích sẽ bị việc này làm mất đi ánh sáng đó. Lãnh đạo cấp trên chỉ biết tôi anh dũng cứu người, nhưng anh dũng cứu người có thể gánh vác trọng trách sao? Trước mặt Cam Bình, Triệu Quốc Đống cũng rất thẳng thắn. Tôi cảm thấy thành tích trong công việc của tôi hơn xa chuyện cứu người đó.
Tôi không muốn vì chuyện cứu người này khiến cho lãnh đạo quên thành tích của tôi đã làm trên cương vị thường vụ thị ủy Ninh Lăng, bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Nói rất đúng. Cam Bình cười khen Triệu Quốc Đống. Hành vi dũng cảm cứu người chẳng qua chỉ là yêu cầu cơ bản về đạo đức của công dân. Trong hoàn cảnh đặc biệt thì đúng là đáng để tuyên truyền. Nhưng nếu lãnh đạo vì vậy mà quên thành tích trong công việc của cậu thì nó lại không tốt. Quốc Đống, cậu rất tỉnh táo. Chủ tịch Cam, không tỉnh táo không được. Ninh Lăng vốn có kinh tế lạc hậu, phải đặt tâm trí vào phát triển kinh tế mới được. Cả ngày đặt tinh thần vào mấy việc kia thì không có cơm mà ăn. Triệu Quốc Đống nói. Chủ tịch Cam, Ninh Lăng chúng tôi đang toàn lực xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của quốc gia. Công ty Quốc Điện đã thông qua kế hoạch này, nhưng muốn tạo được trụ sở thiết bị ngành điện này thì đối với Ninh Lăng có trụ cột kinh tế bạc nhược đúng là khó khăn không ít. Ở rất nhiều phương diện vẫn còn khiếm khuyết, nếu như muốn thực hiện mục tiêu này thì chúng tôi còn cần phải cố gắng nhiều. Ví dụ như việc dạy nghề ở Ninh Lăng. Cam Bình cười cười một tiếng và đưa tay ra chỉ Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu bất cứ lúc nào cũng không quên hò hét cho Ninh Lăng, sao, lại có thứ gì mới nghĩ ra hả? Ừ, Chủ tịch Cam, tôi nghĩ như thế này. Trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện liên quan đến các ngành sản xuất chủ yếu là chế tạo thiết bị cơ giới. Rất cần các kỹ thuật gia công cơ giới. Mà đây là sự khiêu chiến rất lớn đối với Ninh Lăng chúng tôi vốn khiếu trụ cột sản xuất công nghiệp. Nếu như Ninh Lăng không thể xây dựng được hệ thống huấn luyện kỹ thuật cho công nhân, hệ thống này không được duy trì liên tục thì tôi lo rằng trụ sở sản xuất kia của chúng tôi chỉ là một hình thức mà thôi, rất có thể bị các thành phố khác cướp đi. Nhất là bây giờ các yếu tố phụ trợ càng lúc càng quan trọng, kế hoạch hành chính chỉ có thể tác động bước đầu mà thôi. Sau này nguyên nhân quyết định cuối cùng chính là nội lực, điểm này sẽ xác định xem Ninh Lăng có thực lực để chế tạo trụ sở hạng mục này hay không. Cam Bình rất khen thưởng đầu óc nhạy bén và ý tưởng tốt này của Triệu Quốc Đống. Từ việc xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện, Triệu Quốc Đống đã có thể thấy được điểm còn thiếu của Ninh Lăng, tính làm như thế nào để hoàn thiện, bù đắp đai đi mờ này. Không giống một số người khi trụ sở đã vào tay thì ngồi đó mà hưởng thành tích. Chỉ riêng tâm tư chuyên nghiệp này thì người bình thường đã không thể so sánh, càng không cần nói tới việc cân nhắc làm như thế nào bù đắp sự thiếu hụt của địa phương mình. Quốc Đống, cậu đúng là một kim đâm vào thấy máu ngay. Ừ, cậu định làm như thế nào ở việc dạy nghề? Cam Bình nghiêm túc nói. Đúng thế, Cam Bình, chị là phó chủ tịch phụ trách mảng văn hóa, giáo dục. Ninh Lăng còn kém, nhưng con đường này chúng tôi nhất định phải đi. Khó khăn lắm mới đoạt được quy hoạch xây dựng trụ sở này vào tay, chúng tôi không thể lãng phí. Tôi dự định lựa chọn có tính chất ở Ninh Lăng. Ừ, chính xác mà nói là chọn một hai trường trung cấp bình thường ở Tây Giang chuyển thành trường dạy nghề chuyên nghiệp. Đương nhiên tốt nhất chính là dạy các nghề mà để học sinh ra trường sẽ được các công ty trên địa bàn nhận ngay. Như vậy chúng tôi có thể tăng nhanh tốc độ xây dựng. Nhưng ở Tây Giang hiện nay chưa có trường nào, vì thế tôi chỉ có thể cố gắng. Dù không được thì cũng chỉ có thể rơi vào tay nơi khác. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Quốc Đống, suy nghĩ của cậu rất tốt. Thực ra rất nhiều quốc gia phát triển thì ngành dạy nghề làm rất tốt. Ví dụ như nước Đức. Khi tôi tới nước Đức khảo sát thì phát hiện bọn họ rất chú trọng ngành dạy nghề cho công nhân, đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng khiến trụ cột sản xuất công nghiệp của bọn họ hùng hậu, khoa học kỹ thuật phát triển. Công nhân có kỹ thuật được trả lương thậm chí cao hơn một nhân viên quản lý. Ở điểm này Trung Quốc chúng ta vẫn chưa ý thức được vấn đề. Cam Bình thở dài nói. Cậu có thể nghĩ được điểm này đúng là hiếm có. Vậy Chủ tịch Cam, chuyện ở Ninh Lăng chúng tôi thì chỉ có thể giúp được không? Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, đây là trong phạm vi công việc của tôi. Chẳng qua chuyện này phải do Ủy ban thị xã Ninh Lăng nói ra mới được. Quốc Đống, cậu đầu tiên phải thuyết phục Bí Thư Hoàng cùng thị trưởng Thư chỗ cậu mới được. Như vậy trên tỉnh mới có thể suy nghĩ ý đồ của Ninh Lăng. Cam Bình gần như là lập tức thừa nhận. Quyển 9, chương 8-14. Cam Bình đáp ứng ngay làm Triệu Quốc Đống vui vẻ. Ở hạng mục trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện này đã làm Triệu Quốc Đống mất nhiều công sức. Nhưng bên Ninh Lăng có trụ cột sản xuất công nghiệp quá bạc nhược nên hắn lo cơm này sẽ thành cơm nát, như vậy sẽ thành trò cười. Ăn tối xong vợ chồng Cam Bình rời đi, chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và vợ chồng Vương Phủ Mỹ. Ba người đi dọc bờ sông Ninh Giang. Băng tỷ, Mỹ ca lần này sẽ xuống thị xã, chị không lo ư. Thiên Châu nổi tiếng là nơi ra Mỹ nữ đó. Triệu Quốc Đống cười hì hì mà trên chọc vợ chồng Vương Phủ Mỹ. Hừ, trời sẽ đổ mưa, gái lớn sẽ lấy chồng,
ai có thể quản được. Lâm Băng nhìn Vương Phủ Mỹ đang rất bình tĩnh mà nói. Mặc anh ta đi, nhiều năm như vậy giữ chặt bên người, bây giờ cũng nên giải phóng cho anh ta một chút. Ha ha, chẳng qua tôi thấy Mỹ ca cũng đúng là bị vợ quản chặt. Băng tỷ phải gõ nhiều thì cho anh ấy mấy lá gan cũng không dám. Triệu Quốc Đống cười nói. Vương Phủ Mỹ về cơ bản đã được xác định làm phó bí thư thị ủy, thị trưởng Thiên Châu, có lẽ chỉ là chuyện trong vòng 1-2 tuần tới mà thôi. Nguyên thị trưởng Thiên Châu Mục Cương được điều lên làm bí thư thị ủy. Vương Phủ Mỹ liền tới thay vị trí của Mục Cương. Quốc Đống, Mục Cương thì anh chưa từng qua lại, cũng không quen. Chú đã tiếp xúc với người này ở Ninh Lăng một thời gian, cảm thấy thế nào? Vương Phủ Mỹ hít sâu một hơi mà nói. Mục Cương này thì em cũng không tiếp xúc nhiều. Khi em tới Ninh Lăng thì y là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Ninh Lăng, người này có tâm kế. Sau đó y lên làm phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng là người giỏi quan hệ, đây là người rất giỏi làm chính trị. Triệu Quốc Đống cân nhắc thật lâu rồi mới nói ra như vậy. Thực ra ấn tượng đối với hắn với Mục Cương cũng mơ hồ, vì dù sao tiếp xúc cũng không hề nhiều. Cuối cùng chỉ có thể dùng từ để khắc họa về Mục Cương đó là giỏi làm chính trị. Giỏi làm chính trị. Vương Phủ Mỹ run lên, nói cách khác người mà y sẽ cộng tác là người chú trọng lợi ích chính trị, tất cả phải xoay quanh nhu cầu chính trị. Nếu mình ảnh hưởng tới lợi ích chính trị của y thì chỉ sợ khó có thể quan hệ tốt. Triệu Quốc Đống biết Vương Phủ Mỹ ở cơ sở trong thời gian ngắn, có thể nói sẽ phải làm thị trưởng một thời gian khá lâu. Đảng ủy chính quyền cơ sở khác với lãnh đạo chỉ chuyên môn làm trên tỉnh. Bây giờ từ trên xuống dưới càng lúc càng coi trọng cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác cơ sở. Người chưa từng làm lãnh đạo chủ quản một phương thì khó có thể đi vào hàng ngũ lãnh đạo tỉnh. Đây cũng là yêu cầu cơ bản về năng lực phối hợp của cán bộ lãnh đạo. Mỹ ca, chính trị gia cũng không phải là không có điểm yếu. Nói cách khác người đó coi trọng lợi ích chính trị, nói trắng ra là coi trọng mũ của mình, hy vọng mình có thể tiến thêm trong chính trị. Mà nếu muốn tiến thêm bước nữa như vậy chỉ có thể làm ra thành tích. Điểm này có nghĩa là phương hướng chung của hai người là nhất trí. Nếu anh gặp người chỉ muốn ngồi im một chỗ cho hết ngày hoặc là kiếm tiền đầy túi mới là đau đầu. Lời Triệu Quốc Đống nói làm Vương Phủ Mỹ hiểu ra. Chỉ cần linh hoạt nắm giữ chừng mực, gắn tham vọng chính trị của cả hai lại với nhau thì không chừng sẽ có hiệu quả tốt. Thấy Vương Phủ Mỹ suy nghĩ, Triệu Quốc Đống lại nói tiếp. Mỹ ca, anh đừng quá lo. Đảng ủy và chính quyền không phải chỉ biết đấu đá đến lưỡng bại câu thương. Không đến bất đắc dĩ thì không ai làm như vậy. Chỉ cần anh nắm bắt chuẩn sẽ không sao. Mục Cương cũng ở nền chính trị nhiều năm, từ bí thư huyện ủy lên được vị trí này, y còn hiểu nặng nhẹ trong đó hơn anh. Anh từ tỉnh xuống thì em tin Mục Cương sẽ biết xử lý tốt quan hệ giữa bí thư và thị trưởng. Vương Phủ Mỹ gật đầu nói. Đúng rồi, hình như Yến Tu Hòa cũng từ Ninh Lăng đi ra. Yến Tu Hòa bây giờ là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng Thiên Châu, cũng chính là người vẫn luôn đấu với Chu Xuân Tú Ninh Lăng bây giờ. Sau này Yến Tu Hòa sẽ là cấp dưới rất quan trọng của Vương Phủ Mỹ. Vì thế Vương Phủ Mỹ cũng muốn tìm hiểu về người này. Khi em tới thì Yến Tu Hòa đã sang Thiên Châu làm phó thị trưởng, mấy năm cuối cùng đã lên làm thường vụ thị ủy. Triệu Quốc Đống thở dài nói, lúc trước khi hắn đến Hoa Lâm thì Tào Uyên là chánh văn phòng huyện ủy Vân Lĩnh, hình như làm khó dễ Yến Tu Hòa. Lúc này không biết Tào Uyên có thể thoát một kiếp không? Em không tiếp xúc với Yến Tu Hòa. Nhưng nghe nói người này được cấp trên thích, nhưng bên dưới lại không thích. Ồ, nguyên nhân gì? Vương Phủ Mỹ có chút tò mò nói. Nghe nói y thích làm công trình mặt mũi. Khi còn ở Vân Lĩnh thì việc xây dựng thành thị rất tốt. Trụ sở huyện ủy, ủy ban huyện như khách sạn 4 sao, nhưng tiêu tốn tài chính rất nhiều, ngay cả tiền lương của cán bộ cũng không trả được, huyện vẫn là huyện nghèo cấp tỉnh. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Thời buổi này cán bộ dễ bị nhiều người nhìn chúng. Khi Phan Viên Chiêu làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đề bạt một vài cán bộ loại này. Mặc dù không nhìn ra bọn họ tham hay không nhưng vì thành tích mà lại không để ý tới sự phát triển của địa phương, đám quan chức đó đúng là đáng ghê tởm. Không biết các chủ thầu xây dựng muốn ăn thịt, uống máu của Yến Tu Hòa như thế nào. Tiền công trình đến bây giờ còn chưa lấy được, có mấy công ty kiện lên tòa án nhưng phí công. Tài chính Vân Lĩnh chỉ có từng đó, nếu không chính quyền cho đất cho anh nếu không lấy thì cứ đợi. Vương Phủ Mỹ thở dài một tiếng, y cũng mơ hồ biết bên dưới có không ít cán bộ như thế này. Hiểu được cấp trên thích mặt mũi nên không ngừng đưa tiền mua quan bán chức, không sẽ làm công trình thành tích để chào đón lãnh đạo.
Nói tóm lại không đặt tâm tư vào công việc để phát triển kinh tế một nơi. Chiều hôm đó Triệu Quốc Đống đến chỗ Từ Xuân Nhạn, đương nhiên không tránh khỏi cuộc chiến mãnh liệt. Trên giường Từ Xuân Nhạn cũng hỏi Triệu Quốc Đống việc nhảy xuống sông cứu người. Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể một lần nữa nói suy nghĩ và quan điểm của mình. Từ Xuân Nhạn nghe mà rất khâm phục và si mê hắn. Lúc ân ái không tránh được nói với giọng nịnh bợ làm cho thú tính của Triệu Quốc Đống tăng lên nhiều, rốt cuộc nhấm nháp được chỗ tốt khi mình làm việc đó. Từ Xuân Nhạn cuối cùng đã chấp nhận đề nghị của Triệu Quốc Đống là chuyển đến căn nhà rộng 160m² ở Khê Bạn Giật Cảnh. Sự quan tâm của Triệu Quốc Đống đã xóa đi tia mặc cảm trong lòng cô. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, tình cảm là không nói điều kiện. Tình cảm nam nữ chỉ cần chân thành thì sẽ không so đo, điểm này làm Từ Xuân Nhạn có yên tâm đôi chút. Khê Bạn Giật Cảnh tháng 5 sẽ xây dựng xong, nhưng lắp đặt còn tốn thêm vài tháng, rồi thêm một thời gian bay hết mùi sơn. Từ Xuân Nhạn dự định trước Tết sẽ vào, cô hy vọng em gái mình cũng vào đó ở. Dù sao căn nhà lớn như vậy có 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 3 vệ sinh, 1 bếp đúng là quá lớn. Triệu Quốc Đống vốn ít có thời gian tới đó, chia ra một ngày ở chưa đầy một ngày, có Thu Nhạn ở bên làm bạn cũng thích hợp hơn. Mà phòng vệ sinh riêng cũng có thể giúp Triệu Quốc Đống đỡ ngại nếu tới. Nhâm Vi Phong cuối cùng đã nhận lời tham gia bữa tối. Mặc dù muộn một chút nhưng chỉ cần tới đã thể hiện ý nghĩa nào đó. Hoàng Lăng khá hài lòng với biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Trước mặt Nhâm Vi Phong, Triệu Quốc Đống không bỏ lỡ cơ hội đề cập việc tập đoàn Hòa Hoàng muốn góp cổ phần vào cảng Ninh Lăng, cũng có ý tăng năng lực vận chuyển hàng hóa của cảng Ninh Lăng. Cũng nói đây là hành động có quy mô lớn nhất sau khi Hoàng Lăng đến Ninh Lăng. Nó có tác dụng lớn thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và giao thông của Ninh Lăng. Trong bữa ăn, lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Ủy ban Kinh tế tỉnh đều khen ngợi việc Ninh Lăng sau cơn lũ không quên nắm bắt cơ hội để đẩy mạnh quy hoạch, phát triển nhanh hơn nữa. Cho rằng phản ứng của Ninh Lăng ở phương diện này hơn các thành phố, thị xã khác. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Ninh Lăng. Mọi người đều vui vẻ. Hoàng Lăng và Triệu Quốc Đống cũng uống khá nhiều vì thế khi lên xe hai người còn khoác vai nhau. Đàm Hữu Tài là lái xe ở trong tổ lái xe thị ủy nhiều năm. Bố trí y làm lái xe cho Hoàng Lăng, Tông Kiến đã tốn không ít tâm tư. Thấy Hoàng Lăng được Triệu Quốc Đống dìu ra ngoài, y không khỏi chấn động. Hoàng Lăng uống như thế nào thì y biết, có thể làm Hoàng Lăng vui vẻ uống say như vậy, hơn nữa Triệu Quốc Đống còn có thể dìu Hoàng Lăng thì có nghĩa gì. Hoàng Lăng ngồi trong xe, y vốn đang nhắm mắt liền được mở ra ngay như uống thuốc giải rượu vậy. Quyển 9, chương 85. Triệu Quốc Đống về đến biệt thự Thiền Loan thì vẫn đang suy nghĩ về biểu hiện của mình và Hoàng Lăng trong bữa tối. Hắn không say, Hoàng Lăng đương nhiên cũng không say. Hắn biết Hoàng Lăng không say, Hoàng Lăng cũng sẽ biết hắn không say. Hai người đều thông minh, làm sao không biết ý nghĩa của từng cử động của đối phương. Cù Vận Bạch mặc váy ngủ rộng bưng hai cốc đồ uống lên, một là chén mật ong, một là nước chanh muối. Cô thấy mặt Triệu Quốc Đống hơi đỏ vì rượu nhưng có vẻ đang suy nghĩ nên cô khá tò mò. Triệu Quốc Đống bưng cốc nước uống cạn, sau đó từ từ nhấm nháp cốc nước mật ong. Sao thế? Cù Vận Bạch lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Không có gì, em chỉ thầm than thế giới này quá nhỏ. Triệu Quốc Đống cười nói. Nói cho chị nghe được không? Cù Vận Bạch dựa đầu vào vai Triệu Quốc Đống, giọng nói ngọt ngào như dòng suối ngọt chảy vào tim hắn. Đương nhiên được rồi. Triệu Quốc Đống khẽ vỗ vỗ mặt cô. Triệu Quốc Đống nói qua việc trong tối nay, nhất là đề cập đến quan hệ của hắn và Hoàng Lăng. Cù Vận Bạch cũng có chút kinh ngạc. Em nói Hoàng Lăng to gan đến độ dám nhận tiền. Cù Vận Bạch trầm ngâm một chút rồi nói. Vâng, Đức Sơn mặc dù không trực tiếp đưa 200 ngàn cho hắn. Nhưng thôn qua mấy con đường Hoàng Lăng tìm nên có khác gì đâu. Tập đoàn Thương Lãng trả thêm 200 ngàn cho công ty kia. Về phần công ty kia sang tay cho Hoàng Lăng như thế nào thì không quan trọng. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Nhưng sau khi Hoàng Lăng tới, cục diện Ninh Lăng có chút biến hóa. Thư Chí Cao bị áp chế, Nghiêm Lập Dân cũng cảm thấy sự bá đạo của Hoàng Lăng nên tìm cơ hội thỏa hiệp. Em thấy Trương Thiên Phóng, Lam Quang đều có ý giống Nghiêm Lập Dân. Ngay cả Nghiêm Lập Dân cũng không thể không cúi đầu mà. Ừ, Hoàng Lăng có ấn tượng tốt đối với em, muốn lung lạc em. Cù Vận Bạch nghiêng đầu nói. Có lẽ hắn có ý này. Chẳng những em thấy, mà Trương Thiên Phóng cũng thấy, làm Trương Thiên Phóng hơi ghen tị. Triệu Quốc Đống cười nói. Hoàng Lăng có chút khí phách,
nếu nói về đầu óc và ánh mắt thì sâu sắc hơn Kỳ Dư Hồng, dám vỗ bản quyết định. Đương nhiên hắn mới tới Ninh Lăng nên cũng muốn một vài người có thể làm việc giúp y. Biểu hiện của em có lẽ phù hợp khẩu vị của hắn. Nhưng hắn có khí phách và năng lực, lại còn trẻ, theo lý tiền đồ xa thì sao có thể thò tay dài như vậy. Làm chuyện này sẽ vô vọng tiến lên trong chính trị, hoặc là sẽ có hiện tượng về hưu sớm mà. Cù Vận Bạch có chút khó hiểu nói. Cho nên em mới buồn phiền, vì sao Cù Vận Bạch lại làm như vậy? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Đây là điểm làm em thấy không được tự nhiên, làm chuyện gì cũng không thể không suy nghĩ một chút. Hắn là bí thư thị ủy mà lại làm như vậy sao? Vậy em định làm như thế nào? Cù Vận Bạch cũng thấy việc khó có thể giải quyết. Em nếu như xem thường lãnh đạo trực tiếp của mình, như vậy dù em giấu tốt thì em cộng tác lâu dài với hắn thì cũng thấy uất ức, không thể dồn toàn bộ tâm trí vào công việc. Ở hoàn cảnh đó thì đúng là khó có thể làm việc. Đi một bước tính một bước vậy, nhưng em vẫn cảm thấy ở phương hướng chính thì em có thể phục tùng. Ít nhất từ bề ngoài thì Hoàng Lăng cũng muốn phát triển Ninh Lăng. Về phần thao tác cụ thể thì chỉ có thể phân tích từ vấn đề cụ thể. Em vẫn giữ nguyên tắc đó, chỉ cần không qua điểm mấu chốt. Một vài chi tiết không sao. Em không thể mong ai cũng chí công vô tư, hơn nữa cũng phải học tập và rèn luyện trong hoàn cảnh công việc phức tạp. Triệu Quốc Đống suy nghĩ rồi nói. Cù Vận Bạch lặng lẽ lắng nghe và thầm nghi người đàn ông trước mặt là phó chủ nhiệm cấp dưới của mình 5 năm trước ư. Công tác hiện nay của chúng ta rất nặng nề, xây dựng, khôi phục sản xuất sau lũ lụt. Chúng ta làm như thế nào lợi dụng cơ hội này để làm kinh tế Tây Giang chúng ta có tính đột phá cao? Tôi cảm thấy trong này chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm. Triệu Quốc Đống nhìn xuống dưới đài. Mọi người bên dưới đều chăm chú ghi chép. Mấy nhân viên của đài truyền hình quận đang cầm máy quay mà ghi hình, chụp ảnh. Cầu sông Tú Hà là do tất cả các đồng chí chúng ta cố gắng mà thành công lập hạng mục. Sở Tài chính và Sở Giao thông hứa sẽ gánh chịu kinh phí xây dựng. Tài chính của thị xã cũng sẽ giúp chúng ta tiến hành xây dựng cây cầu đây. Có thể nói đây là cơ hội phát triển chưa từng có của hai xã phía Tây Nam Tây Giang chúng ta. Chúng ta sẽ quy hoạch xây dựng đại lộ Tú Thủy bên cạnh sông Tú Hà, cố gắng trong vòng 3 năm sẽ biến hai bờ sông Tú Hà thành cảnh quan đẹp nhất thị xã Ninh Lăng. Công trình xây dựng mở rộng cảng Ninh Lăng cũng đang được chúng ta tích cực thu hút nhà đầu tư chiến lược, mở rộng quy mô cảng Ninh Lăng, tạo ra con đường hoàng kim cho kinh tế Ninh Lăng phát triển. Đường sắt Tây Liễu đoạn đi qua Tây Giang đã tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Sang năm sẽ chính thức làm đường sắt. Con đường sắt nối liền ba tỉnh Thiểm, An, Quế hoàn thành sẽ khiến việc Ninh Lăng chúng ta không có đường sắt chấm dứt, cũng khiến cho con đường vận chuyển hàng hóa của Ninh Lăng nhanh hơn, cũng đem tới đôi cánh cho sự phát triển của Tây Giang chúng ta. Các đồng chí, làm tốt công tác xây dựng, khôi phục sản xuất sau cơn lũ, nhanh chóng phát triển là trọng trách lớn của chúng ta. Nắm bắt cơ hội xây dựng sau lũ lụt, nhanh chóng phát triển kinh tế của quận là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Chúng ta dưới sự lãnh đạo chính xác của tỉnh ủy, thị ủy, đoàn kết tất cả cán bộ, quần chúng của quận thay đổi tư tưởng, có chí tiến thủ, toàn diện đẩy mạnh phối hợp phát triển kinh tế xã hội của quận, phấn đấu vì mục tiêu một Tây Giang phồn vinh, giàu có. Theo tiếng nói của Triệu Quốc Đống, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Triệu Quốc Đống nhìn xuống một vòng bên dưới, mọi người bên dưới càng vỗ tay to hơn. Vương Lệ Mai xem đi xem lại thật cẩn thận toàn bộ băng ghi hình hội nghị mở rộng 3 lần. Lúc này mới coi như hài lòng. MC nói chuyện với giọng phổ thông cô nghe thấy cũng được, nhưng hôm nay nghe lại thì cô thấy hình như đúng như bí thư Triệu nói là có một ít giọng địa phương Ninh Lăng. Nếu như không phải thấy không quá thích hợp thì Vương Lệ Mai thật sự không cần xem lại nhiều như vậy. Hội nghị cán bộ toàn quận lần này là rất quan trọng, ngay cả đài truyền hình thị xã cũng chuyên môn đến ghi hình, cũng phỏng vấn mấy thường vụ quận ủy. Trước đây hội nghị kiểu này thì đài truyền hình thị xã không có hứng thú. Nhiều lắm chỉ đưa một hai câu là đủ. Nhưng lần này lại khác, đài truyền hình thị xã chủ động, hơn nữa còn tới ghi hình, không dùng băng ghi hình của Tây Giang, còn phỏng vấn mấy thường vụ quận ủy Tây Giang, điểm này làm người của Tây Giang thấy khá mới lạ. Theo mấy người tới làm chương trình thì do chính cục trưởng Lỗ Cục Thông tin tự mình yêu cầu chú ý tới công tác khôi phục sau lũ của Tây Giang. Cho nên hội nghị do quận ủy tổ chức về việc khôi phục sản xuất và đẩy mạnh phát triển kinh tế của Tây Giang diễn ra. Đài truyền hình thị xã đã coi trọng rất nhiều. Vương Lệ Mai đang cân nhắc tại sao Lỗ Năng lại đột nhiên chú trọng tới Tây Giang như vậy. Với tính cách của Lỗ Năng thì không thể đột nhiên thay đổi như vậy chứ. Nhưng có một điều Vương Lệ Mai có thể khẳng định đó chính là Lỗ Năng đột nhiên coi trọng Tây Giang là do có quan hệ đến trận lũ lụt vừa rồi.
Nhưng nếu chỉ vì biểu hiện xuất sắc của Triệu Quốc Đống làm cho lãnh đạo cấp trên khen rồi được coi trọng, Vương Lệ Mai lại thấy không phải. Lỗ Năng là người ở cơ quan trực thuộc thị xã, có thể nói là đầy kinh nghiệm, rất mẫn cảm với bất cứ tiếng động nào ở thị xã. Nghe nói Lỗ Năng đi lại gần với bí thư thị ủy Hoàng. Chẳng lẽ tin tức trên thị xã truyền tới là thật, tim Vương Lệ Mai đập rất mạnh, nếu không Lỗ Năng sao có thể thay đổi thái độ với Tây Giang nhiều như vậy. Quyển 9, chương 86. Trên thực tế sau khi Triệu Quốc Đống lên CCTV và Nhật báo Quang Minh thì đã có vài dư luận. Nhưng mọi người cho rằng đó không phải nhằm vào riêng bản thân Triệu Quốc Đống mà là biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người trong cơn lũ. Chẳng qua người sáng suốt cũng biết việc này khó có thể tạo ảnh hưởng quá nhiều đối với một vị thường vụ thị ủy. Chẳng qua rất nhanh có tin tức càng chính xác lộ ra. Phó Thủ tướng Văn Quốc Cơ khi đến Ninh Lăng thị sát thì tỏ ra rất hài lòng với công tác phòng chống lụt bão của quận Tây Giang. Phó Bí thư Tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên cũng khen về biểu hiện của quận Tây Giang, đây là điều các người đi cùng đã thấy, không phải tin đồn thổi. Nếu như lời Phó Thủ tướng Văn chỉ là khen vu vơ, nhưng lời Phó Bí thư Tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên lại khác hẳn. Yến Nhiên Thiên là Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách đảng đoàn, lời y nói sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ. Nếu như thêm chút nữa thì còn cả việc Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu Tiến Hành phê vào bản báo cáo của Tổ công tác đến quận Tây Giang điều tra việc cải cách các công ty nhà nước. Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu nói cải cách của Tây Giang đã đảm bảo tài sản quốc gia không tổn thất, đảm bảo lợi ích cán bộ nhân viên nhà máy, đạt hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội tốt đẹp, đáng tham khảo. Sau khi Ứng Đông Lưu đến tỉnh An Nguyên, mọi người cũng dần hiểu tác phong làm việc của y, ít khen người, có thể được khen như vậy là rất hiếm có. Một loạt tin đồn đưa ra nói về việc sẽ có đợt điều chỉnh lớn ở bộ máy các quận, huyện. Không thể nghi ngờ cán bộ lãnh đạo mấy điểm như quận Tây Giang, quận Đông Giang cùng Thương Hóa, Phong Đình là tâm điểm chú ý của mọi người. Tây Giang không cần phải nói, đây là nơi được thị xã sủng ái. Mà ba quận, huyện kia lại có biểu hiện quá kém trong đợt lũ. Nguồn tin của Vương Lệ Mai đến từ nhiều nơi. Cô không chỉ dựa vào Trương Thiệu Văn mà lên làm phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy, Thỏ Khôn phải có ba hang, người trong chính trị cũng không thể không có vài con đường. Đương nhiên ba hang cũng chia chính và phụ. Vương Lệ Mai cũng không phải không có quan hệ gì với bên trên. Chẳng qua hiện nay thực lực của Triệu Quốc Đống hơn xa các quan hệ khác. Hơn nữa vì Vương Lệ Mai mà nói sự hài lòng của Triệu Quốc Đống chính là điều quan trọng nhất. Tin tức bên trên truyền tới nói bộ máy thị xã Ninh Lăng có thể sẽ biến động nhưng không quá lớn. Chẳng qua bộ máy cấp quận, huyện nhất định sẽ điều chỉnh lớn. Nguyên nhân có hai, một là biểu hiện của vài quận, huyện quá kém trong cơn lũ khiến cho lãnh đạo chủ yếu của tỉnh có cái nhìn với Ninh Lăng. Thứ hai, Hoàng Lăng đến Ninh Lăng mà chưa có động tác gì về nhân sự, vẫn duy trì người của Kỳ Dư Hồng, đây không phù hợp việc vua nào thần đó. Điều chỉnh là không thể tránh lẽ, chẳng qua không biết Hoàng Lăng điều chỉnh lớn hay nhỏ mà thôi. Chỉ riêng bộ máy cấp thị xã đã làm nhiều người phải suy nghĩ, phỏng đoán. Sẽ điều chỉnh, nhưng điều chỉnh như thế nào? Điều chỉnh ai? Là điều chỉnh nhân viên hay phân công công việc? Điều chỉnh thường vụ thị ủy hay là phó thị trưởng? Tuy nói điều chỉnh bộ máy cấp thị xã không liên quan với hầu hết mọi người, nhưng quan hệ gián tiếp thì có. Hiểu biết về biến hóa nhân sự, từ đó mà biết phương hướng, biết nên đứng về phía ai, cần xuống thì nên xuống cho sớm, nếu không sau này mới cầm hương đi khấn chùa mới lập sẽ không linh. Vương Lệ Mai vẫn có chút thất vọng, mặc dù Triệu Quốc Đống đã thay đổi thái độ đối với cô, nhưng cô thấy mình mới ở vòng tròn thứ hai của đối phương, điểm này chỉ có thể đảm bảo cô giữ được vị trí. Nhưng muốn tiến lên, thậm chí lên vị trí tốt hơn thì không thể. Đây không phải điều mà Vương Lệ Mai muốn thấy. Muốn làm phải làm tốt nhất, phải để đối phương chính thức nhận mình, phải cho đối phương khi nghĩ tới việc đề bạt, điều chỉnh thì phải nghĩ tới mình đầu tiên. Đây là mục tiêu của Vương Lệ Mai. Ngụy Hiểu Lam làm Vương Lệ Mai rất hâm mộ. Người phụ nữ này không đẹp, Vương Lệ Mai tự cho mình cao thì thấy Ngụy Hiểu Lam rất bình thường nhưng bây giờ lại được Triệu Quốc Đống coi trọng. Triệu Quốc Đống và Trương Thiên Phóng tụ tập ăn cơm cũng gọi cô ta, lên An Đô báo cáo công việc với Hoa Lâm cũng gọi Ngụy Hiểu Lam, điều này có nghĩa gì? Không thể nghi ngờ là điềm báo trước khi lên chức, chỉ cần Triệu Quốc Đống còn ở Ninh Lăng, thậm chí dù Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng thì cũng sẽ bố trí cho Ngụy Hiểu Lam. Sẽ thay thế Hạ Đồng làm phó chủ tịch thường trực hay là trực tiếp đuổi Lăng Tiêu đi để lên làm phó bí thư? Vương Lệ Mai không biết nhưng không thể nghi ngờ Ngụy Hiểu Lam sẽ lên chức. Vương Lệ Mai cũng thừa nhận Ngụy Hiểu Lam có năng lực, nhưng cô cho rằng Ngụy Hiểu Lam ngồi trên vị trí đó thì cần phải làm.
Hơn nữa cô tin mình ngồi ở vị trí đó làm cũng không kém gì so với Ngụy Hiểu Lam. Làm nữ cán bộ, chỉ dựa vào nhan sắc mà lên chức thì cũng không khó, nhưng đó chỉ là bị người cưỡi. Chính thức đổi người thì cô sẽ bị ném vào lãnh cung, còn bị mang tiếng. Vương Lệ Mai thậm chí cho rằng xuất phát từ góc độ nào đó sắc đẹp của mình chính là trở ngại cho cô tiến thêm bước nữa. Ít nhất cô cảm thấy trong mắt Triệu Quốc Đống thì hắn vẫn nghi ngờ cô với Trương Thiệu Văn có quan hệ gì đó. Đây là trở ngại để cô tiến thêm, cũng là tâm bệnh lớn nhất của Vương Lệ Mai. Làm như thế nào nhanh chóng để được Triệu Quốc Đống chấp nhận là điều Vương Lệ Mai cần làm bây giờ. Ai cũng nói Triệu Quốc Đống còn trẻ phong lưu, ít nhất Trình Nhược Lâm có quan hệ không rõ ràng với Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống sau khi đến Tây Giang vẫn biểu hiện rất quy củ. Đối với người đẹp ở quận ủy, ủy ban quận thì hắn đều có thái độ xa cách. So sánh thì cô coi như thân cận hơn một chút, còn Khúc Hiểu Yến và Phan Xảo thì gần như không có cơ hội gặp riêng Triệu Quốc Đống. Nhưng thật ra con bé Lục Nhị ở ban quản lý khu khai phát kia theo Triệu Quốc Đống rất chặt. Nhưng theo Vương Lệ Mai quan sát thì hai người bọn họ chưa có quan hệ nam nữ. Ít nhất bây giờ chưa có, nếu không Triệu Quốc Đống đâu dám để Lục Nhị ở lại văn phòng ban quản lý. Vương Lệ Mai không định đi hấp dẫn Triệu Quốc Đống, hình thức đó là vô nghĩa, càng làm Triệu Quốc Đống xa lánh, đề phòng cô hơn. Nếu muốn được Triệu Quốc Đống tin thì phải dựa vào công việc. Vương Lệ Mai cẩn thận xem băng một lần nữa, xác nhận không vấn đề gì mới yên tâm. Làm lãnh đạo bây giờ đúng là không dễ, công việc bận rộn còn phải suy nghĩ ý của lãnh đạo cấp trên, vừa muốn để công việc của mình phù hợp ý đồ lãnh đạo cấp trên, còn phải tạo ra thành tích trong công việc. Quả thực nó còn khó hơn đi trên dây. Triệu Quốc Đống không thể nghi ngờ là một người may mắn, lần này vị trí của hắn sẽ thay đổi như thế nào. Ngay cả bản thân Triệu Quốc Đống cũng không biết vị trí của mình sẽ biến hóa như thế nào. Ít nhất bây giờ là như vậy. Tin tức bên ngoài làm hắn có chút buồn cười, nhưng hắn cũng rõ lần này mình sẽ có biến hóa về thân phận. Hắn từ cán bộ cấp huyện lên cấp phó giám đốc sở chỉ không đầy một năm, hơn nữa chủ yếu là do hắn đảm nhiệm chức bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát trong thời gian quá ngắn. Mặc dù cũng có chút khởi sắc nhưng muốn chính thức có thành tích thì cần thời gian. Cho nên bây giờ hắn cũng chỉ một lòng một dạ làm việc mà thôi. Công việc khu khai phát đã đi vào quỹ đạo. Triệu Quốc Đống chuẩn bị nhân lúc mùa thu sẽ lại tiến hành hoạt động thu hút đầu tư với khu vực Trường Tam Giác, cố gắng hấp dẫn các công ty khu vực Duyên Hải đến khu khai phát Ninh Lăng nhờ việc công ty Quốc Điện đã xác định hạng mục kia. Hắn dự định trong vòng 3 năm biến khu khai phát sẽ đạt giá trị sản xuất trên 1 tỷ. Hoàng Lăng cũng hứng thú với suy nghĩ này của Triệu Quốc Đống, y cũng nói thị xã sẽ toàn lực ủng hộ khu khai phát thực hiện kế hoạch 3 bước. Tranh thủ năm 99 đạt 600 triệu, năm 2000 đạt 800 triệu. Năm 2001 vượt qua 1 tỷ. Đây là kế hoạch quá hấp dẫn nhưng rất lớn, như vậy tốc độ tăng trưởng mỗi năm phải trên 30%. Chẳng qua nếu như khu khai phát tận dụng tốt cơ hội do trụ sở của công ty Quốc Điện mang tới thì không phải không thể thực hiện được. Tạo ra được thành tích như vậy thì đó là vầng sáng trên mặt bí thư thị ủy và thị trưởng. Điểm này khó trách cả Hoàng Lăng và Thư Chí Cao đều rất hứng thú, hơn nữa một trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện có tác dụng lớn đối với các ngành sản xuất liên quan. Nó có tác dụng lớn đối với chiến lược phát triển công nghiệp của Ninh Lăng. Vì thế khi Triệu Quốc Đống báo cáo chuyện này với Hoàng Lăng lập tức đáp ứng sẽ đích thân tới tham gia hoạt động thu hút đầu tư lần này. Không có vị bí thư thị ủy nào muốn cho phần vinh quang này rơi vào nhà người khác. Quyển 9, chương 87. Hoàng Lăng đúng là rất hài lòng với Triệu Quốc Đống. Theo Hoàng Lăng thấy thì Kỳ Dư Hồng dùng Triệu Quốc Đống khá thành công. Mặc dù Triệu Quốc Đống lên làm thường vụ thị ủy không phải là ý của Kỳ Dư Hồng, nhưng sau khi Triệu Quốc Đống lên chức liền điều tới là bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát lại là nước cờ rất tốt. Triệu Quốc Đống có sự nhạy bén, nhiệt tình trong công việc, lại có năng lực ưu tú, ánh mắt nhìn xa, quan điểm mới mẻ, có sự sáng tạo trong công việc, giỏi làm kinh tế, còn có cái nhìn đại cuộc và khả năng khống chế tình hình, đây là những điều làm Hoàng Lăng có chút ngạc nhiên. Có lẽ khuyết điểm duy nhất của Triệu Quốc Đống chính là luôn thể hiện phong cách cá nhân và kém việc quan hệ. Việc Triệu Quốc Đống và Nghiêm Lập Dân mâu thuẫn thì ai cũng biết. Khi Nghiêm Lập Dân là bí thư đảng ủy chính pháp thị xã, Triệu Quốc Đống làm chủ tịch huyện Hoa Lâm thì đã có mâu thuẫn. Đến bây giờ Nghiêm Lập Dân làm phó bí thư thị ủy, Triệu Quốc Đống thành thường vụ thị ủy. Bắt đầu từ thời đại Kỳ Dư Hồng thì hai người thường châm chọc nhau trong hội nghị thường ủy, không ai nhường ai.
Chẳng qua nói đi lại nói lại, nếu như Triệu Quốc đống quá hoàn mỹ thì Hoàng Lăng lại phải có thái độ khác với hắn. Hoàng Lăng coi trọng Triệu Quốc đống một nguyên nhân chính là cảm thấy Triệu Quốc đống có vẻ tương tự mình, nhất là phong cách cứng rắn càng như nhau. Chính xác mà nói, biểu hiện của Triệu Quốc đống ở Tây Giang khá giống với phong cách của Hoàng Lăng ở Ninh Lăng. Hoàng Lăng cũng cảm nhận được không khí biến hóa trên thị xã. Thời gian này Nghiêm Lập Dân khá im hơi lặng tiếng, có lẽ đang tự kiểm điểm việc y tỏ thái độ không đúng trong công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão đợt trước. Chẳng qua điều này cũng không có nghĩa Nghiêm Lập Dân chịu ngồi im. Phó trưởng ban thư ký, Chánh văn phòng thị ủy Tông Kiến, phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ Lại Hữu Ninh, phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy Lôi Bằng, phó bí thư đảng ủy chính pháp Trì Thành Phong, mấy người này đều đi lại khá gần Nghiêm Lập Dân. Có thể nói mấy cơ quan chính của thị ủy thì ngoài do thường vụ thị ủy kiêm nhiệm, những người khác đều do y khống chế. Đây là sự khiêu chiến lớn đối với bất cứ bí thư thị ủy nào. Hoàng Lăng trước khi tới Ninh Lăng cũng hiểu rõ tình hình Ninh Lăng. Kỳ Dư Hồng có địa vị ở thị ủy Ninh Lăng không quá chắc chắn. Mặc dù y ở vị trí trung tâm nhưng khi phát huy sức ảnh hưởng lại bị Nghiêm Lập Dân và thư chí Cao ảnh hưởng. Trong đó Kỳ Dư Hồng bị Nghiêm Lập Dân ảnh hưởng lớn hơn. Nghiêm Lập Dân đã bồi dưỡng không ít cán bộ địa phương. Y là cán bộ kiêm nhiệm từ Sở Công an phái xuống, làm cục trưởng cục công an rồi đến bí thư đảng ủy chính pháp rồi tới phó bí thư thị ủy, bên dưới có nhiều nhân vật hò hét giúp y. Nhất là các cơ quan cấp thị xã thì càng như vậy. Nghe nói y chỉ có thua mỗi một lần khi đấu với Triệu Quốc Đống. Nghiêm Lập Dân có sức ảnh hưởng lớn đối với thị xã là tin không tốt đối với Hoàng Lăng và thư chí Cao. Hoàng Lăng cũng có ý định quan sát một thời gian xem Nghiêm Lập Dân muốn diễn như thế nào. Kết quả không ngờ gặp cơn lũ khiến vấn đề thoáng cái lộ rõ. Việc điều chỉnh các cơ quan cấp thị xã và quận, huyện đã được đưa ra. Trương Thiên Phóng đã hai lần báo cáo với Hoàng Lăng. Mà Triệu Quốc Đống cũng khá thẳng thắn với Hoàng Lăng vài sự lựa chọn. Chẳng qua Hoàng Lăng chưa tỏ thái độ rõ ràng. Theo Hoàng Lăng thấy điều chỉnh là tất nhiên, nhưng điều chỉnh như thế nào? Chỉ cần y không có phương hướng rõ ràng thì dù là Nghiêm Lập Dân, Trương Thiên Phóng hay Triệu Quốc Đống đều không có quyền tỏ thái độ. Đây là quyền lợi của riêng bí thư thị ủy. Đương nhiên là thường vụ thị ủy, bọn họ có quyền đề cử hoặc lộ ý đồ với mình, nhưng cuối cùng vẫn phải do mình quyết định. Hoàng Lăng cũng biết nếu như mình tạo được quyền uy, biện pháp tốt nhất là biểu hiện trong cách dùng người. Mà bây giờ thời cơ có vẻ đã đến. Chẳng qua việc điều chỉnh nhân sự trong hội nghị thường ủy chính là cuộc mặc cả khó khăn, thỏa hiệp là tất nhiên. Nhưng làm như thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất là điều mọi người phải suy nghĩ. Bí thư Hoàng, phó bí thư Lam tới. Thư ký vào nhỏ giọng nói. Ồ, mời anh ta vào. Hoàng Lăng quyết định nên bắt đầu từ Lam Quang. Nghe nói Lam Quang không hòa hợp với Nghiêm Lập Dân. Bốp! Một cú đánh mạnh làm cho Lam Quang không thể đỡ nổi cầu. Chỉ có thể ngồi bệt dưới đất mà thở hổn hển. Sao thế bí thư Lam, mới đánh vài sách mà. Triệu Quốc Đống đi tới mà cười nói. Lam Quang bỏ vợt xuống cầm chai nước, uống ừng ực rồi thở hổn hển nói. Ra rồi, Triệu Quốc Đống, cậu đừng có mà vểnh cái đuôi tinh tướng. 10 năm trước cậu tuyệt đối không phải đối thủ của tôi. Cậu không có kỹ thuật gì, chỉ ỷ mình còn trẻ, thể lực tốt làm Quang ca mệt như thế này. Ha ha, Quang ca, lời này của anh không đúng, chẳng lẽ nói thể lực tốt là sai ư? Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói. Dù là đá bóng cũng cần thể lực và kỹ thuật mà. Được rồi, nói thật kỹ thuật của cậu quá bình thường. Lam Quang lắc đầu rồi đứng lên đi tới ghế ngồi xuống nói. Tối nay bố trí như thế nào? Ồ, Quang ca. Không phải anh gọi tôi tới ư? Sao hỏi tôi bố trí như thế nào? Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi. Đảng ủy chính pháp là cơ quan nghèo, sao có thể so sánh được với cậu là vua một cõi? Tôi không đến chỗ cậu ăn nhờ chẳng lẽ còn tự móc phí ra sao? Lam Quang cười nói. Ha ha, đừng nói khó nghe như vậy chứ. Anh bố trí, tôi thanh toán là được chứ gì? Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngồi nghỉ lát đi, bí thư Hoàng đã tìm cậu nói chuyện chưa? Lam Quang cười nói. Sao, cũng tìm anh nói chuyện rồi ư? Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Theo Triệu Quốc Đống biết thì Hoàng Lăng cũng đã nói chuyện với Vưu Liên Hương. Xem ra cũng nói chuyện này với Lam Quang. Đây là bước đầu trước khi điều chỉnh nhân sự. Ừ, chiều hôm trước có nói chuyện với tôi, hỏi tình hình công việc của hệ thống chính pháp trong thời gian này, ngoài ra hỏi ý kiến của tôi cùng ý kiến của thị ủy về công tác chính pháp. Lam Quang thản nhiên nói. Vấn đề mấu chốt chính là có ý gì về nhân sự không?
Chuyện tốt đó, Bí thư Hoàng hỏi ý anh vừa lúc có thể nói ra ý của mình. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên mà nói. Lam Quang trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi tức giận nói. Quốc Đống, cậu cũng là thường vụ thị ủy, ngay cả điểm này cũng không nhìn ra ư. Bí thư Hoàng thật sự hỏi ý kiến cậu ư, bây giờ không ai rõ tâm tư của Bí thư Hoàng nên mạo muội làm việc sẽ không tốt. Quang ca, tôi thật ra thấy anh có thể nhân cơ hội này điều chỉnh bên hệ thống chính pháp. Nghiêm Lập Dân lưu lại dấu vết quá sâu ở hệ thống chính pháp. Tôi tin dù là anh hay Bí thư Hoàng đều không thích điều này kéo dài. Triệu Quốc Đống không cho là đúng mà nói. Hừ, Quốc Đống, cậu nghĩ tôi không muốn điều chỉnh ư? Nghiêm Lập Dân bây giờ là phó bí thư thị ủy, cậu nghĩ hắn trơ mắt nhìn động vào người của hắn sao? Lam Quang trầm ngâm một chút rồi nói. Hơn nữa hắn bây giờ cũng đang muốn tạo gần quan hệ với Bí thư Hoàng, ai biết Bí thư Hoàng nghĩ gì? Tôi mà liều lĩnh đưa ra suy nghĩ của mình mà không hợp ý Bí thư Hoàng thì không phải tự chuốc họa sao? Quang ca, anh không thử sao biết? Tôi thấy Bí thư Hoàng khác Bí thư Kỳ. Bí thư Kỳ dựa nhiều vào Nghiêm Lập Dân là do tính cách, thích thăng bằng đoàn kết, không mất lòng nhau. Nhưng Bí thư Hoàng thì khác. Bí thư Hoàng không phải người cần có người chống đỡ mới có thể làm việc. Bí thư Hoàng cần anh tôn trọng và phục tùng. Nghiêm Lập Dân nếu nghĩ mình có thể trao đổi với Bí thư Hoàng là quá sai lầm. Triệu Quốc Đống ngồi xuống bên Lam Quang rồi nói tiếp. Tôi thấy anh có thể thử một lần, nói thẳng ý của mình ra, cũng để cho Bí thư Hoàng ý thức được sự tồn tại của anh. Chẳng lẽ anh còn sợ Nghiêm Lập Dân có thể làm gì anh? Anh hoàn toàn có thể chọn người cho chức phó cục trưởng thường trực cục công an, phó chánh án tòa án nhân dân, không cần phải lo suy nghĩ của người khác, ít nhất có thể tỏ thái độ của mình. Lam Quang nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống mà nói. Vậy cậu có dự tính gì? Mấy người mà Triệu Quốc Đống nói thì Nghiêm Lập Dân đã sớm tìm Lam Quang nói chuyện. Nghe nói Nghiêm Lập Dân cũng đã tìm Trương Thiên Phóng về việc này. Điểm này Lam Quang làm rất khó chịu, muốn trở mặt nhưng cảm thấy trước khi biết thái độ của Hoàng Lăng thì không nắm chắc. Tôi, ha ha, Quang ca, anh thấy tôi sẽ nghe sự an bài của tên hẹp hòi Nghiêm Lập Dân đó sao? Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Tôi làm mất lòng y thì sao, không nể mặt y thì sao? Chẳng lẽ mấy năm qua tôi còn ít chuyện với y ư? Tôi cũng không mất đi sợi tóc nào. Quang ca, sợ gì hắn, cần ra tay phải ra tay, nếu không hắn coi anh là mèo bệnh đó. Quyển 9, chương 88. Triệu Quốc Đống thực ra cũng không phải là nói mạnh miệng với Lam Quang. Hắn đúng là không thèm để ý đến thái độ của Nghiêm Lập Dân. Trước mặt Hoàng Lăng, hắn đề cử ba người Ngụy Hiểu Lam, Quế Toàn Hữu và Hoắc Vân Đạt. Nhất là biểu hiện của Ngụy Hiểu Lam trong công tác phòng chống lụt bão rất xuất sắc, ngay cả Hoàng Lăng cũng có ấn tượng tốt. Mặc dù Hoàng Lăng không nói rõ điểm gì, nhưng Triệu Quốc Đống tin Hoàng Lăng hiểu ý đồ của mình. Ngụy Hiểu Lam có thể trọng dụng, nhất là nữ cán bộ thì càng đáng để suy nghĩ. Quế Toàn Hữu cũng được nhưng nhược điểm là thiếu kinh nghiệm trong công tác kinh tế. Hoắc Vân Đạt thì thiếu kinh nghiệm, nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy nếu có cơ hội thích hợp thì điều chỉnh phân công công việc của hai người này một chút. Qua đó có lợi cho sự trưởng thành của bọn họ. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn. Việc điều chỉnh bộ máy cán bộ quận không phải do mình hắn quyết định. Mặc dù việc điều chỉnh bộ máy Tây Giang thì hắn có chút quyền lên tiếng. Trưởng Ban Trương, Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy có tin tức gì không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi điện. Quốc Đống, cậu cũng không phải gấp quá đó chứ. Nhóm cán bộ từ tỉnh phái xuống còn chưa nói chính xác, chỉ nói tạm thời là một năm. Tôi hỏi các thị xã khác thì hình như vẫn chưa động. Trương Thiên Phóng nói chuyện có vẻ mệt mỏi. Triệu Quốc Đống cảm thấy Trương Thiên Phóng vẫn đang ngủ chưa? Chẳng qua đã quấy dậy thì hắn không định nói hai câu rồi dập máy. Phóng ca, không phải tôi gấp. Anh xem công tác xây dựng đảng và chỉnh đốn tác phong làm việc của Tây Giang năm nay đi, y sắp thành người ngồi chơi một chỗ rồi. Công tác của Lão Tiếu cũng được, nhưng y chỉ là trưởng ban tổ chức cán bộ. Không ở vị trí đó nên không tiện triển khai công việc. Tôi cảm thấy công tác xây dựng đảng của Tây Giang năm nay rõ ràng kém so với các quận, huyện khác. Cứ tiếp tục như vậy thì đâu có được. Cậu đó, không nghĩ xem tỉnh thống nhất phân công, cậu bảo tôi có thể làm gì? Chẳng lẽ đề nghị ban tổ chức cán bộ nhận lại nhóm cán bộ đó sao? Trương Thiên Phóng tức giận nói. Tôi biết cậu không hài lòng với Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu là phí của cậu, có công việc gì cần phân công thì cậu phải phân công. Lăng Tiêu làm không tốt thì cậu có thể phê bình, dù sao cũng chỉ còn mấy tháng, cậu không chịu được sao? Cái này, người này không thể làm gì được rồi,
Tôi không biết sao lại bố trí cán bộ như vậy đến Tây Giang, đây không phải gây phiền phức cho tôi đó chứ. Triệu Quốc Đống thở hổn hển nói. Trưởng ban, tục ngữ nói rắn không đầu không được, công tác xây dựng đảng quan trọng như vậy, thị ủy bố trí một cán bộ tới sao lại không ai nói gì trước với tôi, ép xuống bắt tôi nhận. Bây giờ công tác không làm được, lại là cán bộ từ trên phái xuống, tôi đúng là không thể làm gì hắn ta. Năm nay mà tổng kết công tác này rồi trừ điểm Tây Giang tôi không đồng ý. Được rồi, cậu đừng uy hiếp tôi, công việc của Tây Giang làm không tốt thì trừ nhất định phải trừ. Hắn nếu được phân công tới Tây Giang thì do cậu chỉ huy, công việc không làm được là do nghệ thuật chỉ huy của cậu. Trương Thiên Phóng cười nói. Tôi biết cậu có ý gì, nhưng cậu cũng phải chờ thời cơ mới được. Hắn dù sao cũng sẽ đi, chờ thêm mấy tháng nữa cũng có thể ảnh hưởng bao nhiêu tới sự phát triển của Tây Giang hả? Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Hắn chính là chờ câu này của Trương Thiên Phóng. Lúc trước hắn đã hỏi Trương Thiên Phóng hai lần chuyện này nhưng không thấy đối phương mở miệng nói gì. Hôm nay xem ra tâm trạng Trương Thiên Phóng khá thoải mái nên mới nói như vậy. Ha ha, anh biết như vậy là được rồi. Chúng ta là anh em, tôi không giấu anh. Lão Tiếu làm trưởng ban tổ chức cán bộ Tây Giang nhiều năm, lại là cấp dưới của anh, làm việc cũng cẩn thận, chăm chỉ. Tôi đến Tây Giang thì anh ta cũng ủng hộ tôi nhiều. Công tác Tây Giang năm nay có thể đạt thành tích lớn như vậy cũng là có một phần tâm huyết của Lão Tiếu. Cá nhân tôi cho rằng về công về tư thì nên lo lắng một chút cho anh ta. Triệu Quốc Đống cũng không giấu gì, Tiếu Chiêu Quý và Trương Thiên Phóng mặc dù không có quan hệ mật thiết cho lắm, nhưng coi như cũng có quan hệ lâu dài. Hắn đề cử Tiếu Chiêu Quý thì tin rằng Trương Thiên Phóng cũng không phản đối. Ừ, nói thì như vậy nhưng cậu cũng hiểu cậu chỉ có quyền đề cử chức phó bí thư quận ủy, còn phải qua cửa bí thư Hoàng và Lão Nghiêm. Chỉ sợ Lão Nghiêm sẽ gây khó dễ. Việc này tôi đã chuẩn bị tư tưởng, cùng lắm đưa ra hội nghị thường ủy là cùng chứ gì. Chẳng qua tôi thấy chỉ cần anh và bí thư Hoàng xác định thì Nghiêm Lập Dân có nhảy lên cũng làm gì được. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng mà nói. Cậu chắc thái độ của bí thư Hoàng sẽ không thay đổi khi Nghiêm Lập Dân cực lực phản đối chứ. Hừ, tôi thật ra hy vọng Nghiêm Lập Dân kiên quyết phản đối. Dù là bí thư Hoàng thay đổi ý kiến cũng được, tôi chỉ sợ Nghiêm Lập Dân không dám. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Phóng ca, anh chẳng lẽ cho rằng Nghiêm Lập Dân không suy nghĩ ý của bí thư Hoàng sao? Tôi dám chắc khi hắn cảm thấy bí thư Hoàng có quyết định thì hắn không dám nói câu nào. Chỉ khi bí thư Hoàng chưa có quyết định thì hắn mới có thể gây sóng gió. Được đó Quốc Đống, cậu coi như nhìn thấu Nghiêm Lập Dân. Ha ha, Nghiêm Lập Dân gặp người như cậu coi như lão ta đen. Trương Thiên Phóng cười nói. Ừ, lần trước tôi nói với cậu phải nhớ đó. Yên tâm, việc nhỏ mà, tôi nhớ, lúc thích hợp tôi sẽ tính. Triệu Quốc Đống lập tức đồng ý. Trương Thiên Phóng bỏ máy xuống rồi thoải mái dựa lên đầu giường. Người phụ nữ ở bên bò lên dựa đầu vào ngực y. Anh vừa nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Ừ, Nghiêm Lập Dân và Triệu Quốc Đống là tử thù rồi, không ai nể mặt ai, không ai phục ai. Anh thấy hội nghị thường ủy lần này náo nhiệt rồi. Trương Thiên Phóng cười nói. Triệu Quốc Đống chẳng qua chỉ mới làm thường vụ, Nghiêm Lập Dân đầy kinh nghiệm, lại ở Ninh Lăng lâu như vậy. Lại là phó bí thư thị ủy, đưa ra phương án là trong bổn phận. Sợ là bí thư Hoàng và thị trưởng thư cũng không tiện phản đối ý của hắn một cách quá đáng. Triệu Quốc Đống dám không biết quy củ như vậy sao? Người phụ nữ bên cạnh đặt đùi lên người Trương Thiên Phóng, cặp mông trắng lộ ra hơn phân nửa. Hừ, em biết gì? Triệu Quốc Đống mặc dù mới lên nhưng lại kiêm chức bí thư quận ủy Tây Giang và bí thư đảng ủy khu khai phát. Chỉ cần liên quan tới điều chỉnh nhân sự hai nơi này, hắn có quyền lên tiếng. Em nghĩ hắn không biết quy củ sao? Hắn rất hiểu là khác. Bí thư Hoàng cùng thị trưởng thư cùng với Lão Nghiêm khi nghiên cứu việc gì đều phải e ngại. Chỉ có Triệu Quốc Đống hắn xếp cuối nên không ngại, muốn thế nào cứ việc tỏ rõ ý của mình. Những người khác muốn phản đối cũng phải cân nhắc xem hắn được ai trong ba vị kia ủng hộ không. Ngoài Lão Nghiêm ra thì bí thư Hoàng cùng thị trưởng thư có hòa hợp với hắn không? Trương Thiên Phóng vỗ vỗ cặp mông trần kia, trong lòng mặc dù thèm muốn nhưng tuổi khiến y không thể thêm lần nữa. Vậy ý của anh là Triệu Quốc Đống có thể thoải mái phát biểu ý kiến của mình. Ả phụ nữ giãy giãy người mà nói. Đâu có đơn giản như vậy. Hội nghị thường ủy có quy củ của nó, hắn chỉ có thể phát biểu trong mảng mình phụ trách, về phần chuyện được tiếp nhận hay không lại khác. Trương Thiên Phóng kiên nhẫn giải thích. Các việc khác thì bình thường chỉ ngồi bên mà nghe. Trừ khi bí thư hoặc người chủ trì hội nghị điểm danh phát biểu.
Ồ, được rồi, chuyện phiền phức này nghe mà đau đầu. Người phụ nữ nhìn lên mà nói. Chuyện của em, anh nói với Triệu Quốc Đống chưa? Vừa nãy anh không phải hỏi sao? Lần trước nói rồi, có lẽ cuối năm sẽ xuống xã nhận chức. Trương Thiên Phóng gật đầu nói. Xuống xã, sao lại xuống xã, đề bạt ở phòng không được sao? Hắn là bí thư quận ủy, chẳng lẽ chuyện nhỏ này không làm được ư? Hừ, phụ nữ đúng là tóc dài đầu ngắn. Em của cô làm mấy năm, mới lên chức bao lâu, muốn thành phó trưởng phòng thì chẳng lẽ cô nghĩ chính quyền do nhà cô mở? Trương Thiên Phóng có chút tức giận nói. Bảo nó xuống cơ sở rèn luyện mới có lợi, đưa lên làm phó bí thư cũng không khó làm người ta chấp nhận, sau này nếu muốn điều về còn không đơn giản ư. Tìm một xã, thị trấn có hoàn cảnh tốt một chút thì đãi ngộ cũng không kém phòng ban. Quyển 9, chương 8-19. Tháng 7 trôi qua, tháng 8 tới, cuộc sống của Ninh Lăng dần khôi phục lại. Chẳng qua đối với người trong hai bộ máy thị xã và huyện của Ninh Lăng thì trò hay mới bắt đầu. Chẳng qua điều người ta mong chờ mãi không chưa thấy mở màn. Mấy vị lãnh đạo trên thị xã vẫn ngồi họp, vẫn đi thị sát, vẫn đi kiểm tra, tham gia các hoạt động. Bí thư, chủ tịch huyện vẫn hoạt động theo quỹ đạo, tất cả có vẻ như rất bình thường. Nếu có điểm gì đó khác lạ thì đó là thời gian này ban tổ chức cán bộ khá bận rộn, chia thành nhiều tổ xuống các quận, huyện kiểm tra. Nhưng cuộc điều tra kết thúc 2 tuần mà vẫn không có động tĩnh gì. Nghiêm Lập Dân xa sầm mặt đi vào văn phòng rồi bảo thư ký hôm nay không gặp ai. Y muốn suy nghĩ kỹ xác định xem sau đây mình nên làm như thế nào. Vừa nãy Vưu Liên Hương thông báo cho y, Hoàng Lăng và Thư Chí Cao quyết định tiến hành hội nghị thường vụ thị ủy vào thứ 6 tuần này để nghiên cứu công tác nhân sự. Lời thì đơn giản nhưng nó có vấn đề. Nghiên cứu công tác nhân sự, hội nghị thường vụ thị ủy về công tác nhân sự mà không thông báo trước cho y, có quá đáng không? Nghiêm Lập Dân cảm thấy mình đã làm đủ công việc, đã 3 lần đến trao đổi ý kiến với Hoàng Lăng. Y cũng biết Trương Thiên Phóng cũng dựa theo yêu cầu của Hoàng Lăng mà bố trí ban tổ chức cán bộ không ngừng điều tra khắp thị xã, xem ra là chuẩn bị cho điều chỉnh nhân sự. Nhưng Nghiêm Lập Dân cũng biết đó chỉ là hình thức mà thôi. Hoàng Lăng khác Kỳ Dư Hồng, điểm này Nghiêm Lập Dân biết. Đây cũng là nguyên nhân y lựa chọn chủ động phóng ra mà không chờ Hoàng Lăng đưa cành ô liu tới. Hoàng Lăng gặp các thường vụ để nói chuyện, theo Nghiêm Lập Dân biết thì ngoài y thì còn mỗi Thư Chí Cao. Mỗi thường vụ thị ủy còn lại đều được Hoàng Lăng ngồi nói chuyện cụ thể, đây cũng không phải điều bí mật gì. Chủ tịch quận Đông Giang Từ Minh Giám và chủ tịch huyện Thương Hóa Tọa Uyên về cơ bản sẽ điều chỉnh. Tông Kiến muốn tới Đông Giang làm chủ tịch, kém nhất thì là tới Thương Hóa làm chủ tịch. Lại Hữu Ninh cùng Lôi Bằng cũng có ý này. Chỉ Thành Phong cũng muốn thay thế Tông Kiến. Tất cả đều tốt nhưng Hoàng Lăng có thể đồng ý không? Nghiêm Lập Dân cảm thấy trước chủ tịch quận Đông Giang thì Hoàng Lăng sẽ bố trí người của mình. Dù chủ tịch Thương Hóa thì chỉ sợ Tông Kiến cũng không thể thành. Tông Kiến mặc dù cũng hoạt động một chút ở trên tỉnh nhưng với tính cách của Hoàng Lăng thì sợ rằng chỉ có bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh nói chuyện mới có tác dụng. Bây giờ Nghiêm Lập Dân vẫn không nhìn ra Hoàng Lăng sẽ chọn ai vào hai vị trí kia. Đồng thời Nghiêm Lập Dân cũng có chút buồn bực. Thời gian này Triệu Quốc Đống đi lại rất gần với Hoàng Lăng, điểm này làm Nghiêm Lập Dân rất khó chịu. Đây không phải y sợ, dù Hoàng Lăng có coi trọng Triệu Quốc Đống hơn nữa thì theo phân công trong đảng thì công tác nhân sự thì Triệu Quốc Đống cũng không thể chỉ trỏ. Điện thoại di động vang lên, Nghiêm Lập Dân vốn không muốn nghe nhưng cuối cùng vẫn nghe. Lão Nghiêm, tối nay về nhà sớm một chút. Là vợ của Nghiêm Lập Dân gọi tới. Có việc gì vậy? Nghiêm Lập Dân có chút buồn bực. Bây giờ là lúc nào mà lại muốn mình về sớm? Tối nay em hẹn với Liêu tỷ, Thang tỷ, ba nhà cùng ăn cơm. Thang tỷ mà vợ nói thì Nghiêm Lập Dân biết, đó là nhà phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Thang Trung Ngọ. Nhưng Liêu tỷ kia là ai, Nghiêm Lập Dân trong lúc nhất thời không nhớ là ai. Liêu tỷ nào? Nghiêm Lập Dân có chút do dự, Thang Trung Ngọ mặc dù sang đại hội đại biểu nhân dân tỉnh nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, có lời nói đôi chút. Nhưng bây giờ lên Ando mà về muộn thì nếu mai Hoàng Lăng hỏi thì khó giải thích. Vợ của Bí Thư Yến. Vợ y nhẹ nhàng nói. Bí Thư Yến nào, Nghiêm Lập Dân mừng như điên, hận không thể cắn vợ vài cái. Thời gian trước vợ nói sẽ làm y được vui mừng, y còn không rõ. Hóa ra vợ đã tạo quan hệ được với Bí Thư Yến. Được, anh ăn trưa xong sẽ về ngay. Nghiêm Lập Dân chỉ thấy mình rất thoải mái. Y đi lại trong văn phòng mà ngâm nga hát.
Xe Camry của Triệu Quốc Đống và xe Audi của Nghiêm Lập Dân lướt qua trên quốc lộ 915. Triệu Quốc Đống mới từ thị trấn Hải Yến về trụ sở quận ủy thì thấy xe Audi của Nghiêm Lập Dân lướt qua. Nghiêm Lập Dân vội vàng chạy xe về Tây như vậy làm gì? Chẳng qua điểm này Triệu Quốc Đống không có tâm tư mà để ý. Cơn lũ cũng làm quốc lộ 915 bị hư hại đôi chút, bên khu vực An Đô và Vĩnh Lương đều suy sụp. Cũng may quốc lộ 915 sau khi sửa cũng tốt hơn nhiều, đoạn sạt không quá nghiêm trọng nên nhanh được sửa cho xe đi. Bí thư Triệu, 3 giờ chiều Bí thư Trịnh xã Vân Đầu Câu và trưởng phòng Chu phòng giao thông đến báo cáo với ngài về việc quy hoạch xây dựng quốc lộ Tây Bắc. Lệnh Hồ Triều mở sổ ra xem rồi nói. 4 giờ trưởng ban bành ban tuyên giáo đến báo cáo công việc. 6 giờ 30 tối ở Ninh Uyển ngài phải tiếp công ty nhựa Cẩm Hoa Chiết Giang tới khảo sát khu công nghiệp Lâm Cảng, Phó Chủ tịch Hoắc gọi điện nói mời ngài và Chủ tịch Tằng tham gia. Đúng, Lục Nhị cũng gọi cho tôi nói bên khu khai phát tối nay cũng có lịch. Là khu khai phát Thiên Châu tới thăm, cũng muốn mời ngài tham gia. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế và nghe lệnh Hồ Triều nói. Lệnh Hồ Triều làm việc rất chăm chú, lại dựa theo khuynh hướng của hắn mà làm, biết chủ động phân chia việc nặng nhẹ, bố trí thời gian hợp lý cho hắn. Chẳng qua mặc dù như vậy lịch cả ngày vẫn kín mít, hắn muốn có thời gian riêng cũng phải nói với lệnh Hồ Triều một tiếng để cậu ta thay lịch. Trong thời gian này thì xã thoạt nhìn yên tĩnh nhưng công việc bên dưới lại rất nhiều. Tây Giang cũng nghênh đón thời kỳ đỉnh cao về công tác thu hút đầu tư, không ít công ty ở khu vực Duyên Hải đến khảo sát. Cậu bố trí rất tốt, tôi thấy cậu hơi giống lệnh Hồ Triều, suốt ngày bày kín lịch cho tôi, không suy nghĩ cho sức khỏe của tôi sao? Không hỏi tôi có chịu được không ư? Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Triệu, ngài nói oan cho tôi rồi. Ngài không phải nói với tôi công việc không thể kéo sang hôm khác sao, phải có kế hoạch hợp lý mà. Ngài xem. Tôi cố gắng bố trí công việc của ngài gần một chút. Sau khi nghe trưởng ban bành báo cáo xong thì ngài còn gần tiếng, ngài muốn làm gì cũng được mà. Tôi lại nghe Lục Nhị nói khu khai phát bố trí ở Ninh Uyển, bên quận cũng ở Ninh Uyển, như vậy ngài có thể đi lại giữa hai bên. Đi giữa hai bên? Triệu Quốc Đống cười nói. Cậu đây là nghĩ tôi chạy sâu sao? Ha ha, bí thư Triệu hiểu lầm rồi, bây giờ chuyện này rất thông dụng. Lệnh Hồ Triều thấy Triệu Quốc Đống có tâm trạng tốt nên đánh bạo nói. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì làm thư ký ngoài cần mẫn thì còn phải có ngộ tính, phải biết từ một suy ra ba, phải nghe hiểu ý lãnh đạo. Điểm này thì Lâm Đan trước đây ở Hoa Lâm không thể so sánh với lệnh Hồ Triều. Lệnh Hồ, nếu có ngày nào đó tôi rời khỏi Tây Giang, cậu có đồng ý theo tôi không? Triệu Quốc Đống cười nói. Lệnh Hồ Triều có chút giật mình nói. Bí thư Triệu, ngài thật sự sẽ đi ư? Có phải cậu nghe thấy lời đồn gì không? Lệnh Hồ Triều do dự một chút rồi thản nhiên nói. Đúng là có chút tin đồn nhưng tôi không quá tin. Bí thư Triệu, ngài không phải thật sự sẽ đi đó chứ? Ngài đến Tây Giang chưa đầy năm mà. Không quá tin, ừ, vậy là nói mấy việc này cũng có chút cơ sở. Triệu Quốc Đống tử tốn nói. Có đi hay không không phải do tôi quyết định, tôi cũng không muốn đi. Quyển 9, chương 90. Triệu Quốc Đống cũng nghe được một ít tin về mình. Tương Uẩn Hoa gọi điện đến nói cho hắn biết Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đều có ấn tượng tốt đối với hắn, khuyết điểm duy nhất là còn trẻ, kinh nghiệm công tác còn thiếu. Lời này có nghĩa là muốn hắn ngồi thêm ở trên vị trí cũ, mặt khác đó là có lẽ sẽ điều chỉnh công việc, một khả năng nữa là điều chỉnh đến nơi khác để được rèn luyện thêm. Triệu Quốc Đống không cho rằng mình có thể lên chức lần nữa. Dù sao hắn đã lên quá nhanh, dù hắn có năng lực giỏi hơn nữa, thành tích vẻ vang hơn nữa nhưng Trung Quốc coi trọng về độ tuổi, kinh nghiệm công tác, uy tín, nếu thoáng cái điều hắn tới làm chủ tịch thị xã nào đó thì không thể. Triệu Quốc Đống cũng không rõ hướng đi sau này của mình là gì. Theo hắn thấy có lẽ mình tiếp tục ngồi trên vị trí này mà làm việc là tốt nhất. Hoàng Lăng khá coi trọng hắn, có lẽ sau đó để hắn thay Chu Xuân Tú. Nếu hoạt động tốt thì có thể thay thế Kim Vĩnh Kiện. Triệu Quốc Đống về văn phòng liền định ngủ một chút. Nhưng Lôi Hướng Đông gọi tới làm hắn phải bỏ suy nghĩ này. Nghe điện của Lôi Hướng Đông mất gần tiếng, thị trường chứng khoán Hong Kong đang tiến vào trạng thái chiến tranh. Trung Quốc cũng rất coi trọng cuộc đấu trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Bắt đầu từ tháng 3, Lôi Hướng Đông và Triệu Quốc Đống đã trao đổi về vấn đề này, cũng cùng Lôi Hướng Đông viết bài lên nội tham tài chính đưa ra quan điểm bảo vệ Hong Kong, đề nghị Trung ương, chính phủ nhất định phải toàn lực bảo vệ kinh tế Hong Kong không bị tài chính quốc tế công kích. Quan điểm của Lôi Hướng Đông và Triệu Quốc Đống đã được Trung ương, chính phủ đồng ý.
Tháng 8 cũng thành cuộc quyết chiến giữa các tập đoàn quốc tế và chính quyền đặc khu Hong Kong. Bí thư Triệu, trưởng phòng thông tin huyện Hoa Lâm trưởng phòng la tới, ngài xem. Lệnh Hồ Triều cẩn thận vào hỏi. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhìn đồng hồ mà nhíu mày, đã 2 giờ 30. Trình Nhược Lâm đã 2 lần gọi cho Triệu Quốc Đống nói với việc của La Băng, ý của cô chính là muốn Triệu Quốc Đống giúp La Băng. La Băng ở Hoa Lâm cũng rất khó khăn. Trần Đại Lực trước đó hơi thu mình, bây giờ càng lúc càng gây khó dễ. Nhất là sau khi Trình Nhược Lâm rời đi thì y càng không hề e ngại, thường xuyên có lời châm chọc, đôi khi còn giả vờ say rượu mà động tay động chân. Mà La Băng đã 2 lần từ chối tham gia bàn tiệc, bí thư huyện ủy Hoàng Côn còn phê bình cô thiếu cái nhìn đại cuộc trong hội nghị. Hơn nữa hai phó trưởng phòng có vẻ đã nghe ngóng được gì đó nên cũng bắt đầu không còn nghe lời. Trình Nhược Lâm gọi điện làm Triệu Quốc Đống có chút khó xử. Hắn hiểu khá rõ về La Băng, cô có năng lực, tác phong làm việc và sống khá nghiêm cẩn, chẳng qua năng lực giao tiếp lại kém đôi chút. Hơn nữa La Băng lại đẹp mà ở độc thân nhiều năm nên khó tránh khỏi có nhiều người nhìn chằm chằm. Nhất là tên lãnh đạo háo sắc như Trần Đại Lực thì La Băng đừng mong được bình yên. Chẳng qua vị trí của Triệu Quốc Đống không tiện nhúng tay vào Hoa Lâm. Hoàng Côn cũng đang tìm mọi cách giảm ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống, tạo uy tín của y. Nếu hắn có động tác gì thì không phải càng khó xử hơn sao? La Băng, ngồi đi. Một chén trà được đặt trước mặt La Băng, La Băng luôn khá câu nệ. Trước đây khi cùng người khác gặp Triệu Quốc Đống thì cô không có cảm giác đó, nhưng bây giờ lại có vẻ hơi xa cách một chút. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận nên muốn tìm đề tài khiến không khí thay đổi. La Băng, lâu như vậy không thấy chị, chẳng lẽ Nhược Lâm đi, chị sẽ không tới chỗ tôi ư? Quan hệ giữa Trình Nhược Lâm và Triệu Quốc Đống thì La Băng sớm biết. Nhất là hôm đó cô say được Triệu Quốc Đống đưa về, Trình Nhược Lâm nhìn với ánh mắt trêu tức làm La Băng đỏ mặt, tim đập mạnh. Đặc biệt là ở trong nhà tắm Trình Nhược Lâm cởi quần áo của cô trước mặt Triệu Quốc Đống, cô càng xấu hổ hơn. Đêm đó tiếng ân ái của Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm, sáng sớm hai người còn quan hệ tiếp làm cho La Băng chỉ dám nằm im trên giường không động đậy. Cô biết mình cao 1m73 thì nếu say sẽ càng nặng hơn, Trình Nhược Lâm yếu ớt như vậy sao có thể đỡ được. Chẳng qua cô như vậy mà bị Triệu Quốc Đống nhìn nên thấy rất khó xử. Trong thời gian này tôi bận quá nên không đi đâu được. La Băng nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo. Bận, Nhược Lâm ở Ando cũng rất bận. Gọi điện chỉ nói được vài câu. Tôi nói sao phải khổ như vậy, nhưng cô ấy nói sống vậy mới vui. Triệu Quốc Đống rất tùy ý ngồi xuống trước mặt La Băng. Hắn thấy vẻ mặt cô không tốt. Đúng thế, theo đuổi thứ mình muốn, chỉ cần tâm trạng vui vẻ thì mệt một chút cũng đáng. Khi trước Trình Nhược Lâm đi thì cô cũng không nỡ, một là thiếu một người giúp, hai là Trình Nhược Lâm đi làm cô thấy cô đơn. Trần Đại Lực còn không ngừng làm phiền khiến cô rất mệt mỏi. Cô muốn học Trình Nhược Lâm mà đi, nhưng cô lại không học ngành chuyên môn như Trình Nhược Lâm. Chuyên môn đã quên từ lâu, bây giờ muốn bắt đầu lại đâu có dễ. Triệu Quốc Đống không tiện hỏi sâu, nhưng không hỏi lại không hay, vì Triệu Quốc Đống được Trình Nhược Lâm nhờ nhiều lần. Sao, hình như chỉ có tâm sự. Triệu Quốc Đống cố nhịn mà nói. Ừ, bí thư Triệu, Nhược Lâm có thể đã nói với ngài. Cô ấy bảo tôi tới tìm ngài. Con của Chánh văn phòng Tạ trong phòng sắp tốt nghiệp đại học và được phân tới Thương Hóa dạy học. Nhược Lâm nhờ tôi tới tìm ngài giúp, xem có thể điều về dạy ở trường nào đó thuộc Tây Giang không. Nếu không được thì ở ngoại ô cũng tốt hơn. La Băng không đáp lời Triệu Quốc Đống nói. Ồ, tôi biết rồi. Chị bảo anh ta tìm Lão Điền ở phòng giáo dục, tôi sẽ gọi cho Lão Điền. Chuyện này cũng có thể do chị tự đi một chuyến mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi. Vậy thì tốt quá, Chánh văn phòng Tạ đã giúp tôi nhiều trong công việc, anh ta tìm tôi cũng không tiện từ chối. La Băng tuy cười nhưng vẫn lộ ra một tia buồn bã. La Băng, tôi thấy tâm trạng của chị không quá tốt. Sao, công việc không thuận lợi ư, hay là Hoàng Côn và Trần Đại Lực gây khó dễ? Triệu Quốc Đống biết nếu như mình nói thẳng ra như vậy thì sẽ làm cho La Băng cảm thấy tự ti. Cũng không phải. Có lẽ do tôi không giỏi giao tiếp, hoặc là nói ý tưởng trong công việc không phù hợp ý đồ của lãnh đạo. Chẳng qua cũng không sao, tôi có thể sẽ xuống xã nhận chức. La Băng cố nén tâm trạng uất ức trong lòng để nói ra. Xuống xã? Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Mặc dù nói trưởng phòng cấp huyện xuống làm bí thư đảng ủy hoặc chủ tịch xã thì vẫn giữ được cấp bậc, nhưng tầm quan trọng là khác hẳn.
xã nào? Chắc là Từ Cố. La Băng cúi đầu xuống. Từ Cố, việc xóa bỏ cấp đảng ủy khu của Hoa Lâm đã xong, khu Từ Cố đã biến mất, thay vào đó là xã Từ Cố mới. Triệu Quốc Đống cũng hiểu rõ xã này, đây là xã nghèo nhất Hoa Lâm. Hoàng Côn và Lỗ Đạt đã nói chuyện với chị. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng. Đánh chó cũng phải xem mặt chủ. La Băng tốt xấu cũng do hắn đề bạt làm trưởng phòng thông tin, hắn đi chưa đầy năm mà đã đẩy La Băng xuống xã, đây là khinh người quá đáng. La Băng thấy giọng Triệu Quốc Đống đổi khác nên lắc đầu nói. Chưa, nhưng tuần trước trưởng ban địch khi tới phòng tôi kiểm tra thì đã mơ hồ lộ tin này, bảo tôi chuẩn bị tư tưởng. Hừ, Triệu Quốc Đống không nói gì mà đứng lên ra nhìn ngoài cửa sổ. Không có gì, tôi là người độc thân nên không sao mà. Tôi cũng chưa từng xuống xã, bên đó cũng có hoàn cảnh đẹp. Được rồi, chị không cần nói nhiều, tôi biết rồi. Triệu Quốc Đống xua tay nói và hít sâu một hơi. Hắn rời khỏi Hoa Lâm nên vốn không muốn xen vào việc Hoa Lâm. Nhưng hành vi khiêu khích như vậy thì hắn không thể tha thứ. Kẻ như Trần Đại Lực mà dám làm như vậy, y nghĩ rằng ở đất Hoa Lâm thì chỉ cần nghe theo Hoàng Côn là được sao? Hay là Hoàng Côn cảm thấy cánh chim của mình ở Hoa Lâm đã cứng nên không coi ai vào đâu? Cốc cốc! Tôi biết rồi, bảo bọn họ chờ chút. Triệu Quốc Đống không nhịn được nói. Hắn suy nghĩ một chút rồi gọi điện. Cục trưởng Lỗ, tôi Triệu Quốc Đống đây, tối anh có rảnh không? Đâu có, anh có việc thì cứ làm. Tôi định mời anh và trưởng ban Trương đến ngồi ăn mà thôi. Không sao, ô, người của sở xuống, vậy được. Anh mời khách sao được, tôi bố trí. 6 giờ 30 tối nay, Ninh Uyển. Quyển 9, chương 9-11. La Băng nghe Triệu Quốc Đống gọi điện mà không khỏi có chút cảm động. Đây là hắn gọi cho cục trưởng cục thông tin thị xã, một người có mắt cao hơn trán. Trưởng ban Trương kia chính là thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Người bình thường nếu muốn hẹn hai người này ăn cơm là rất khó khăn. Trương Thiên Phóng đến Hoa Lâm rất ít ăn cơm, dù là Hoàng Côn mời cũng không được. Thấy La Băng đứng lên, Triệu Quốc Đống nói. Tối cùng ăn. Không cần, lái xe đang đợi tôi phải về Hoa Lâm. La Băng vội vàng lắc đầu nói. Sao vậy La Băng, chẳng lẽ tôi mời mà chị cũng sợ như vậy? Triệu Quốc Đống cười nói. Sau khi tôi tới Tây Giang thì đây là lần đầu một mình chị tới chỗ tôi thấy nhiều người quen ở Hoa Lâm thi thoảng lại tới chỗ tôi chơi, tôi cảm thấy chúng ta có duyên. Chẳng lẽ chị nghĩ tôi xấu như vậy sao? Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mặt La Băng hơi nóng lên. Cô nói, Bí thư Triệu, ngài nói gì vậy, ngài bây giờ là lãnh đạo thị xã, tôi đâu dám chiếm dụng thời gian quý giá của ngài. Người khác dám mà chị không dám ư, chị lúc nào hiểu ý người như vậy? Triệu Quốc Đống trêu chọc. Được rồi, không nói nữa. Chiều tôi có hai việc cần làm, tôi bảo Lục Nhị và chị đi dạo một chút. Lệnh Hồ Triều, cậu gọi cho Lục Nhị bảo cô ấy tới đây. Nói là La Băng tới cần cô ấy tiếp. La Băng vốn không muốn về Hoa Lâm, cô sợ về đó, cũng sợ nghe điện, nhất là thấy hai số ghê người kia, cô càng sợ hơn cả. Vì thế cô thà xuống xã còn hơn cả ngày thấy bộ mặt đáng ghê tởm đó. Triệu Quốc Đống rất bận nhưng bận như vậy mà vẫn hy vọng cô cùng ăn, điểm này làm La Băng thấy được an ủi, tâm trạng cũng tốt hơn. Lục Nhị tới rất nhanh, La Băng cũng thích cô bé hiểu ý người này. La Băng cùng Lục Nhị đến câu lạc bộ Hoa Đăng, một câu lạc bộ giải trí sang trọng mới mở ở Ninh Lăng. La Băng thấy Lục Nhị khá quen ở đây, cô bé này vừa lên tầng 12 là nơi có nhiều hoa và cây cảnh liền có một nam một nữ ở sảnh đi lên đón. Lục tiểu thư, đã lâu không gặp, chỉ có hai người sao? Ừ, tạm thời chỉ có hai người, vẫn vị trí cũ. Đây là băng tỷ, đây là giám đốc tiền của câu lạc bộ Hoa Đăng. Lục Nhị cười nói. Chào chị, tôi là Tiền Anh, mời chị giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn. Họ Tiền đưa một tờ danh thiếp tới. La Băng không quá quen với hoàn cảnh này. Cô tham gia nhiều bữa tiệc công việc nhưng trong giờ làm việc vào đây thì cô không quen, thấy e ngại. La Băng khẽ gật đầu và không nói gì. Cô vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt vốn có. Đi theo vị giám đốc Tiền kia, hai người đi tới một bộ bàn ghế sofa. Bên cạnh ghế là chiếc bàn thủy tinh hình quả táo đặt một bình hoa tươi. Trước cửa sổ để sách và báo. La Băng ngồi xuống mở vài tờ báo ra đọc. Dù là lần đầu tiên tới nhưng La Băng đã thích hoàn cảnh nơi này. Cây cối xung quanh làm cho không khí tươi mát, rèm được buông xuống sẽ làm khách có không gian riêng tư dễ chịu. Quầy sách và báo cũng cung cấp dễ dàng, có thể nói là một tổ hợp hoàn mỹ.
cũng không biết ai bố trí nơi này tốt như vậy. La Băng vừa ngồi xuống liền không muốn đứng lên, cô cuộn mình trên sofa. Chiếc ghế mềm mại làm cho cô thấy rất an toàn. Băng tỷ, hoàn cảnh nơi này có được không? Lục Nhị cười hì hì ngồi xuống trước mặt La Băng. Em thường xuyên tới đây ngủ chưa? Em thường xuyên đến đây ngủ chưa? La Băng nói có chút giật mình. Đúng thế, Bí Thư Triệu, chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm Lô cũng hay tới đây ăn cơm. Ăn xong bọn họ muốn nói chuyện công việc, có đôi khi Bí Thư Triệu cũng hay gặp khách ở đây. Cho nên chỉ có em một mình ở đây nghỉ, rất thoải mái, gọi cà phê hoặc trà chanh, sau đó nằm tại chỗ, muốn ngủ cũng không ai quấy rầy. Lục Nhị rất thỏa mãn với cuộc sống hiện nay. Ồ, em đúng là biết hưởng thụ. La Băng thở dài một tiếng nói. Băng tỷ, chị cứ thu chân lên, không ai vào đâu trừ khi chị ấn chuông. Chúng ta vào đây thì đó là không gian riêng của chúng ta. Lục Nhị rất quen với nơi này. Mặc dù không quá quen với La Băng, nhưng cũng đã gặp mặt nhau mấy lần. Cô cũng ngoan ngoãn và nghe lời Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống bảo cô tiếp La Băng nên cô cũng cố sức thân thiết. La Băng do dự một chút liền bỏ giày xuống, rồi cuộn chân lên mông, cứ như vậy ngồi dựa vào ghế. Không gian chỉ có của hai người nên không cần để ý quá nhiều. Băng tỷ, nếu chị mệt thì ngủ một giấc, nơi này rất yên tĩnh. Lục Nhị nằm xuống mà nghỉ. Nơi này có quy định rất nghiêm, khách không cho phép thì không ai được tự tiện vào. Ừ, Tiểu Nhị, trong thời gian này em có bận không? La Băng nói. Đúng thế, thời gian này bên khu khai phát tiếp đón rất nhiều người, có ngày phải tiếp hai đợt khách, đều là từ bên Chiết Giang sang khảo sát. Mấy lãnh đạo bên ban quản lý bọn em sợ không đủ dùng, cho nên Bí Thư Triệu cũng thường xuyên phải tiếp đón, đi khảo sát cùng, ăn cơm, đàm phán, rồi ăn cơm, cứ liên tục như vậy. Em lo mình béo lên đó. Cũng may Bí Thư Triệu chưa bao giờ bảo em phải đi tiếp khách hát, nhảy. Ôi cuộc sống tốt như thế này không biết được bao lâu nữa. Lục Nhị có chút thỏa mãn mà nói. Ồ, em lo gì? La Băng hỏi có chút tò mò. Băng tỷ, chị không biết ư. Ai cũng nói lãnh đạo tỉnh rất hài lòng với công việc của Bí Thư Triệu rất có thể lên chức. Không chừng sẽ thôi kiêm nhiệm chức Bí Thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Khai Phát. Hả, lên chức, hắn sẽ điều đi. La Băng có phần giật mình. Không chắc, có người nói Bí Thư Triệu sẽ lên làm Phó Thị trưởng Thường trực. Lục Nhị cũng biết La Băng và Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt, nếu không cô sẽ không nói như thế này. Phó Thị trưởng Thường trực, vậy còn Thị trưởng Kim? La Băng cảm thấy mình ở Hoa Lâm nên tin tức quá bế tắc. Cô chỉ biết Triệu Quốc Đống được khen trong đợt lũ vừa rồi, nhưng chưa nghe thấy hắn sẽ thay đổi vị trí. Không biết, có lẽ Thị trưởng Kim sẽ đi. Em chỉ nghe mấy người ở ban quản lý khu khai phát nói như vậy. Em hỏi lệnh Hồ Triều, anh ta cũng nghe nói, nhưng Bí Thư Triệu không nói gì. Lo lắng của Lục Nhị cũng lây sang tâm trạng vốn đang tốt lên của La Băng. Nghe nói Triệu Quốc Đống có thể đi, La Băng càng thêm lo. Cô biết Trình Nhược Lâm gọi nhờ Triệu Quốc Đống giúp mình, cũng nói với cô bảo cô thoải mái đi tìm Triệu Quốc Đống để nghĩ biện pháp. Nhưng cô lại không thể làm như vậy, hơn nữa đó lại là vì việc của cô nữa. Trình Nhược Lâm thì không sao vì bọn họ có quan hệ kia, nhưng cô thì sao? La Băng có chút tự trách mình, lúc nãy Triệu Quốc Đống gọi điện làm cô có chút hy vọng, nhưng lại nghĩ nếu Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng thì vấn đề sẽ khác hẳn. Ngay cả La Băng cũng không biết tiền đồ của mình sẽ như thế nào. Nhưng cuộc sống là như vậy, nó giống như một mạng nhện bao vây lấy người, làm cô chết dần chết mòn. Cô muốn phản kháng nhưng không thể vì cô không có lực lượng đó. Cô lại không phải người có thể nhẫn nhịn, nếu như vậy thì cô nghĩ mình sẽ điên lên. La Băng mặc dù thất thần nhưng không nghe thấy Lục Nhị nói gì. Cô quay sang thì thấy Lục Nhị đã ngủ thiếp đi. La Băng cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, người cũng dựa xuống. Ở đây nửa tiếng mà không ai vào. Xem ra khá an toàn và bí ẩn nên cô cũng yên tâm. Cô cũng học theo Lục Nhị hạ ghế xuống ngủ. Khi Triệu Quốc Đống đến câu lạc bộ thì Tiền Anh đã đi lên đón. Triệu Quốc Đống nói cảm ơn rồi đi quanh khu cây cảnh và vén rèm lên. Một bức tranh hiện ra trước mặt hắn, hai người phụ nữ đang nằm ngủ trên ghế. Lục Nhị ngủ với tư thế không quá đẹp, chiếc váy ngắn được kéo cao làm Triệu Quốc Đống thấy chiếc quần lót màu đỏ bên trong. La Băng ngủ lại quy củ, hai chân cuộn lên. Chẳng qua cô mặc váy nên khi cuộn người làm váy xệ xuống lộ nửa mông và quần lót tơ tằm màu đen. Triệu Quốc Đống không nhịn được đứng im quan sát. Quyển 9, chương 92. Sắc trời dần dần tối đi, tấm rèm thủy tinh đã được mở ra, dáng chiều rực rỡ dần ảm đạm,
đồ ăn trên bàn trà đã được phục vụ bê đi, chỉ còn lại một chai rượu vang White Horse đỏ và hai chiếc ly. Lục Nhị Tinh Danh đã ăn cơm và đi trước, cô biết Triệu Quốc Đống chắc có chuyện quan trọng muốn thương lượng với La Băng nên tìm một cái cớ hợp lý rồi rời đi. Hai người cũng không đi ra ngoài ăn mà chỉ bố trí ăn đơn giản trong một gian phòng riêng. Men rượu White Horse khiến cảm xúc của hai người đều rất tốt, cứ chén này tới chén khác, hương vị chua nồng nhưng dịu ngọt khiến Triệu Quốc Đống lẫn La Băng đều có phần mê say. Triệu Quốc Đống không ngờ tửu lượng của La Băng lại tốt như vậy, hết hai chai rượu mà sắc mặt La Băng chỉ hơi ửng đỏ chút xíu, nhưng ánh mắt thì lại long lanh, trong suốt chứ chẳng hề thấy men say gì cả, mấy thứ đồ như rượu này có liên quan đến tâm tình, chỉ khi nào anh muốn say thì nó mới có thể khiến anh say. Sau hai chai rượu, dưới sự trêu chọc của Triệu Quốc Đống nên cách nói chuyện của La Băng đã dần trở nên thoải mái và tự nhiên, hai người ngồi song song với nhau, Triệu Quốc Đống thậm chí còn ngửi được mùi hương quế từ người La Băng tỏa ra. Triệu Quốc Đống là một thính giả rất tốt, nhất là hắn giỏi cách dẫn lối để người kể thổ lộ những điều sâu kín trong nội tâm một cách bất chi bất giác. Hai chai rượu vang trở thành chất xúc tác tốt nhất, giọng điệu của Triệu Quốc Đống thăm dò vừa vặn đúng mức khiến La Băng hoàn toàn quên mất người ngồi bên cạnh đã từng là lãnh đạo của mình, là người đàn ông có mối quan hệ đặc biệt với người bạn gái thân thiết của mình. Giờ khắc này cô hoàn toàn coi Triệu Quốc Đống là một chỗ dựa để chút bầu tâm sự. Khi tôi trở về nhà, tuy người trong nhà không nói gì cả nhưng tôi có thể cảm thấy được sự bất mãn và oán trách của bọn họ. Điều này tôi có thể hiểu được, dù sao tôi vốn là một cán bộ hội sinh viên xuất sắc, sao giờ lại trở thành loại chuột chạy qua đường như này. La Băng nhấp một ngụm rượu vang, dòng chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh trong chiếc ly trong suốt kết hợp với đôi môi đầy nhục cảm tạo thành một sắc màu quỷ dị. Triệu Quốc Đống quả thực đánh giá không tốt lắm hồi phong ba mấy năm trước. Đại đa số các học sinh đều có ý tưởng và mục đích tốt đẹp nhưng vì do xem nhẹ tình hình quốc nội lại chọn những thủ đoạn không thích hợp hơn nữa lại bị những kẻ có dụng tâm kín đáo lợi dụng nên rất dễ dàng phát sinh mầm tai họa. Triệu Quốc Đống cũng biết giới sinh viên thì phàm là bị cuốn vào, hoặc ít hoặc nhiều đều bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng bị đày thẳng đến địa phương mà thỏ cũng không thèm ỉa như huyện Hoa Lâm, hơn nữa còn đá bay xuống tận thị trấn giống như trường hợp La Băng thì không thấy nhiều, nếu nói muốn nhờ quan hệ. Giúp đỡ tháo gỡ từng chút thì cũng có thể ở lại Ando, ít nhất cũng là ngoại ô Ando. Trong nhà không ai nghĩ biện pháp giúp tôi cũng chẳng hề đi chạy trọt gì cả nên cứ thế tới huyện Hoa Lâm. Mặt La Băng đỏ hồng lên, ánh mắt mơ mơ màng màng. Lúc ấy huyện Hoa Lâm không giống như bây giờ, lấy lời thời ấy mà nói thì chỉ cần rút một điếu thuốc ra là có thể đi khắp các con đường chủ yếu trong toàn thành. Tôi chưa bao giờ rời khỏi thành phố Ando, giờ đột nhiên tới địa phương này. Hơn nữa còn đến thị trấn, đả kích như vậy thực sự khiến tôi khó có thể tiếp nhận. Anh khó mà tưởng tượng đâu, một ngày đông như này chỉ mới 7 giờ tối mà trong trấn đã không còn ai ngoại trừ một hai ngọn đèn trơ trọi giống như ma chơi, một thân một mình giày vò trong ký túc xá đằng đẵng qua đêm dài là tôi phải kiên trì cực hạn rồi. Triệu Quốc Đống im lặng không nói gì. Có lẽ là do men rượu kích thích và cảm xúc bất ổn nên câu chữ của La Băng không được mạch lạc, sức rượu hai chai rượu vang cũng không nhỏ. Triệu Quốc Đống cũng không uống được bao nhiêu mà gần như chủ yếu được dốc hết vào miệng La Băng. Triệu Quốc Đống cảm thấy lúc trước La Băng không hề say nhưng khi hồi tưởng lại chuyện cũ và những buồn bực nhiều năm trước thì cô lại khao khát được say thực sự, do đó giờ cô đang say. La Băng cảm thấy trong lòng mình giống như là có một ngọn lửa bất diệt đang thiêu đốt, nó khiến cho cô muốn giải phóng dục vọng đang vùng vẫy, ánh mắt người đàn ông bên cạnh thâm sâu giống như một ngọn đèn pan chiếu rọi những chỗ tối đen trong lòng mình, nhưng hắn lại đang né tránh. Hắn và tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chỉ là một tờ giấy hôn thú mà thôi, tôi cũng không biết vì sao đời tôi lại có nhiều vận hạn như vậy, tôi muốn phá vỡ vận số này nhưng cứ mỗi khi tôi gần kề với thành công thì lại một lần nữa tôi bị rơi xuống vực sâu, có lẽ đây chính là vận mệnh của tôi. La Băng thở ra một hơi rượu rồi ngả người tựa vào ghế sofa, người cô nghiêng dần xuống đùi Triệu Quốc Đống nói. Vì sao? Rồi khóc nức nở, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Cơ thể phập phồng càng ngày càng kịch liệt, rõ ràng là người phụ nữ này đã kìm nén uất ức đau đớn, cô độc trong nhiều năm nên nhân giờ khắc này để giải phóng hết ra. Triệu Quốc Đống khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của La Băng, mái tóc tản ra làm lộ vùng cổ trắng như ngọc, trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống chỉ đành vuốt nhẹ nhàng chứ không biết an ủi người phụ nữ chịu đủ bi thương này như thế nào. Có lẽ là muốn nhân cơ hội này để khóc cho tiêu tán hết thảy buồn khổ trong nội tâm nên La Băng không hề khống chế tâm tình của mình. Triệu Quốc Đống cảm thấy đùi mình ướt sũng hoàn toàn, tuyến lệ của người phụ nữ này tốt thật, hắn liền thò tay lòn dưới cổ cô định nâng cô dậy nhưng không ngờ lại đụng phải môi.
Triệu Quốc Đống còn chưa kịp phản ứng thì La Băng đã áp sát khuôn mặt nóng bỏng lên tay hắn giống như là đang chết đuối vớ được cọc phao vậy, ôm chặt không chịu buông. Bị động tác bất thình lình của đối phương kích thích nên nhịp hô hấp của Triệu Quốc Đống trở nên dồn dập. Vương Lệ Mai và La Băng đều từng là đối tượng đắc ý trong xuân mộng của hắn nhưng màn cảnh trước mắt thì không phải xuân mộng mà là sự thật sờ sờ ra. Nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy trong phòng tắm của Trình Nhược Lâm ngày trước, chiếc áo lót màu đen chụp lên bộ ngực đầy đặn cực khủng, thế là tay phải của Triệu Quốc Đống theo bản năng khẽ cong lên thọc sâu vào cổ áo của La Băng. Trong tích tắc tay của Triệu Quốc Đống liền xuyên thẳng qua áo lót rồi tóm chặt lấy bầu vú mềm mại mà săn chắc của La Băng, bàn tay cảm nhận được sự chắc mẩy khiến Triệu Quốc Đống biết rõ đây là một vực sâu vô tận nhưng cũng không thể tự thoát ra được. A, à, La Băng bị đòn tập kích này làm cho hồ đồ, lúc trước cô tiếp xúc với tay của Triệu Quốc Đống hoàn toàn là một động tác vô ý thức trong lúc cảm xúc mê loạn nhưng động tác lần này của Triệu Quốc Đống lại động tới ngọn lửa tỉnh ở sâu trong nội tâm của cô. Vốn Triệu Quốc Đống đang sợ hãi định nửa đường bỏ cuộc xin lỗi nhưng bắt gặp ánh mắt u oán mà đầy mị hoặc của La Băng thì dục tính của người đàn ông bên trong Triệu Quốc Đống lại bị kích phát, làm thì cũng làm rồi, vậy thì có làm sao? Thế là hắn liền tăng sức bóp bóp, nhào nặn thứ trong tay để thị uy, tay kia cũng ôm lấy eo của đối phương, thân hình đẫy đà của La Băng liền nhích lại gần, đè ép lên trên đùi Triệu Quốc Đống. Gần giống như cảnh tượng trong xuân mộng, Triệu Quốc Đống có cảm giác nhịp hô hấp trở nên cấp bách. Bờ mông nở nang của La Băng cứ như thế ngồi lên trên đùi của hắn. Gần như không hề nghĩ ngợi, Triệu Quốc Đống tốc ngược váy của La Băng lên hông, hai vị trí bí ẩn nhất của hai người dính sát vào với nhau, tuy rằng vẫn còn ngăn cách bởi mấy lớp quần mỏng manh. La Băng cảm thấy khu vực bí ẩn của mình bị một khối nóng bỏng to lớn nhô lên chạm vào, nó giống như một mũi khoan đang ra sức chọc vào khe rãnh riêng tư của mình. Một khoái cảm và lo sợ khó hiểu cùng đồng thời xuất hiện trong cơ thể của cô, giống như là bị lây bệnh. Một cảm giác ngứa ngáy từ chỗ đó lan tràn vào sâu trong cơ thể cô. Hai bên huyệt thái dương cứ giật đôm đốp, Triệu Quốc Đống cố gắng khống chế tâm tình của mình, đây là bạn của Trình Nhược Lâm, nếu làm như này thì sẽ là vết thương chí mạng đối với Trình Nhược Lâm. Thế nhưng cái loại khát vọng phát ra từ nội tâm và nhu cầu sinh lý dường như lại đang khuyên bảo mình, không quan hệ, Nhược Lâm không phải cũng từng ám chỉ rằng La Băng là một người số khổ, nói mình phải chiếu cố cô đó sao? Nhưng sử dụng phương thức này để chiếu cố sao? Triệu Quốc Đống cảm giác chỗ đó của mình đang dần dần bị đè ép xuống, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt và hơi nóng nồng đậm. Không. Triệu Quốc Đống cắn chặt răng rút tay khỏi vạt áo của đối phương, rồi quyết đoán nâng mông của La Băng lên và kéo váy cô xuống. Chúng ta không thể, ở trong này. Triệu Quốc Đống muốn nói chúng ta không thể làm như vậy nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói thành ba từ ở trong này, chúng ta không thể ở trong này vậy có nghĩa là chúng ta có thể ở nơi khác. Cuối cùng Triệu Quốc Đống gần như là nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi chỗ của La Băng, hắn không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, có lẽ nếu ở lại thêm vài phút nữa thì hắn sẽ chẳng còn đủ nghị lực để ra khỏi phòng La Băng. Cơn gió lên lạnh lẽo khiến hắn thanh tỉnh lại một chút, La Băng không phải cố ý dụ dỗ hắn, đây chẳng qua chỉ là cảm xúc đột nhiên bùng nổ trong một hoàn cảnh đặc biệt mà thôi, đối với cả hai người mà nói thì đều chưa chuẩn bị tâm lý để là tình một đêm hoặc là một đôi tình nhân chân chính. Mặc dù cơ thể hai người bọn họ đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Triệu Quốc Đống lắc đầu thở một hơi thật sâu, chuyện của La Băng phải mau chóng giải quyết, xem ra mình còn phải làm một cuộc giao dịch với lão cáo giả Lỗ Năng, phải tước sạch mặt mũi của Hoàng Côn và Trần Đại Lực, biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ phải ngoan ngoãn khuất phục La Băng thì khi đó La Băng mới có thể bay lên cành cây cao. Đối với La Băng mà nói thì nơi tốt nhất để đi hiện giờ cũng chỉ có cục thông tin. Triệu Quốc Đống tự nhận mình còn chưa có đủ năng lực để can dự vào ban tuyên giáo, còn về phần cục truyền thông thì Lỗ Năng vẫn luôn tìm kiếm người thế vị trí của Hàn Tuấn Phong đã được điều lên Sở Văn hóa tỉnh làm phó giám đốc sở. Đương nhiên hắn còn có mấy đối thủ mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Sử Trí Hòa hình như cũng đã bắt đầu dục dịch thoát khỏi nơi ẩn núp, ai có thể xuất hiện trên danh sách thị ủy đề cử cuối cùng thì hiển nhiên do thái độ của Hoàng Lăng quyết định nhưng cũng rất cần ý kiến của các thường vụ thị ủy khác, Triệu Quốc Đống tin chắc loại hỗ trợ này rất có ý nghĩa. Quyển 9, chương 93. Bí thư Hoàng, con mẹ nó thật là quá đáng. Lỗ Năng có ý gì vậy chứ? Bênh vực con La Băng lẳng lơ hay là La Băng lên giường chăm sóc khiến hắn thư thái? Trần Đại Lực thở phì phì lao vào văn phòng bí thư huyện ủy Hoàng Côn, vẻ mặt không cam lòng. Chúng ta muốn điều chỉnh, cục thông tin thị xã lại muốn điều đi, vậy là có ý gì? Đây là muốn thị uy với huyện ủy Hoa Lâm, như thế muốn tát vào mặt ngài. Anh là đồ khốn khiếp. Hoàng Côn vốn đang ngồi im lặng trong văn phòng đột nhiên nổi giận,
ném văn kiện đang cầm trong tay xuống bàn đánh bộp một cái quát. Trần Đại Lực, anh nhìn bộ dạng của anh lúc này xem có giống hình tượng một thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo hay không? Tôi thấy anh còn giống một tên côn đồ ở bên đường hơn. Năng lực của anh chỉ có vậy à, bị người đâm một cái liền nhảy dựng lên như con cóc sao? Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà tìm đến chỗ tôi để phát tiết à, sao anh không giỏi tới chỗ lỗ năng mà gào thét xem? Đi đi, anh mà đi thì mới coi như có bản lĩnh. Bị Hoàng Côn đột nhiên nổi cáu hù sợ, lúc này Trần Đại Lực mới chú ý tới sắc mặt âm trầm của sếp, ánh mắt căm phẫn mà hắn chưa từng thấy qua, mà sếp lại chưa bao giờ nói chuyện với mình như vậy, có chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Bí thư Hoàng, tôi. Trần Đại Lực gãi gãi đầu, không biết vì sao sếp đột nhiên lại nổi giận, hơn nữa còn chút giận lên người mình, xem ra hôm nay mình đã không chọn đúng thời cơ tốt rồi. Hoàng Côn thở kịch liệt, nhìn cái tên hình người dạng chó trước mặt thì hắn càng giận dữ hơn. Trần Đại Lực, anh hãy nhìn lại một năm công tác của mình xem có công tác nào khiến tôi có thể hãnh diện không? Hừ, tôi bảo anh đoàn kết mọi người để kiên định công tác thì anh làm như thế nào? Lúc này lại đến trước mặt tôi kêu oan, uất ức, anh đã bao giờ tự kiểm điểm về công tác của mình hay chưa? Bí thư Hoàng, tôi. Trần Đại Lực không hiểu ra sao cả, thế này là thế nào nhỉ? Cách đây không lâu sếp không phải nói công tác tuyên truyền làm không tồi, được thị xã biểu dương sao? Hãy biến về và nghĩ lại công tác thời gian vừa rồi của anh cho tôi. Điều động công tác của La Băng cũng chỉ là điều động bình thường, người ta lên thị xã đó cũng là thông qua trình tự công việc của tổ chức, anh ồn ào ở đây làm gì? Biến. Hoàng Côn rất ít khi tức giận, cả huyện đều biết tính tình Hoàng Côn rất tốt, dù có phê bình người khác thì giọng điệu cũng khá nhã nhặn, còn kiểu chửi ầm lên không hề khách khí như này hơn nữa còn nhằm vào trưởng ban tuyên giáo mà hắn tín nhiệm nhất thì đúng là lần đầu tiên. Trần Đại Lực mặt xám ngoét chật vật chạy ra khỏi phòng Hoàng Côn, về tới phòng làm việc mà cứ tự hỏi vì sao bí thư Hoàng Côn lại như vậy, không biết là bí thư đã xảy ra chuyện gì, nghe nói sáng nay khi đi làm sáng nay thì bí thư Hoàng vẫn tốt, cứ như là sau một cuộc điện thoại thì tâm trạng liền xấu hẳn đi. Tâm trạng của Hoàng Côn đích thực là bị một cuộc điện thoại phá hủy. Vốn tình hình Hoa Lâm năm nay tương đối khá, lũ lụt cũng không ảnh hưởng nhiều đến Hoa Lâm, tất cả đều tiến hành theo quỹ đạo dự định đầu năm. Quan hệ giữa mình với Đường Diệu Văn cũng không tồi, tuy nói quan điểm phát triển vẫn còn có khác biệt nhưng Hoàng Côn cảm thấy điều này cũng bình thường. Đường Diệu Văn không nhúng tay vào sự vụ bên huyện ủy mà chỉ tập trung tinh thần làm kinh tế, điều này khiến Hoàng Côn rất hài lòng. Như thế mới giống một chủ tịch huyện, đảng và chính quyền phải phân công rõ ràng, có như vậy thì mới có lợi để đoàn kết bộ máy và có lợi để phát triển. Chuyện La Băng bị điều đi thì Hoàng Côn cũng biết, trên thực tế lúc ấy chỉ tranh luận đôi chút. Đề xuất thành viên bộ máy huyện và xã, Trần có thể tiến hành trao đổi luân phiên, Trần Đại Lực đề xuất phòng truyền thông phải điều chỉnh một chút, người đàn bà La Băng kia tính cách rất quái dị, gây bất lợi cho việc phối hợp quan hệ với thượng cấp trong ngành. Địch Hóa Dũng cũng có chút dị nghị nhưng dưới sự kiên trì của Trần Đại Lực, lại thấy mình cũng đồng ý nên cũng không nói gì nữa, Lỗ Đạt thì không tỏ thái độ gì nên chuyện này về cơ bản là đã định xong, chỉ chờ đặt lên bàn hội nghị thường vụ để nghiên cứu. Không ngờ lỗ tai của La Băng lại linh như vậy, nghe được phong thanh liền điều lên cục truyền thông thị xã, lần này khiến huyện có phần bị động, vốn ra thì điều này cũng không có gì, điều đi thì cũng điều đi rồi, vị trí bỏ trống cũng đã có bố trí phù hợp, có người cũng đã nhìn thấy vị trí này nhưng cuộc điện thoại sáng nay đã phá hỏng tâm trạng của Hoàng Côn. Điện thoại là do Trương Thiên Phóng gọi tới. Kỳ thật quan hệ giữa Trương Thiên Phóng và Hoàng Côn vẫn rất tốt, dù sao đều từng là thủ hạ đáng tin của Kỳ Dư Hồng. Chẳng qua Trương Thiên Phóng leo lên cương vị lãnh đạo còn Hoàng Côn hắn thì giờ cũng chỉ miễn cưỡng ngồi ở vị trí bí thư huyện ủy. Tuy rằng bề ngoài thì Trương Thiên Phóng không tới Hoa Lâm, có đến Hoa Lâm cũng không ở lại ăn cơm nhưng quan hệ giữa hai người vẫn khá mật thiết. Trương Thiên Phóng gọi điện thoại tới chỉ có một việc, hỏi hắn vì sao lại nhằm vào Triệu Quốc Đống, tại sao lại khiến Triệu Quốc Đống băn khoăn. Hơn nữa còn nói thẳng ra là chuyện La Băng, nói mình đang cố ý gây hấn, cố ý khơi mào chiến tranh. Hoàng Côn cũng có phần căm tức, không phải chỉ là luân chuyển một chút sao, có gì mà nghiêm trọng vậy. Trong điện thoại Trương Thiên Phóng chất vấn hắn trực tiếp, Triệu Quốc Đống vừa mới lên làm cục trưởng được hơn một năm mà anh đã đẩy người khác tới xã, trấn xa xôi. Đây là cách anh thể hiện quyền uy của bí thư huyện ủy bằng thủ đoạn vua nào triều thần nấy hay là cố ý muốn quất vào mặt Triệu Quốc Đống. Rốt cuộc là công tác của La Băng đã xuất hiện sai lầm gì lớn đến mức để anh phải hạ tuyệt thủ như vậy. Hỏi mình đã từng suy xét hậu quả chuyện này chưa? Hoàng Côn không cho là đúng nhưng lời của Trương Thiên Phóng thì hắn cũng không chống đối quá, chẳng có gì đáng ngại cả,
Triệu Quốc Đống cũng không phải chỉ là một thường vụ thị ủy sao, hắn có khả năng can thiệp đến công tác cụ thể ở huyện Hoa Lâm à? Dường như Trương Thiên Phóng cũng cảm nhận được thái độ của mình nên chỉ ném lại một câu rồi không nói thêm nữa. Mỗi một thường vụ thị ủy đều có đủ quyền lên tiếng. Điều này làm cho Hoàng Côn rất là khó hiểu. Chỉ một việc như vậy cũng đủ phá hủy tâm trạng của Hoàng Côn, lại gặp Trần Đại Lực la hét ầm ĩ một cách ngu ngốc nên khó trách Hoàng Côn nổi trận lôi đình. Trương Thiên Phóng đang sắp vào phòng hội nghị thì mới biết được chuyện này, hôm nay thường vụ thị ủy nghiên cứu về vấn đề nhân sự cho nên hắn đi khá sớm nên vừa khéo gặp được phó trưởng ban thư ký thị ủy Giản Hồng. Giản Hồng tùy ý nói chuyện này với Trương Thiên Phóng, Trương Thiên Phóng lập tức cũng có chút bực bội. Hắn tự nhiên hiểu rõ về chuyện này thì Hoa Lâm rõ ràng đã mạo phạm quá mức với Triệu Quốc Đống. Cho dù Triệu Quốc Đống không phải là thường vụ thị ủy thì có một số việc anh cũng không thể làm quá đáng, huống chi hiện giờ Triệu Quốc Đống lại đang phát triển không ngừng, đây không phải là mày cố ý khiêu khích sao? Cho nên hắn mới gọi điện thoại cho Hoàng Côn, nhưng rõ ràng là Hoàng Côn không thèm để ý. Trương Thiên Phóng biết Triệu Quốc Đống không phải là người dễ chọc, Hoàng Côn làm như vậy chắc chắn sẽ phải trả cái giá đắt. Giản Hồng chú ý thấy sắc mặt khó chịu của Trương Thiên Phóng, cô mơ hồ biết được quan hệ giữa Trương Thiên Phóng và Hoàng Côn không tệ, mà quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Trương Thiên Phóng thì lại còn mật thiết hơn cho nên mới có ý tốt chỉ điểm chuyện này với Trương Thiên Phóng một chút. La Băng và Trình Nhược Lâm quan hệ thân thiết như vậy, tuy hiện tại Trình Nhược Lâm đã đi rồi nhưng điều này cũng không ảnh hưởng, Hoa Lâm làm như vậy thì nhất định sẽ dẫn tới một vài xung đột không cần thiết. Các sự việc trọng yếu mà hội nghị thường vụ thị ủy nghiên cứu từ trước đến nay thường do phó trưởng ban thư ký tham gia để ghi chép, mà trên nguyên tắc thì vị phó trưởng ban thư ký được tham gia là do trưởng ban thư ký thị ủy bố trí. Theo lý ra thì hội nghị hôm nay sẽ do phó trưởng ban thư ký thị ủy kiêm chánh văn phòng thị ủy Tông Kiếm đảm nhiệm, nhưng bởi vì hội nghị hôm nay nghiên cứu nhân sự có liên quan đến hắn nên căn cứ theo nguyên tắc khách quan thì Giản Hồng được giao nhiệm vụ. Triệu Quốc Đống xưa nay thường đến rất sớm, hắn vốn là một người cô độc. Hơn nữa lại còn là thường vụ thị ủy ở vị trí thấp nhất nên đương nhiên rất biết điều, loại hội nghị này tuy hắn không thể nói được cái gì nhưng đối với hắn mà nói thì ít nhất cũng phải tỏ thái độ chứ, làm người không thể quá kiêu ngạo mà đúng không? Lúc hắn đến thì Trương Thiên Phóng đã ở trong phòng hội nghị, hôm nay chủ yếu thảo luận nghiên cứu về vấn đề nhân sự nên trưởng ban tổ chức tới sớm hơn một chút cũng là bình thường. Trưởng ban Trương, e là hội nghị hôm nay ban tổ chức phải chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một suất cơm mất. Tôi thấy chương trình hội nghị hôm nay rất nhiều, không nói cái khác, chỉ ngay chương trình hội nghị của ban tổ chức các ngài sợ rằng không mất 2-3 tiếng thì chưa xong. Tôi thấy cứ nên làm sơ sơ cũng được. Triệu Quốc Đống đặt chén trà xuống. Chúng ta cứ chuẩn bị cho tốt để chiến đấu lâu dài. Hừ, ăn ít đi một bữa cậu cũng không chết đói, mấy người chúng tôi chạy đi chạy lại suốt còn không nói gì, cậu chỉ việc tới xem kêu la cái gì. Trương Thiên Phóng có lòng muốn hòa giải giữa Triệu Quốc Đống và Hoàng Côn nhưng thời điểm này thì không tiện, mặc dù Giản Hồng là người thân cận của Triệu Quốc Đống nhưng các thường vụ thị ủy khác có thể tiến vào bất cứ lúc nào, do đó bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện. Chỉ có điều hội nghị sắp bắt đầu rồi, huyện Hoa Lâm cũng đề xuất tăng thêm một phó chủ tịch huyện, cũng vì chuyện này mà Hoàng Côn chạy đi chạy lại, chẳng những tìm mình mà còn tìm tới cả Nghiêm Lập Dân và Thư Chí Cao. Bên Hoàng Lăng thì hắn cũng đã báo cáo riêng nhưng thái độ của Hoàng Lăng lại không rõ ràng, đại khái là đợi nghe ý kiến của hội nghị thường vụ thị ủy một chút, Trương Thiên Phóng lo Triệu Quốc Đống lại sẽ chọc phá trên hội nghị. Ha ha, con người không thể cứng như sắt thép được, bụng mà đói thì sẽ mệt lắm đó. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Phó trưởng ban Giản, bữa tiệc này là do thị ủy quản hay là bên tổ chức quản vậy, thị ủy quản cũng được, hiếm khi tôi được ăn một bữa cơm của thị ủy. Bí thư Triệu, văn phòng thị ủy đã bố trí xong rồi, thời gian đảm bảo đến đúng giờ ăn cơm, hội nghị hôm nay trưởng ban Vưu đã thu xếp từ sớm, vì đoán hội nghị có khả năng quá 12 giờ nên đã bảo nhà ăn chuẩn bị một chút, chắc chỉ là ăn đơn giản nhưng nhà ăn cơ quan thị ủy chúng ta nấu ăn cũng khá đó. Giản Hồng cười hì hì đáp. Ba người đang nói chuyện tiếu thì Vưu Liên Hương và Chu Xuân Tú chân trước chân sau tiến vào, lại nghe thấy tiếng nói hùng hậu của Lam Quang. Trưởng ban Mao. Chúng tôi chờ 2 ngày muốn xin vận động chỉnh đốn tác phong đội ngũ chính pháp, ngài xem có thể thu xếp ban tuyên giáo và đài truyền hình tổ chức một chuyên đề để tuyên truyền hoạt động giúp chúng tôi. Quyển 9, chương 9-14. Các thường vụ tập trung lại khiến phòng hội nghị lập tức trở nên náo nhiệt, trong 12 thường vụ thì ngoại trừ tư lệnh quân khu xin phép nghỉ thì 11 thường vụ còn lại đều phải tham gia mà không hề có ngoại lệ, đây có thể nói là hội nghị thường vụ thị ủy quan trọng nhất từ sau khi bí thư thị ủy Hoàng Lăng nhậm chức.
Trên thực tế trước khi hội nghị diễn ra mấy ngày thì các thường vụ đều tiến hành một vài liên lạc với nhau, ai cũng biết hội nghị lần này sẽ đề cập đến việc điều chỉnh cán bộ cấp thị xã và phó thị xã. Chủ tịch quận Đông Giang là Từ Minh Giám và chủ tịch huyện Thương Hóa là Tào Uyên đều bị bãi miễn khỏi chức vụ phó bí thư quận ủy và phó bí thư huyện ủy, hơn nữa còn đệ trình đơn từ chức lên Đại hội đại biểu nhân dân quận và huyện, chỉ còn chờ đợi trình tự bên Đại hội đại biểu nhân dân, đồng thời cũng là chờ bố trí thống nhất của thị xã. Các thường vụ cũng không phải dạng phân biệt tốt xấu rõ ràng như người bình thường tưởng tượng, việc bày tỏ thái độ trong trường hợp này cũng không đơn giản như bề ngoài, bên trong chuyện này liên quan đến lợi ích của vô số người, vô số quần thể, nhưng bề ngoài thì vẫn phải thể hiện đầy đủ sĩ diện. Lục Kiếm Dân và Nghiêm Lập Dân gần như là sóng vai bước vào, tâm trạng của hai dân này có vẻ đều rất tốt, chuyện trò vui vẻ, đang thảo luận về tên lửa Trường Chinh số 2 được phóng thành công thay cho hệ thống định vị vệ tinh của công ty Motorola Mỹ, chẳng nhìn ra được tính toán của bọn họ. Kim Vĩnh Kiện thì thoáng chậm một chút, nhìn qua thì dường như tối qua ngủ không được ngon giấc, tóc tai tuy chải chuốt chỉnh tề nhưng đôi mắt thì vằn đỏ. Cũng chẳng biết là ngủ không đủ giấc hay là ban đêm mệt nhọc quá độ. Hoàng Lăng và Thư Chí Cao người trước kẻ sau bước vào phòng hội nghị, thấy tất cả thành viên thường vụ thị ủy đã đến đông đủ nên Giản Hồng liền đóng cửa phòng lại, phòng hội nghị lập tức biến thành một không gian khép kín, mặc dù ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, không khí tươi mát nhưng đó là đối với toàn bộ thị xã Ninh Lăng chứ còn nơi này đã chính thức bị cách ly rồi. Chính giữa phòng hội nghị là một chiếc bàn hình bầu dục, sát chân tường là một loại ghế sofa mềm để sử dụng khi hội nghị mở rộng thêm nhiều nhân viên tham dự. Lấy vị trí bí thư thị ủy làm trung tâm và phân bố dọc theo bàn hội nghị, các thường vụ đều ngồi xuống theo vị trí cố định sẵn có của mình, Triệu Quốc Đống cũng ngồi xuống cạnh Chu Xuân Tú như thường lệ, hoàn toàn đối lập với bàn của Nghiêm Lập Dân. Hội nghị thường vụ thị ủy do Hoàng Lăng chủ trì, có hai công việc cần trọng điểm nghiên cứu, một là việc xây dựng và khôi phục sản xuất sau lũ lụt. Trên thực tế thì chuyện này bên Ủy ban Nhân dân đã từng tiến hành nghiên cứu chuyên môn rồi và lại hội nghị văn phòng Ủy ban đã hình thành được nhận thức chung nên đưa lên hội nghị thường vụ thị ủy lần này chỉ là cho đủ thủ tục, còn vấn đề còn lại là nghiên cứu nhân sự. Vấn đề thứ nhất chỉ tốn chừng 10 đồng hồ là tiến hành hoàn tất, hội nghị tiến vào vấn đề thứ hai, nghiên cứu điều chỉnh công tác nhân sự toàn thị xã trong thời gian sắp tới. Xét biểu hiện quận Đông Giang và huyện Thương Hóa trong công tác cứu nạn chống lũ. Ủy ban kỷ luật thanh tra thị xã và Cục Giám sát đã tiến hành điều tra về công tác cứu nạn chống lũ của hai nơi này và đã phát hiện tồn tại một vài vấn đề. Chủ yếu là mấy phương diện sau, một là, đảng ủy, chính quyền địa phương không coi trọng, lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo phân công quản lý đều không làm tốt công tác chuẩn bị giai đoạn tiền kỳ. Hai là, công tác tổ chức hậu kỳ không có hiệu quả, việc hậu cần không được bảo đảm đúng lúc, khiến cho hệ thống chỉ huy không phát huy được tác dụng trung kiên của cán bộ đảng viên. Thứ ba, cho nên căn cứ vào ý kiến của tổ điều tra, chúng ta sẽ tiến hành bàn bạc về lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo được phân công quản lý hai quận, huyện, cũng kiến nghị thị ủy xử lý về kỷ luật đảng và luật hành chính. Trước mắt thị ủy đã miễn trừ chức vụ phó bí thư quận ủy quận Đông Giang của đồng chí Từ Minh Giám và chức vụ thường vụ quận ủy La Trường Giang, miễn trừ chức vụ phó bí thư huyện ủy huyện Thương Hóa của đồng chí Tạo Uyên và thường vụ huyện ủy của đồng chí Lưu Đạo Hòa, miễn cưỡng chức vụ thường vụ huyện ủy huyện Phong Đình đối với đồng chí Trần Hoa Nguyên. Chức vụ hành chính thì tiến hành theo trình tự pháp định. Lục Kiếm Dân từ từ đưa ra ý kiến của Ban Kỷ luật Thanh tra thị xã, đây không phải tin tức mới mẻ gì, hội nghị bí thư từ mấy ngày trước đã định rồi, sau đó thị ủy nhanh chóng làm ra quyết định. Đối với công tác chống lũ cứu nạn lần này thì tỉnh đã nghiêm khắc phê bình Ninh Lăng, đồng thời cũng khẳng định biểu hiện xuất sắc của quận Tây Giang thị xã Ninh Lăng, lấy lời của lãnh đạo tỉnh mà nói thì ưu khuyết điểm phải rõ ràng, có công thì thưởng, có lỗi thì phạt. Ưu khuyết điểm không thể bù trừ, hơn nữa yêu cầu đảng ủy và ủy ban nhân dân thị xã Ninh Lăng phải nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm và phải làm văn bản báo cáo với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Lục Kiếm Dân đọc quyết định xong thì Hoàng Lăng liếc về phía Trương Thiên Phóng, Trương Thiên Phóng hiểu ý gật đầu. Dựa theo yêu cầu của đồng chí bí thư thị ủy Hoàng Lăng, ban tổ chức đã điều tra sơ bộ mang tính hệ thống toàn bộ các cán bộ cơ quan cấp phó trực thuộc thị xã để sắp xếp vào các chức vụ còn khuyết thiếu. Đồng thời cũng dựa theo tình hình do ban tổ chức các quận, huyện cung cấp, phân chia giai đoạn để tiến hành khảo sát tìm hiểu và lên được một danh sách. Danh sách này đã được phổ biến và trao đổi ý kiến, do đó hội nghị hôm nay sẽ tiến hành nghiên cứu, tôi sẽ giới thiệu tường tận tình hình từng người liên quan. Tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, xét thấy phạm vi lần điều chỉnh này tương đối lớn nên Hoàng Lăng đã chỉ thị ban tổ chức liệt kê tình hình từng cán bộ dự bị để các thường vụ thị ủy tham khảo.
Mặc dù tình hình cơ bản thì các thường vụ đều nắm rõ trong lòng, nhưng đó là mấy ngày trước ban tổ chức cung cấp danh sách sơ bộ cho các thường vụ thị ủy để trưng cầu ý kiến, hơn nữa chủ yếu là nhằm vào các mảng do từng người được phân công quản lý, về sau lại tiến hành điều chỉnh trên quy mô lớn, tình hình cụ thể cũng chỉ đợi đến hội nghị thường vụ thị ủy mới chính thức ra lò. Vì trên thực tế thời gian các thường vụ công tác với các mảng không phụ trách quản lý cũng không nhiều, đương nhiên anh cũng có đủ cơ hội để chứng tỏ mình có nhận định đối với danh sách này. Phó trưởng ban tổ chức Hạ Hồng phân phát danh sách tới tay từng vị thường vụ thị ủy, danh sách rất đơn giản, chỉ liệt kê các cán bộ để chọn vào các vị trí trống trong các cơ quan và quận, huyện trực thuộc, còn cụ thể người nào vào vị trí gì thì mọi người cũng chỉ phỏng đoán ước lượng được 1/3. Hơn nữa trước hội nghị cũng đã tiến hành trao đổi, cân bằng nên chắc chắn cũng sẽ có chút thay đổi, các thường vụ đối với những chuyện này đều nhìn quen nên không sợ hãi, đến vị trí nào làm gì thì trong lòng mọi người đều nắm chắc, giờ cứ dựa theo trình tự mà đi là được. Hoàng Lăng lơ đãng liếc nhìn xung quanh một lượt, các thường vụ đều nhìn bản danh sách trong tay mình một cách nghiêm túc. Lần điều chỉnh nhân sự lớn này thì hắn cũng phải đắn đo mãi mới quyết định, vốn định chờ kéo dài thêm một thời gian nữa để quen thuộc tình hình rồi mới tiến hành, nhưng trên tỉnh lại cứ nhìn chằm chằm vào mấy quận, huyện có biểu hiện không tốt trong cuộc chống lũ cứu nạn, nếu không thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục với tỉnh thì khó mà nói nổi. Mà hai quận, huyện điều chỉnh đều dính dáng đến lãnh đạo chủ yếu, rút dây động rừng. Việc này chắc chắn sẽ dẫn tới điều chỉnh nhân sự toàn thị xã, cho nên Hoàng Lăng liền hạ quyết tâm để bên tổ chức thao tác tỉ mỉ một chút, dành nhiều thời gian để tiến hành điều tra, sau đó lại tiến hành mấy vòng kết nối để cung cấp tình hình tường tận cho mình. Hoàng Lăng biết nếu muốn người nào cũng đều hài lòng về vấn đề bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự thì đó là không tưởng, ngay như hồi mình còn đảm nhiệm phó bí thư thị ủy, thị trưởng Tân Châu thì Tôn Nghĩa Phu chưa bao giờ cho mình đủ quyền phát biểu ý kiến. Lại càng không có khả năng tôn trọng ý kiến của mình, đương nhiên thỏa hiệp vừa phải thì vẫn có những nguyên tắc và quyền chủ động tuyệt đối phải nằm trong tay bí thư thị ủy, điều này thì không thể nghi ngờ. Tuy hắn có cái nhìn về năng lực công tác của Tôn Nghĩa Phu nhưng hắn cũng phải thừa nhận những gì tên này làm được khá xứng với chức bí thư thị ủy, giống như mình hiện giờ đang đảm nhiệm bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng rất xứng đáng. Sau khi quyết định triệu tập hội nghị thường vụ thị ủy thì Nghiêm Lập Dân và thư chí Cao đã chủ động tìm đến mình để trao đổi hai lần. Như vậy mới giống trợ thủ cấp phó chứ, mày có thể muốn đẩy cán bộ lên thì phải tìm tới tao báo cáo chứ, phải nói xem lý do mà mày đề cử có phù hợp hay không phù hợp với chức vụ mà người đó đảm nhiệm hay không. Ngay cả việc trao đổi thấp nhất mà cũng không có thì mày cho rằng chỉ cần người đủ tư cách hay là có năng lực đủ mạnh thì theo lẽ thường sẽ được ngồi vào vị trí đó à, vậy thì quá ngây thơ. Về điểm này thì Hoàng Lăng khá thích tác phong của Triệu Quốc Đống, đề cử theo một con đường riêng một cách công khai. Hơn nữa còn muốn đưa những cán bộ này đến để mình gặp mặt, tiếp xúc, hiểu biết sâu sắc hơn. Với lại người mà Triệu Quốc Đống đề cử có năng lực và thành tích rõ như ban ngày, đương nhiên không hẳn tất cả đều như hắn nghĩ nhưng ít nhất thì cũng đã bày tỏ thái độ. Giọng điệu trầm của Trương Thiên Phóng vang vọng trong phòng hội nghị, gần như ai nấy cũng đều chăm chú lắng nghe vị trưởng ban tổ chức này giới thiệu, bình thường tiếp xúc cán bộ thì phần nhiều đều dựa theo nhận thức cảm tính. Chỉ sau khi vô số những nhận thức cảm tính này qua tay ban tổ chức và xuất hiện trên những tờ tài liệu kia thì mới trở thành nhận thức lý tính, đến lúc này thì chúng mới là căn cứ để nghiên cứu thảo luận. Xét thấy cán bộ mà hội nghị thường vụ thị ủy hôm nay nghiên cứu khá nhiều, dựa theo ý kiến của Bí Thư Hoàng, chúng ta sẽ dựa theo mức độ nặng nhẹ chia làm hai đợt nghiên cứu thảo luận. Việc cấp bách cần xác định là chọn 3 người làm phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận Đông Giang và phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Thương Hóa cùng với cục trưởng cục tư pháp. Mặt khác còn việc chọn phó chủ tịch quận Đông Giang, huyện Thương Hóa, Phong Đình đưa vào thường vụ, và 8 người vào các vị trí, phó chủ tịch huyện Hoa Lâm, phó cục trưởng thường trực cục công an thị xã, phó bí thư đảng ủy khu khai phát thị xã, phó cục trưởng cục nhân sự thị xã, phó cục trưởng cục nông nghiệp thị xã, phó cục trưởng cục vệ sinh thị xã, một phó hiệu trưởng trường đảng, một hiệu trưởng trường tam trung. Mặc dù chỉ đề cập đến 11 vị trí này nhưng sau khi chọn được 11 người thì cần phải suy xét đến việc chọn người thế chỗ trống của bọn họ, vì thế dựa theo ý kiến của Bí Thư Hoàng thì nếu điều kiện thích hợp thì đưa ra nghiên cứu trong hội nghị này luôn, còn nếu chưa thích hợp thì để hội nghị thường vụ thị ủy lần sau nghiên cứu. Trương Thiên Phóng vừa dứt lời đã khiến các thường vụ xôn xao, trong lòng ai cũng đều nổi sóng, điều này không phải là nhân hội nghị lần này có khả năng bố trí hơn 20 vị trí sao. Quyển 9, chương 95. Sau một hồi xôn xao, trong phòng hội nghị lại khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếng uống nước, tiếng bật lửa, tiếng mở sổ viết trong lúc nhất thời cứ vang lên liên tục,
ngoại trừ mấy vị bí thư rõ ràng đã hội ý và biết tình hình thì những vị thường vụ không biết tin tức đều dùng các phương thức khác nhau để che giấu tâm trạng đang nhấp nhô của mình. Trương Thiên Phóng đưa mắt về phía Hoàng Lăng gật gật đầu ý bảo Trương Thiên Phóng có thể bắt đầu rồi. Trước hết tôi xin giới thiệu một chút về hai đồng chí được lựa chọn làm Phó Bí thư Quận ủy Đông Giang và Phó Bí thư Huyện ủy huyện Thương Hóa, đây là hai lãnh đạo chính quyền cấp huyện cao nhất của lần điều chỉnh nhân sự này. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu về Vương Bá Đào được chọn làm Phó Bí thư Quận ủy quận Đông Giang, quyền Chủ tịch quận. Vương Bá Đào năm nay 46 tuổi, là đảng viên, hiện là Bí thư Đảng ủy Cục Lâm nghiệp thị xã Ninh Lăng, Cục trưởng. Triệu Quốc Đống cũng đã sớm biết người được chọn làm Chủ tịch quận Đông Giang này rồi, và tin chắc các thường vụ khác cũng biết rõ. Vương Bá Đào là người huyện Quả Dương thành phố Nam Hoa, một điều khá thú vị là Hoàng Lăng cũng là người Quả Dương. Không biết giữa hai người này có mối liên hệ nào không, nhưng có một điều rõ ràng là sau khi Hoàng Lăng nhậm chức đã tới ba cục để điều tra nghiên cứu. Cục đầu tiên là cục tài chính, cục thứ hai là cục công an, còn cục thứ ba là cục lâm nghiệp, túi tiền và súng thì khỏi phải nói, còn bằng vào cái gì mà đến lượt cục lâm nghiệp là thứ ba. Chẳng lẽ nói vị trí của việc trồng rừng xanh hóa đất nước đã đứng lên trên các công tác khác rồi sao? Chỗ vi diệu trong việc này đương nhiên đáng phải khảo cứu. Đối với người này thì tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng nên tự nhiên là gật đầu đồng ý. Đối với việc chọn người làm Phó Bí thư Huyện ủy, quyền Chủ tịch huyện Thương Hóa thì trải qua khảo sát của ban tổ chức, kết hợp với biểu hiện xuất sắc trong công tác chống lũ cứu nạn vừa rồi, nên đề cử đồng chí Ngụy Hiểu Lam. Tâm trạng của Trương Thiên Phóng hơi khẩn trương, về việc chọn người vào vị trí này thì trong hội nghị bí thư hôm trước cũng không đạt được ý kiến nhất trí, vốn hắn đề nghị tạm thời hoãn lại một chút. Đặt vị trí này sang một bên nhưng cuối cùng Hoàng Lăng vẫn quyết định nói đề xuất vị trí này ra. Trương Thiên Phóng không hiểu rõ lắm mục đích của Hoàng Lăng, hắn biết trong việc chọn người vào vị trí này thì Triệu Quốc Đống đã tốn rất nhiều sức, hơn nữa còn trao đổi mấy lần với mình, chỉ có điều vị trí chủ tịch một huyện thì không phải một trưởng ban tổ chức như hắn có thể vỗ bàn quyết định được. Và lại còn nhiều người nhìn chằm chằm vào đó, sau lưng ai cũng có lai lịch, hắn chỉ có thể nói là làm hết sức. Trong ba vị phó bí thư thì ngoại trừ Nghiêm Lập Dân tỏ thái độ rõ ràng thì Thư Chí Cao và Lục Kiếm Dân đều tỏ ý phản đối, nhưng không biết vì sao mà Hoàng Lăng lại vẫn kiên trì yêu cầu đưa vấn đề này lên hội nghị để nghiên cứu. Nếu nói về năng lực công tác hay tác phong thì Ngụy Hiểu Lam đều tuyệt đối không có vấn đề, thành tích cũng rõ ràng nhưng lại có hai nhược điểm. Một đó là thời gian đảm nhiệm thường vụ quận ủy quận Tây Giang quá ngắn. Hơn nữa lại không phải là phó chủ tịch thường trực quận nên bây giờ mà nhảy một phát lên làm chủ tịch quận thì khá chói, không phù hợp với trình tự đề bạt thông thường. Hai là Ngụy Hiểu Lam lại là phụ nữ thường thường điều đến chức vụ phòng ban hoặc là thăng chức lên làm phó thì sẽ có ưu thế nhưng nếu điều lên đảm nhiệm chủ quản khối chính quyền hay đảng ủy thì lại bất lợi, điều này gần như đã trở thành mặc định ngầm được thừa nhận từ xưa đến giờ. Nếu như nói chỉ có một trong hai nhược điểm thì có lẽ còn có thể bù lại được nhưng đằng này cả hai nhược điểm lại đồng thời xuất hiện trong trường hợp Ngụy Hiểu Lam nên lại càng trở thành tiêu điểm để người khác dễ dàng đưa súng lên bắn,